có phải có hạn làm nhà không? Từ ngày anh con làm nhà liên tục gặp hạn tai nạn rất nhiều lần, cũng có trường hợp ở đây theo như Phật giáo á, thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt và năm nào cũng tốt, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, tức là ngày nào mình làm được việc thiện á, ngày nào tâm mình được gì, được tự do tự tại buông xả được hết á, thì ngày nào đó là ngày tốt đẹp, đó là ngày mới tốt đẹp. Nhưng mà xin thưa các vị, ở thế gian chúng ta đâu có làm được như thế. Vì vậy mà vẫn phải chịu trong cái sự chi phối của tuần hoành, của gì, của gọi là của âm dương, của ngũ hành nhé, theo quan điểm của lão giáo á. À, chúng ta vẫn phải bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, về tâm linh, về ngoại cảnh bên ngoài, vân vân. Cho nên cái trường hợp làm nhà làm cửa, nếu chúng ta chưa phải là cái trường hợp mà đặc biệt tu hành xuất chúng, thì chúng ta cũng nên gì, nhờ các thầy người ta xem cho cái ngày lành tháng tốt để làm nhà làm cửa, xem hướng nhà hướng cửa phong thủy đất cát một chút thì nó cũng có gì, cũng có lợi đấy các quý vị ạ. Đấy, trường hợp ở xã Sơn Đông đây này, năm tôi về năm 2003, cái trường hợp mà gì, có cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi, có đến 2-3 đời là gì, gọi ngày xưa gọi là chi quan chi phủ hay là tổng đốc gì đó, nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á, chi phủ. Chi phủ nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á. Tôi xem cái văn bia, đọc cái văn bia chữ Nho á, có 2-3 đời như thế. Tức là cái dòng dõi rất là gì, danh gia thế phiệt, làm cái nhà họ hơn 400 năm, nhà thờ họ. Thế khi gia đình đó thì cái ông trưởng á, ông cháu trưởng á, cháu chút chít trưởng á, được phân cái đất ở trước cửa nhà á, thì làm gì, chắn mất cái nhà cửa nhà thờ họ đi. Làm xong cái đêm khánh thành cũng là cái đêm ông ấy gì, ông ấy chết. Mấy chục ngày sau ông con trai trưởng cũng treo cổ tự tử chết trước cái nhà đó. Và còn anh con trai thứ hai thì tự nhiên bị bệnh điên điên khùng khùng và cứ vác dao ra đường muốn chém người. Gia đình làm cái cũi vào, nhốt vào, lại hai chân hai cái khóa xích như là gì, như là xích cái con thú nữa, xin lỗi các quý vị, thật như thế. Tôi sang tôi thấy thương quá, ăn uống rầm rề ở trong đó không ai dám mở ra. Thì tôi đến tôi xem một cái, tôi đọc cái văn bia, tôi xem nhà thờ một cái, tôi bảo cái này là do phong thủy chứ không phải là do khác. Phong thủy do phạm lỗi với tổ tiên, với các cụ trong họ nhà mình. Ai các cụ cái nhà thờ nhìn hướng đông nam như thế này, làm cái nhà ở chắn ngay trước mặt, cách cái sân có 5-7 mét thôi, ở trước các cụ các tổ tiên như thế, trong khi đó đất hai bên thì vẫn còn rộng, không làm. Tôi đến tôi bảo là trường hợp này muốn chữa được thì phải phá bỏ cái nhà đấy, nhìn làm quay sang bên cạnh, nhìn về hướng tây, để thẳng cái hướng tây nam của nhà tổ tiên, nhà thờ tổ của trong họ đó, nhìn thẳng xuống ra ngoài đường, không được làm cái gì vướng vào đó. Thì gia đình bảo là, bạch thầy, gia đình nhà con nghèo chả có tiền nữa, bố chết, bác chết, tức là chồng chết, bố chết, chồng chết và gì, và chú thì như thế không còn gì. Tôi bảo cố gắng vay bên nội bên ngoại được vài chục triệu, ngày đó là làm cái nhà tạm nó có hơn 40 triệu thôi, từ năm 2003-2004. Các vị biết không, làm xong một cái, cúng về nhà mới một cái, 2-3 ngày hôm sau ông chú đang điên ở trong cúi bảo là gì, thả tao ra, tao không sao nữa. Thế là thả ra đi tắm đi rửa một cái là gì, bình thường, có ai tin không. Cho nên cái dân Sơn Đông đây có người ghê đến đâu thì ghê, nghe thấy câu chuyện đó, nghe thấy ông thầy Thịnh, ông thầy Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên mà cũng phải gì ạ, cũng phải khớp, cũng phải nể. Cái trường hợp như thế ai mà chẳng nể các quý vị, có phải một tí thuốc thang nào đâu, thế là khói. Rồi có cái trường hợp cũng ở cái xóm gần đền đấy, đào cái giếng, nhà có một cái giếng rồi tự nhiên là đi đồi lên cơn rồi sẽ đi đào thêm một cái giếng nữa ngay bên cạnh nhà, thì là hai cái giếng ở trong nhà. Đào xong giếng mấy tháng sau tự nhiên là cứ nghe thấy, một hôm ông ở nhà đang ở nhà như vậy, đang ở nhà không biết đang làm cái gì ấy, tự nhiên cứ nghe thấy cái tiếng trống, tiếng kèn nằm bầm nó đến, nó bảo là gì, phải bắt cái thằng này. Cứ nghe thấy ông, khi sau này ông khỏi thì ông mới kể như thế. Thế bảo nghe tiếng trống tiếng kèn nằm mầm nó kéo đến, thế là nó lôi ông này là gì, ném ông này xuống giếng. Thế may có cái bà hàng xóm đứng bên ở bên cạnh thấy ông này gì, tự nhiên chạy sang giếng, nhảy tùm xuống giếng. Thế là bà ấy hô là dân làng lên, ôi dân làng cứu với ông này, ông nhảy xuống giếng. Thế là hàng xóm mà chạy sang thì họ lấy lên rồi á, thì bắt đầu thì chúng ta biết thế nào, tự nhiên ông ấy cái ổ điện á, lấy lên rồi ông cứ vạch, ông chạy vào thì ông giật ổ điện á, cứ thế ông rúi tay vào trong trong ổ điện. Nhưng may lúc đấy nó lại
số may của ông ấy lúc đấy là vừa cắt điện mới may cho ông ấy, không có thì đứt luôn. Người còn đang ướt mà sờ vào điện đó thì ắc một cái là sao ạ? Cháy xém ra ngay. Đó. Nhưng mà may thì vừa sờ vào, trong lúc đi lúc nãy còn cái điện, vừa sờ vào một cái thì điện tự nhiên mất. À, thế là số ông ấy may. Xong rồi mất xong gia đình mấy thì 4-5 người cứ thế là cưỡng là giữ ông ấy không giữ được, mới cho lên viện. Cho lên viện ông ấy tự lấy cái dép ông đập gì, đập gãy cả chân, đập nát cả cái chân. À, không biết đau, cứ thế đập thôi. Bác sĩ ở bệnh viện năm bảo là thôi trường hợp này không phải bình thường đâu. Đi về thì nhà có đi đến xem các thầy nào hay là có chùa có chiền đến nhờ các sư xem thế nào. Cái bác sĩ bệnh viện năm, bác sĩ bảo thế, thế là gia đình về vội vàng về đây chạy vào đây. Năm 2005, 2004, 2005 thì phải, khoảng cái thời gian đó. Tôi mới về đây mới thôi, còn mới về còn đang đi học, chưa học xong. Thế bây giờ tôi nghe cái tin đó tôi vội vàng tôi sang có cái gì đâu, có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là gì? Có cái giếng rồi để đào thêm một cái giếng phạm vào cái long mạch ở cái đất đó. Cái thứ hai, ban thờ để bẩn bỏ sừ ra, mạng nhện răng đầy mối thì mối từ dưới đất leo lên ban thờ bám vào cả bát hương. Với cái tâm linh nhà mình như thế mà gì? Đến tổ tiên thần linh tổ tiên nhà mình còn không gì, không có mạng nhện răng đầy là một cái chuyện rồi, mà mối nó ăn theo cái cột gỗ xoan đó, nó lên kiểu làm cái ban thờ đóng theo cái nhà cổ ngày xưa mà ban thờ đóng vào cái cột gỗ, một bên đóng vào tường bên đóng vào cột gỗ, nó đục lên theo cái cột gỗ xoan, nó ăn nó vào tới cái chỗ bát hương, nó còn bám vào cả bát hương nữa. Tôi bảo ôi thờ như thế này thì đi tự tử là đúng thôi. Thế tôi mới bảo người nhà thôi bây giờ đi mua 3 cái bát hương ngay lập tức cho tôi mang sang chùa. Lúc đó là lúc trưa thì mang sang, đến chiều tôi sang tôi lễ xong một cái ở trên kia gọi điện về là gì, anh ấy không thì không lên cơn nữa, nhưng mà bây giờ phải ở lại để điều trị, để bó bột đã. Bó bột xong hơn tháng sau đi về. Thế là khỏi xong mới kể lại mọi người là tung tiên đang làm, tự nhiên nghe thấy tiếng trống tiếng chiêng ầm ầm, thấy một đoàn người đến là tóm để gì bắt vứt xuống dưới giếng. Vứt xuống giếng có người cứu lên rồi thì lại có một đoàn người nó đến thì nó cứ thế nó đẩy vào trong cái gì, cái ổ điện để cắm tay vào đó thôi. Đó, đây là trường hợp có thật đó. Ở thôn đấy là thôn gì, thôn Bống hay thôn Cao Sơn gần chỗ nhà cụ Lượng đó. Đây có cụ Lượng không, dân ở Sơn Đông thì biết cái vụ đấy đấy đó. Xong rồi tôi bắt là gì, phải lấp một cái giếng mới đào, để một cái thôi hút sạch đi, làm cái theo cái phương pháp lấp giếng khó nha các vị nha. Qua đây nói luôn, đào giếng thì có thể dễ nhưng mà lấp giếng khó nhá, đặc biệt giếng cổ, làm không khéo là trong gia đình lục đục ngay, đặc biệt giếng cổ. Muốn lấp giếng thì phải làm thế nào? Cái phép lấp giếng trước khi lấp giếng là phải hút cạn sạch nước đi, đem bắt sạch những con cua con cá phóng sinh ở đó đi, xong bắt đầu là lấy cái gương ra đó thì đứng gì, mình chỉ các vị Phật tử chúng ta chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, xong lấy cái gương đó xoay dưới cái gương cái kính đó. Đó, xoay dưới cái gương đó thôi, nó có một cái câu thần chú để làm cái đó, án xuất thần tỉnh thật tỉnh thần, án xuất thần tỉnh linh linh, viên xuất thần minh, viên xuất thần minh, quang minh xa hạ, đọc 3 lần như thế. Nhưng cái này thì nó hơi dài thôi, cái này thì sau này các vị nào mà muốn làm thì tốt nhất nên nhờ các thầy họ làm cho, vì lấp giếng nó cũng quan trọng lắm, không khéo là đơ đấy, lại khổ ra. Đó. 3 lần làm như thế xong một cái bắt đầu thì lấy cát, lấy đá sạch, lấy cát đất sạch cho đi đổ xuống, đừng có đổ đồ bẩn xuống đó, nguy hiểm lắm. Đấy, coi đấy là phong thủy, cho nên ở trường hợp này nói là làm xong nhà cửa thì tự nhiên cái tai nạn suốt ngày cũng có thể có vấn đề. Về phong thủy đất cát có thể có vấn đề thì nên gì? Về Phật giáo thì không nặng nề cái đó, hướng nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt. Nhưng mà ở người ngoài đời thì người ta đâu phải là người tu Phật đâu. Cho nên thì cùng các cụ ngày xưa nói là có thờ, có kiêng, có thiêng, có kiêng, có gì? Có lành. Cho nên tốt nhất thì cũng nên chỉnh trang lại một chút. Cái trường hợp này thì bảo bác ấy, bảo chú ấy hôm nào xuống chùa gặp thầy hoặc là gặp các sư hỏi tư vấn cụ thể cho. Một câu hỏi khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con đọc các bài giảng pháp của thầy, con đọc có câu khi tụng kinh Địa Tạng phải kiêng hành hẹ tỏi kiệu, nhưng bữa trưa con dùng cơm công ty không tránh kiêng được, vậy tụng kinh còn được lợi ích không ạ? Có lợi ích nhưng mà nó sẽ giảm đi khá nhiều. Đáng nhẽ chúng ta được 99% khi tụng kinh hoặc 100% khi tụng kinh,
Nhưng vẫn ăn cái đó thì chúng ta đọc tụng nó chỉ được 50% thôi. Nhưng có được không? Được, còn hơn là gì? Hơn là chúng ta chả đọc tụng thì chả được chút công đức nào, đúng không? Cái tội gì 50% 2 ngày thì sẽ bằng 1 ngày người ta. Không ăn thì người ta không ăn 1 ngày người ta được cả 100%. Mình ăn thì thôi 2 ngày mình cũng bằng người ta 1 ngày. Thôi cũng cố gắng, biết làm thế nào. Đó. Cố gắng. Ý nữa là mẹ con tụng kinh và hồi hướng cầu nguyện cho chúng con kết quả sẽ như thế nào? Tốt thôi, cũng được. Nhưng mà gì? Trong kinh Địa Tạng nói là người tụng kinh đem công đức hồi hướng thì cái người bên kia nhận gì? Nhận được có 1 phần còn á. Người tụng thì được gì? 6 phần. Thì mình còn sống thì cũng giống như cũng nhận được như người chết thôi. Cho nên phải nếu mà tự mình đọc tụng thì mới tốt. Đấy, người ta hồi hướng cho mình mà mình tự đọc tụng nữa thì tốt lắm. Đó, trường hợp này nên cố gắng. Con xin cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy mạnh khỏe, hướng dẫn chúng con tu tập tinh tấn. Thôi, cố gắng nghe Pháp mà tu tập tinh tấn. Ăn hành mà tu tinh tấn thì cũng tốt, không sao. Đó, chỉ sợ rằng ăn hành mà gì mà không tu tinh tấn mà lười biếng nữa thì cái đấy mới đáng sợ. Đó, được, cũng được, tạm duyệt được. Bao giờ sau này nghỉ hưu ấy thì gì, ngừng hẳn. Đó, thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch quý Thầy, thật quý hóa, con xin Thầy chỉ dạy cho con một số việc như sau. Mẫu thân của con bị thác trong nhà tắm, tức là bị mất đó, vào ban đêm, đến khi gia đình con phát hiện được thì người mẫu thân đã bị cứng rồi. Sau đó con có mời ban hộ niệm đến giúp 10 tiếng nhưng mẫu thân của con vẫn bị cứng. Gia đình con đi xem thì họ bảo mẫu thân con bị mất vào giờ trùng. Gia đình con làm tất cả các việc như cúng giảng chay tăng, trong lễ 49 ngày luôn phóng sinh, cúng tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Khai Nguyên, tụng kinh và niệm Phật, chia sẻ khai thị cho mẫu thân của con từ ngày mới mất cho hết 49 ngày. Nhưng đi xem họ vẫn nói mẫu thân của con vẫn bị trùng tra khảo. Cụ thể là sau khi mẫu thân của con bị mất vài tháng sau thì cháu trai con, anh trai của con cũng bị ốm rất nặng. Úi dồi ôi, nhiều quá. Bị mắc bệnh ung thư sọ não. Con kính bạch quý Thầy, không biết có phải bị ảnh hưởng của việc chết trùng bắt không ạ? Gia đình con rất hoang mang lo sợ. Cũng có những trường hợp là gì? Trong kinh Phật đó, thì không có quan niệm, không có nặng nề về cái việc trùng tang. Cái việc trùng tang là do bên đạo gì? Đạo lão họ quan niệm. Nhưng mà xét về nhân quả có không? Cũng có. Gọi là gì? Gọi cộng nghiệp. Cộng nghiệp trong dòng họ hoặc cộng nghiệp trong một gia đình. Tức là có duyên thì mới sinh vào với nhau, sinh vào cùng một nhà với nhau hoặc cùng với họ với nhau. Đó, hoặc là gì? Hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào để trả nợ, hoặc sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, vân vân. Đều có duyên, không duyên tốt thì cũng duyên gì? Duyên xấu. Cho nên là cùng trong một dòng họ hoặc một gia đình như vậy là cũng có duyên rồi. Vì vậy mà cái trường hợp là trường hợp kia mất vào ngày tháng giờ xấu, mất vào giờ xấu thì ở trong cách tính của đạo giáo họ tính gọi là tam sa. Tức là ý là trong dòng họ, trong chi họ đó phải gì? Có thể vất 3 mạng nữa phải đi theo. Trùng vào á, bấm vào cái gì? Cái ngày á, bị trùng tang á, thì họ gọi là nhị sa. Tức là còn 2 người trong chi họ, trong dòng họ, trong gia đình có thể đi theo, vân vân. Nhất sa, cái mất vào gì? Mà giờ cái giờ trùng tang nó vào cái ngày trùng tang nó vào tháng á, thì gọi là, hoặc là vào năm tuổi á, thì gọi là nhất sa. Tức là trong chi họ, họ quan niệm rằng trong chi họ có thể còn 1 người mất theo trong vòng 3 năm trở lại nữa. Cái trường hợp này nó không đúng hoàn toàn 100%, nhưng cái xác suất của nó cũng phải 70% trở lên. Thì chúng tôi kinh nghiệm trên dưới 20 năm nay xuất gia tu hành rồi, gặp những cái chi họ các quý vị ạ, có những chi họ 13 năm trời vẫn chưa đưa các cụ lên được. Theo quan niệm ở miền Bắc chúng ta ấy, là sau khi chôn là cứ 3 năm sau trở lên là phải gì ạ? Phải sang cát, phải bốc mộ thay áo cho gì? Cho người đã khuất, đó mới là người con hiếu hạnh, đó mới là cái sự trả ơn cho người gì đã mất, đã khuất.
Nhưng còn ở trong miền Nam á, thì sau khi mất họ thì chôn xuống và giờ xây kín lên, chôn sâu cất kỹ, đó là người con hiếu thảo. Nhưng miền Bắc chúng ta thì chôn sau 3 năm sau phải cải cát sang mộ, thay áo cải cát á, để chuyển họ sang một cái chỗ ở mới á, cho nó tốt đẹp hơn, thì đó mới là người con hiếu thảo. Đấy là quan niệm của giữa cái phong tục tập quán mỗi nơi. Cho nên là cứ 3 năm trở lên thì mới được bốc mộ. Có những trường hợp ngày xưa tôi về cái chùa Giới Hòa, Yên Sở Hoài Đức, 13 năm trong chi họ không thể nào bốc mộ được. Thế năm đó thì tôi mới, ngày đó thì chưa có lễ trung phong. Thầy như khoảng độ 10 quý thầy về, hơn 10 quý thầy về chùa để làm cái lễ gọi là giải oan cắt kết phả độ gia tiên cho. Nhưng quan trọng nhất là tụng kinh. Ngày xưa tôi tụng cho cả cái bộ kinh Lương Hoàng Xám, ngày xưa chưa hay tụng kinh Địa Tạng. Tụng cả bộ kinh Lương Hoàng Xám, thỉnh các sư về tụng kinh Lương Hoàng Xám và cúng phả độ gia tiên, cái phương pháp, cái gọi là cái đàn, gọi là cúng đàn giải oan cắt kết á. Cúng xong thì sau đó một cái thì sau 3 năm sau thì gia đình, cái dòng họ không còn, không có người mất trẻ và không có người mất đột tử vân vân nữa. Thế là cứ thế là dần dần là các cụ cứ thế là sang cát thay áo, cứ cụ mất trước hay cụ lớn tuổi cứ thế dần dần đi lên. Và cho đến từ đó đến nay gần 20 năm nay cái chi họ là yên ổn. Con cái trong dòng họ thì làm ăn thì khá tốt. Ngày xưa thì chật vật ra, nhưng bây giờ thì khá tốt rồi. Có thể nói là ở trong nông thôn thì rất tốt, gia đình dòng họ bây giờ vẫn lên đây. Tết năm nào cả gia đình dòng họ cũng kéo nhau lên đây. Làm mấy trăm bánh gai mang lên để cúng Phật, quê hương bánh gai mà. Họ cũng có trước có sau. Đây thì cũng có nhiều trường hợp nữa. Đi xem họ bảo phải trùng tăng trùng phục thế này thế khác. Đặc biệt là 3 năm nay đạo tràng chúng ta có cái pháp hội trung phong rất tốt cho cái vấn đề siêu độ này, và pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng rất tốt cho vấn đề này. Cho nên cái trường hợp này, cụ này thì cũng làm được việc phúc thiện như vậy rồi. Nhưng mà người mất đột tử, mất kiểu như thế thì trong kinh Phật nói là nghiệp gì? Nghiệp rất nặng thì mới mất cái kiểu đột tử, như là tai nạn. Như trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết yểu đó. Đấy gọi là chết yểu đấy. Tự nhiên bị tai nạn, chết không ai biết, con cháu không ai biết, đó là chết yểu. Như vậy là nghiệp đó, là trong kinh Dược Sư nói nghiệp cực nặng phải bị như thế. Cho nên mới cúng một pho tượng phóng sinh tụng kinh có 49 ngày. Chưa chắc đã gì? Đã vãng sinh. Chưa chắc đã được đi đầu thai thoát hóa. Cái đó là đúng đấy. Thì chúng ta cần phải gì? Một người làm không được thì cả cái gia đình nhà mình và cả chi họ nhà mình phải nhất tâm để làm. Đó. Đặc biệt là những pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này. Nếu mà nghĩ về cụ thì mấy chị em là bỏ tạm dừng công ăn việc làm đi, thì ngày nào được nghỉ, đặc biệt thứ bảy chủ nhật, thì nếu làm công chức nhà nước hay doanh nghiệp được nghỉ thì cố gắng đến mà nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho cụ. Cúng dường Địa Tạng, cúng dường tôn tượng là công đức rất lớn. Nhưng mà cái tâm của chúng ta phải hướng phát nguyện để siêu độ cho cụ, đến để nhất tâm để tụng kinh cho cụ mới là cái tốt nhất. Chúng ta nhất tâm đến để tụng kinh, công đức còn tốt hơn là cúng dường một pho tượng. Tụng kinh một hết một bộ kinh này á, công đức còn tốt hơn là chúng ta cúng dường một pho tượng, nếu chúng ta nhất tâm. Đó. Tất nhiên cúng dường pho tượng công đức rất nhiều, rất lớn, nhưng mà chúng ta nhất tâm tụng thì tốt lắm. Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là về thì cũng nên là anh em họ hàng nhất tâm những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này, cố gắng để cùng nhau đi vào mà làm bài vị mà hồi hướng cho cụ. Một thời gian không xa sẽ nằm mơ thấy cụ. Bao giờ nằm mơ thấy cụ tức là gì? Cụ đã được về và đã được gì? Thoát khỏi cái cảnh lao ngục nó bắt ép rồi, thì cụ sẽ sớm được gì? Được đi siêu thoát trong vòng một thời gian, một vài tuần tiếp đó sau thôi. À, bao giờ trường hợp này nếu mơ thấy cụ về thì vào báo cho tôi một câu. Vì này hỏi thêm ý nữa, hàng ngày con khuyên anh con tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, anh con đều nghe và thực hành đúng như vậy. Vì là Phật tử được may mắn tu tại chùa Khai Nguyên của thầy, cho đến bây giờ qua 3 lần mổ não cháu con tạm ổn định và đã được ra viện, nhưng gia đình con vẫn lo lắng hoang mang lắm. Con kính xin quý thầy tử bi cho con được biết con phải làm gì để cháu con được thoát khỏi kiếp nạn bệnh ác tính này ạ. Gia đình con xin cảm ơn. Cái này thì nên tụng kinh, nên trường hợp này nên phát nguyện ăn chay trường trong vòng 100 ngày.
tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thanh bông hoa quả thành tâm, nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Có ban thờ Phật riêng thì tốt, chưa có ban thờ Phật riêng thì để cái ảnh Địa Tạng vào giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, treo cao lên một chút và để giữa. Và thanh bông hoa quả thành tâm mỗi ngày múc 7 chén nước, tụng mỗi ngày 3 thời kinh. Cái trường hợp này mỗi ngày phải 3 thời kinh, không được tụng một thời thì nó ít quá, tụng một thời đọc hết cả một bộ thì vẫn ít, nên phải chia thành 3 thời để mình niệm Phật được nữa. Mà trường hợp này khi niệm Phật nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật một tràng thôi, xong khi đến niệm tứ thánh hiệu, niệm vào đến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì niệm khoảng cho 10 tràng vào, hiểu chưa? Danh hiệu niệm Phật thì mình vẫn niệm đúng như trong kinh là Nam Mô A Di Đà Phật có thể một tràng thôi, trong Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 tiếng, Đại Thế Chí 10 tiếng, nhưng mà đến Địa Tạng á, niệm cho khoảng 10 tràng vào, hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Đó thì đến lấy cái lúc niệm như vậy thì mình quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng ở trên hư không đáp xuống và ngự lên trên ban thờ nhà mình đó, để phóng quang minh chiếu vào trong cái chén nước mình cúng á, ngày chứng minh, và phóng quang minh chiếu vào đó, rồi những cái chén nước đó, chén ở giữa mình lấy để hôm sáng sớm hôm sau mình thay 7 chén nước cúng hôm trước đó, thì chén ở giữa mình để mình vẩy hết đất cát nhà cửa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, tất tất trong nhà từ nhà ra ngõ, còn 6 chén còn lại để cho cái đứa cháu này uống nước, uống thì chắc sẽ gì Phật Bồ Tát thương gia trì cho nhanh khỏi thôi. Tôi mong rằng sau 100 ngày gia đình vào báo tin cho tôi, Phật pháp nhiệm màu quá, kinh Địa Tạng nhiệm màu quá, và thầy cũng hơi hơi nhiệm màu. Cái thầy gì thì khuyên mà, cho nên Phật thì Bồ Tát thì thực sự nhiệm màu, còn thầy thì hơi hơi thôi. Cho nên con về con làm y như thầy bảo, và bây giờ cháu con khỏi rồi, đưa nó vào đây để rồi thì có thể xoa đầu cho nó cái, cho nó hoan hỉ tí ha. Đấy, trường hợp này nên khuyên như vậy. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là những lời Phật dạy, những câu chuyện Phật kể về các cõi, ma quỷ, thần là mang nghĩa ẩn dụ để khuyên dạy con người, hay đó là điều là những điều có thật? Xin thưa với các vị, có thật. Giống như ở trong hội trường này vậy, chúng ta ở đây là có thật hay là giả? Hả? Ai là bảo giả đến đây tôi xem, vác cái dao lên đây nữa, tôi khía cho mấy cái vào tay xem thật hay giả. Nhưng nếu bảo là thật thì vài chục năm nữa xem, chết rồi chôn xuống gì dưới đất rồi, vài chục năm sau, vài năm sau nó còn thành bộ xương, vài chục năm sau xương cũng không còn thành gì, thành đất hết, lúc đó là thật hay giả? Thật giả đều do tâm ta nhận định vậy các quý vị. Bảo là thật thì nó có thật, bảo nó là giả thì thực sự nó gì, nó là giả. Nhưng mà thật hay giả tự chúng ta cảm nhận lấy. Còn Đức Phật nói không bao giờ gì nói lời vọng ngữ. Đối với chúng sinh á, còn chấp hình tướng, còn chấp mắc, còn bị phiền não, còn bị nghiệp chướng chi phối, còn bị tham sân si, thì Đức Phật nói là gì? Có thật đấy các quý vị. Còn những người đã chứng được thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát, thất địa trở lên, Phật bảo là gì? Không có. Tất cả đều là gì? Là không. Từ cái chỗ không vô tướng, vô nguyện đó mà có thể phân thân vô số đi độ chúng sinh. Độ chúng sinh nhưng không chấp là gì? Là có người độ chúng sinh. Mình là người độ chúng sinh, không chấp là gì? Là mình là người độ chúng sinh. Những chúng sinh khổ đau được mình cứu, không chấp là mình cứu được nhiều chúng sinh. Cho nên không sinh một chút, một cái niệm tâm nho nhỏ bị thử nhân ngã đây kia, ta là người cứu, chúng sinh là người được cứu, vân vân. Như vậy là còn cứu sinh, độ sinh, còn chấp tướng. Cho nên Phật thuyết là không. Không tức là gì? Cho đệ tử của mình không chấp trước vào những công đức, những việc làm của mình. Ví dụ như tôi chẳng hạn, chấp là gì? Tôi làm được 5-6 ngôi chùa rồi, và tôi chấp cho ngôi chùa này là của tôi. Ai đến đây cũng phải gặp tôi. Và ai muốn làm gì cái ngôi chùa này thì phải bước qua gì? Bước qua xác tôi. Vân vân chẳng hạn. Như vậy là sau khi tôi chết đi thì tôi sẽ có phúc á, thì sẽ là một vị thần linh giữ chùa, là một thần đất giữ ngôi chùa này, hoặc giữ mấy ngôi chùa tôi xây. Còn không có phúc á thì tôi trở thành gì? Thành con chó đến đây để trông chùa.
Các quý vị ạ, đó cho nên Phật dạy là tu phải buông xả đi, làm tất cả các việc thiện nhưng mà không chấp vào bất cứ một thiện nào, việc thiện nào. Đó gọi là cách tu hành, gọi là xả ba la mật đó, từ bi hỷ xả, xả hết. Thì đấy, đối với trường hợp như thế Phật nói là gì? Là không, không có ma, không có quỷ, không có chúng sinh để độ, không có pháp để tu, không có pháp để chứng, và không có sinh tử phiền não để gì, để chứa đựng ở trong tâm. Tâm lúc nào cũng rảnh rang, tự do, tự tại. Cảnh giới gì của một vị, đó chính là cảnh giới của vị A-la-hán, của một vị Bồ-Tát chứng hàng thất địa trở lên vậy. Cảnh giới đó rất cao. Còn trường hợp Phật tử này hỏi câu hỏi này, tôi trả lời là gì? Là có. Chắc chắn Phật nói là có. Vì tôi biết Phật tử này hỏi câu này là gì? Trong tâm còn rất nhiều cái gì, còn nhiều cái có. Cho nên tôi khẳng định với Phật tử này là gì? Phật nói về ma quỷ, thế giới thần linh có không? Tôi bảo là có. Liệu liệu mà tu, không tu sau này nó đến, nó gì, oan gia trái chủ nó đến, nó bắt đấy. Nó đến nó bắt đấy. Nên liệu chừng đấy, hỏi câu hỏi này liệu chừng đấy, tu thật tốt vào để trả nợ cho người ta hết đi. Có nợ thì phải gì, phải trả, thì đừng có chạy trốn. Phật tử nữa hỏi là, con bạch thầy, con có một người bạn đi tu ở chùa, xả bỏ hết công việc trong gia đình, chồng ốm tai biến cũng không có trách nhiệm gì, vài tháng mới về một lần, con tưởng trong gia đình con luôn con trưởng trong gia đình, con muốn thầy giải thích hộ con trưởng, con trường hợp đi tu như vậy có đúng không, con xin cảm ơn thầy. Một người bạn đi tu ở chùa, đi tu ở đây đi tu xuất gia hay là đi tu tại gia? Nếu mà đi tu xuất gia thì nó có phép của người xuất gia, không phải là muốn về lúc nào cũng được. Nhưng mà trường hợp bố ốm tai biến như vậy mà trong gia đình không còn anh em họ hàng quyến thuộc nữa, thì trường hợp này có thể xin với sư phụ mình là cho về để hầu hạ bố mình khi bệnh tật như vậy, vẫn khoác áo cà sa, vẫn tu hành, nhưng mà gì, vẫn có thể xin với sư phụ là đi về để tạm gác cái việc chấp lao phục gì ở chùa để về hầu hạ bố của mình khi bố ốm. Nhưng mà trường hợp này nếu không phải là người xuất gia, tức là Phật tử đó, đến tu ở trong chùa như thế, bố ốm mà không về để hầu hạ bố, trường hợp này gọi là tu sai đường, tu không đúng với gì, hạnh hiếu của nhà Phật. Đức Phật ở trong kinh á, báo ân nói là gì? Cha mẹ tại đường như Phật tại thế, tức là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn sống ở trên đời giống như Phật ở trên đời đó. Bây giờ bố mình ốm nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, tai biến, mà con vẫn ở trong chùa để tu, hoặc là gì, vợ vẫn ở trong chùa để tu. Ở đây nói là con, một người bạn đấy, nói là người bạn, không biết là vợ hay là con, đây chắc là con. Như vậy mà không về để phụng dưỡng bố khi mà như thế, thì tu vị này có tu 1000 năm cũng chẳng được cái gì cả. Vì sao? Vì ông Phật đang nằm ở nhà đó đợi mình gì? Về để báo ân báo hiếu, mà mình gì, mình còn bỏ qua ông Phật đấy để đi cầu ông Phật ở trên gì, ở trên Tam Bảo, ở trên điện thờ là không có. Cho nên trường hợp này Phật tử này về nên khuyên bạn, bảo là thầy Khai Nguyên bảo là nên đi về để giúp đỡ cho bố, như vậy bệnh nó chẳng được là bao nữa đâu. Bệnh mà nằm liệt tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu chẳng được là bao nữa đâu. Về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bệnh mà bố của con còn thì Phật Bồ Tát tiêu nghiệp chướng cho, thì bố con sớm đi lại được, để cho con thì lại được về chùa con tu tiếp. Mà còn mệnh của bố con mà hết đó, thì nguyện cho bố con sớm được ra đi về với Phật một cách nhẹ nhàng, không phải là cầu cho chết nhá. Mệnh còn thì cầu cho gì, cho đớm sớm được khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết đó, thì ra đi nhẹ nhàng, không phải nằm liệt giường liệt chiếu như thế, khổ lắm, khổ vô cùng. Người sống cũng khổ, người chết cũng gì, người còn nằm ốm đấy cũng khổ, và người gì, người hầu cũng khổ. Nhưng chúng ta không được khởi lên cái ý gì, ý xấu muốn cho họ chết mà tụng kinh, mà phải khởi lên cái ý là muốn cho họ được khỏi bệnh mà tụng kinh. Nhưng mệnh mà hết thì nguyện họ ra đi nhẹ nhàng cũng được, lấy tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ổn thôi.
oan gia trái chủ tụng kinh. Những người mà bệnh liệt giường liệt chiếu như thế, phần lớn do oan gia trái chủ, nghiệp chướng đời trước nó tạo ra. Cho nên tụng kinh Địa Tạng là số 1 rồi. Như ông bác của cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài Võng Xuyên, Phúc Thọ, nằm ốm mà 4-5 năm trước, tôi kể mấy lần rồi đấy, nằm ốm cũng liệt giường liệt chiếu mà trong người giỏi nói gì, giỏi nó đục đầy trong thân thể, cứ đến một ngày là phải đi gì, phải đi nhặt giỏi mấy lần, có lần nhặt được cả một chén giỏi cơ, mà cái chén uống nước, cái chén nhỏ nhỏ uống nước chúng ta, giỏi ở trong nó đục xong nó bò ra nhiều như thế, gọi là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Các thầy về lập đàn dược sư 21 ngày tụng cũng không có chuyển biến gì, tụng kinh Lương Hoàng Sám không có chuyển biến gì, Thủy Sám không có chuyển biến gì. Thế thầy ấy ngày xưa đi học cùng hay trêu nhau, cùng lứa tuổi với nhau, cho nên thầy ấy gọi điện cho tôi để trêu là: này ông lão, thế thì ông bác nhà con như thế thì phải làm như thế nào? Tôi gọi điện tôi bảo thôi thầy cứ về thì thầy lập cái đàn Địa Tạng tụng 7 ngày để hồi hướng cho gì, cho bác xem thế nào. Thế thầy bảo có phải mời các sư đến không? Có phải thôi, gia đình thành tâm, thầy là sư rồi, thầy là cháu của bác, thầy là sư rồi, thì thầy thành tâm rồi, mọi tất cả con cháu cùng đến để lễ đọc tụng. Các vị biết không, đúng đến ngày thứ 3 cũng không đau nữa, ngày thứ 5 tự nhiên những cái giòi ở trong gì, trong thân thể nó cứ bò ra, nó bò ra nhiều lắm, bò ra được gần một bát con đấy. Thế là bắt đầu thì thầy lại gọi cho tôi, thầy bảo ông lão ơi bây giờ thì cái giòi nó bò ra thì làm thế nào? Tôi bảo thầy không được giết, thầy mang cái nhà thì là nhà làm hố gì, cái cầu tiêu vệ sinh thì tự hoại, cho nên tôi bảo thầy đi tiến kiếm những cái nhà nào nghèo nhất, họ chưa có cái nhà tiêu tự hoại ấy, tức là cái nhà tiêu họ làm ngày xưa, nhà tiêu cổ ngày xưa mà họ xây mấy gạch cho mấy cái hai cái cây gác lên, xong cả nhà đi vệ sinh vào đó, và để họ lấy phân để đi bón gì, để đi bón cho lúa và cho cây hoa màu ấy. Tôi bảo đi kiếm. Thế thầy bảo bây giờ còn kiếm làm sao được nữa. Tôi bảo có những nhà nghèo họ vẫn dùng cái nhà đấy đấy, tôi biết mà, tôi đến có nhà tôi vẫn thấy có cái nhà vệ sinh như thế, tức là nhà họ rất nghèo không có tiền để xây nhà vệ sinh tự hoại. Cái thứ nhất, cái thứ hai họ muốn dùng phân để đi bón cho cây cho lúa, họ dùng như thế. Thế là tìm mãi thì cũng gặp một nhà, thế là đổ cái bát giòi vào đấy. Hết ngày thứ 5 sang ngày thứ 6, bao nhiêu cái hơi hôi hơi thối của cái người bị bệnh bị giòi đục đó không còn nữa. Sang ngày thứ 7 ông ấy tươi cười bình thường và tụng hết bộ kinh thứ 3 của ngày thứ 7 đó, thì ông ấy dặn dò mọi người là thôi ở phải con cháu ở nhà thế này thế khác, thôi cảm ơn sư thầy đã giúp cho gì cho tôi tụng kinh này. Thế là ông ra đi một cách gì nhẹ nhàng. Thế xong công việc, thầy gọi điện thầy bảo cái ông lão này tưởng là dân tộc nó đơ đơ lờ đờ mà nó gì, nó tinh vi ra phết đấy, cái gì nó cũng biết. Và thôi cái này là cái kinh nghiệm của cái duyên của mỗi người thôi, chứ không phải cứ bảo là dân tộc là đơ đơ đâu nhá. Ngày xưa cụ Tứ, hòa thượng Thanh Tứ, cụ phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ bảo thì một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh đấy, đừng có khinh thường. Các cụ ấy nói thế, tôi thì không dám nhận mình là như thế, nhưng mà cụ cứ gặp đâu cụ ấy cứ trêu mấy thầy cùng học ấy, đừng có quay thường nó, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Một Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, cho con hỏi, con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, chắc hôm nay mới lên lần đầu. Từ ngày 16 đến hôm nay con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng khỉ gió, nghe từ ngày 16 đến giờ mà bảo chưa được nghe bao giờ. Đúng là đúng, cái này là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Nghe từ ngày 16 mà dám viết là con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ. Thế mà đúng là chán chết ra được. Tôi tưởng nay mới đến lần đầu, hóa ra đến từ hôm 18 nghe giảng rồi, thế mà vẫn bảo là chưa được nghe bao giờ. Có nghĩa là gì? Con vừa được nghe, phải biết là con vừa được nghe thầy giảng mấy hôm nay, cho nên chưa hiểu được nhiều, xin thầy từ bi chỉ giáo cho con biết được vân vân ABC này nọ. Thế đấy, viết câu hỏi chả biết đường viết, thế này thì đúng là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng 2 đêm liền, con nằm mơ nhìn thấy thấy ngục quỷ và người sinh
nơi bị mất như vậy là điềm lành hay dữ? Không sao, thấy như vậy là tốt đấy, đừng có sợ. Thấy như vậy để chúng ta biết rằng là gì? Trong kinh Địa Tạng nói là thật có địa ngục, thật có gì? Ngạ quỷ, thật có súng sinh, thật có quái người, thật có quái Atula, thật có quái trời, và thật có quái gì? Tình độ của mười phương chư Phật đấy. Hay ráng để mà tu, tu một thời gian nữa mà làm sao á, thấy người thân của mình như trong kinh Địa Tạng báo là gì? Về báo và cảm ơn là gì? Cảm ơn con, cảm ơn cháu đã vì các cụ mà, vì tôi mà, các ông các bà mà tụng kinh. Giờ các cụ về với Phật hay về với quái trời đây. Cảm ơn con, hẹn nhau gặp ở quái trời Đao Lợi hay gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé. Và với tay chào này này thì tạm biệt, bye bye này. À, đấy, thế là tốt. Cố gắng vào. Còn Phật tử này về nên nghe. Thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng mà nghe đi nghe lại. Mỗi lần nghe là một lần hiểu thêm. Mỗi lần nghe là một lần mới. Các vị cứ nghe mà xem. Tôi nghe lại mà không ngờ là cái thằng dân tộc nó lại nói được hay như thế. À, không, tôi dạo này là chuyên nghe lại bài giảng của tôi. Vì tôi lên đây tôi giảng thì tôi chả để ý gì đâu. Thậm chí sống xét đánh ảnh bên tai tôi cũng kệ. Giảng thì tôi cứ giảng thôi. Trước khi lên giảng tôi cầu nguyện Phật Bồ Tát là khai minh khai sáng cho con lên con giảng. Giảng sao cứ đúng bản ý của Phật. Mọi người nghe ở dưới là cứ gật gù hoan hỉ là được. Và phát bồ đề tâm là được. Còn thì con không biết là con nói cái gì nữa đâu. Có nghĩa là không có suy nghĩ trước, không có gì suy nghĩ sau. Giảng đến đâu là giảng đến đó. Gặp cái gì là giảng đến đó thôi. Chứ không có tính toán học thuộc lòng từ hôm trước. Vì tôi học thuộc lòng rất kém. Cho nên không có xem bài trước mà không cần phải học thuộc lòng trước đâu. Giải quyết bằng cái tự tâm của mình, tự tính của mình. Cho nên các quý vị nghe lại. Nó sẽ gì? Nghe một lần rồi chưa hiểu, nghe lần thứ hai hiểu đi một chút, nghe lần thứ ba hiểu rất nhiều. Thậm chí nghe được 10 lần các quý vị sẽ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, với Phật Pháp, không bao giờ sợ đi sai đường lạc lối nữa. Đấy, tôi tin chắc là như thế. Vì vậy mà dạo này tôi nghe lại, lắm khi tôi nghe lại mình cũng thấy là hoan hỉ, rất hoan hỉ. Nghe lại lời mình nói mà rất hoan hỉ. Đấy, không phải là mình tự khen mình đâu, nhưng mà nghe lại thực sự có những đoạn mà mình ngồi mình nghĩ mãi không ra, nhưng tại sao lên đó ngồi mà mình lại nói được, thế mới hay. Đấy, một Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cho chúng con được biết, tổ chúng con đi chợ niệm khoảng cách xa phải thuê xe thì gia đình trả tiền hay tổ chợ niệm phải trả? Nếu gia đình trả thì có ảnh hưởng đến tổ chợ niệm không? A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì chúng ta cũng phương tiện. Nếu mà gia đình của họ không có đạo tràng của chúng ta toàn những Phật tử già không có tiền, con cái nó gì, nó không cho để đủ để đi làm cái việc đó nữa, thì thôi chúng ta đi thì bảo gia đình họ, chúng ta gọi taxi hoặc gọi cái xe đi đến hết bao nhiêu thì bảo họ đã trả thẳng cho chúng ta lái xe, chúng ta không cầm tiền của họ ấy, để giữ cái gì, để giữ một cái niềm tin son sắc với họ, là sợ họ lại nghĩ, sợ họ lại nghĩ là gì, cái xe đi từ có gì có 5 cây số mà lấy mất 1 triệu, mà trước đây tôi đi hết có 800, có thể mấy bà lại nhập nhằng 200.000 đây. Cho nên mình tránh cái tình trạng là để cho gia chủ họ nghĩ lầm về đạo tràng của chúng ta. Cho nên á, chúng ta đi đến bảo gì, không có thì bảo gì, thôi chúng đạo tràng toàn các cụ già, đi xe máy thì gì, thì sợ nguy hiểm, các cụ mắt tối rồi, tay yếu rồi, sợ nguy hiểm lại thì về làm sao đó, con cái nó nói cho mà lại khổ thân. Mà đi chợ niệm như thế thì cái oan gia cháy chủ lắm khi nó ngay phá. Cho nên tốt nhất là gì, chúng ta gần gần thì có thể đi xe máy xe đạp được, nhưng xa xa thì tốt nhất chúng ta gọi cái taxi hoặc gọi cái xe họ chở đến cho, và bảo gia đình họ là đấy, phải nói trước với gia đình đạo tràng toàn những người không có điều kiện, chỉ có cái tâm thôi đi làm, thế đến thì gia đình thì gọi cái xe thì gia đình có thể trả tiền xe cho các cụ, thì đến lúc đó họ không có ngại đâu. Nhưng mà thì mình bảo họ trả, đưa luôn cho cái chú lái xe là gì, công minh nhất, đúng không? Đưa luôn cho chú lái xe, thế là gì, chúng ta yên tâm tuyệt đối không có dính dáng gì đến tiền bạc của gia đình họ, thế cũng được, phương tiện thì cũng được. Nhưng mà đừng có lấy, đừng có tiêu, đừng có lấy để tiêu cái đồng tiền đó của họ, thế là được. Chứ còn nếu mà đi chợ niệm mà không có thì bây giờ ban chợ niệm chúng ta có ban chợ niệm rồi, đúng không? Tới đây có thể lập cho một cái quỹ cho ban chợ niệm, cho ban chợ niệm của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như trường hợp nào ở đạo tràng nào hay đi nhiều mà không có tiền xe, gặp cái gia đình họ cũng nghèo không có tiền xe nữa, thì
trích quỹ của ban trợ niệm chúng ta ra để trả cho đó. Hoặc nếu không có cứ gọi về đây, có các sư cô, các sư ông phụ trách rồi, sẽ điều xe nhà chùa đến để gì, đưa các cụ đi. Yên tâm đi, thầy phục vụ các cụ gì hết mức nha. Cứ hoan hỉ đi. Thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lại viết câu hỏi thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi nói vắn tắt thôi. Chữ Nam Mô ở trong là phiên âm của tiếng Phạm. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Chữ A Di Đà Phật đó là chỉ cho danh hiệu của một Đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói là gì? Ngài là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có kể về cái nhân tu của trước khi tu hành thành Phật của Ngài á, Ngài là một vị Bồ Tát có tên là gì? Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều về chúng sinh. Trong đó có một nguyện đặc sắc nhất, đó là nguyện thứ 18. Ngài nguyện với Đức gì? Với Đức Phật với một cái Đức Phật đó rằng á, là sư phụ của Ngài á, nguyện rằng là để con sau này đến khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con, tức là nghe thấy tên của con đó, mà phát khởi lòng tin, nhất tâm gì trì niệm danh hiệu con từ một niệm đến 10 niệm, người đó phát nguyện đem công đức đó hồi hướng phát sinh về thế giới con. Nếu không được như nguyện, con thề không thành, không thành chính giác. Đó là nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn làm một vị tỷ khiêu phát tâm hành Bồ Tát đạo, đó là Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Cho nên sau này Ngài trải qua gì? Trải qua thời gian là hơn 21 vô số quái Phật, vô số gì? Vô số kiếp. Trải qua hơn 21 vô số đại kiếp để tu hành hành Bồ Tát đạo, Ngài đã thành Phật hiệu là A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cái từ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ Đức Phật A Di Đà, là quy y, quy mạng, là muốn gì nương theo Đức Phật A Di Đà, đơn giản thế thôi. Chứ còn nếu mà để giải thích câu này á, cho tôi giải thích câu này á, 10 năm chỉ 6 chữ này tôi giải thích 10 năm cũng chưa hết. 10 năm chưa hết các quý vị, đừng nói là một ngày, nhưng mà thôi thời gian nó không có thì chỉ tạm thời như vậy thôi. Một vị nó hỏi: thầy ơi cho con hỏi, sao ở mối quan hệ ngoài xã hội con sống rất tốt, vô tư vui vẻ, trong ngoặc đóng ngoặc là vô tư vui vẻ tức là rất tốt với mọi người, nhưng lúc con về nhà lại hay cáu gắt với mẹ em trai con vậy ạ? Cái trường hợp này, một trường hợp này hỏi là ở ngoài xã hội thì sống rất vui vẻ vô tư tốt mọi người, nhưng về nhà tự nhiên là cứ hay cáu gắt với gì, cáu bản với mẹ và em trai. Trường hợp này có hai vấn đề, có thể là do đất cát nhà cửa nhà mình có vấn đề. Có nghĩa là sao? Nghĩa là trong nhà nhà mình á có những cái gì vong linh, có thể là người hoặc là con vật nào đó nó chết mà nó chưa siêu thoát, mình làm nhà làm cửa lên thì họ bực họ phá chúng ta. Cho nên trường hợp này thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày, lấy nước cúng đó thì tưới xuống cái đất đó thì là hết, họ được siêu thoát đi là hết, siêu độ cho họ là họ hết, thì tự nhiên là về gia đình lại vui vẻ, cười với nhau toe toét cả ngày thôi. Đó. Có trường hợp đấy không? Có. Năm ngoái, năm kia, năm 2015 có trường hợp ở dưới quận Ba Đình nhá, có hai mẹ con đó. Tôi kể mấy lần rồi đấy, chuyển về nhà mới ở á. Ở trước đây hai mẹ con rất yêu thương nhau, nói chuyện nhau, khi chuyển về cái nhà mới gần chỗ Lăng Bác á thì tự nhiên thằng con thì nó không nói chuyện với mẹ. Đi học về một cái là đóng cửa, vào phòng đóng cửa, mẹ gọi xuống ăn cơm không bao giờ ngồi ăn cùng nhau. Mẹ ăn trước con ăn sau hoặc con ăn trước mẹ ăn sau. Đi học về đóng cửa không nói chuyện. Bà ấy buồn lắm, còn có thằng con trai duy nhất, ông thì mất sớm. Nuôi con như vậy, mong cho con nên người, nó thi vào đại học. Bây giờ đi học đại học rồi, năm thứ nhất, thứ hai mà tự nhiên nó lại sinh ra như thế, mẹ buồn lắm. Khóc suốt ngày một mình, khóc suốt ngày thôi. Có hai ba đứa thì cho nó cam, có một thằng con trai duy nhất mà nó thế. Bây giờ nó thế thì sau này mình già đi nữa không làm được gì thì nó thế nào? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại tủi thân khóc suốt. Pháp hội đầu tiên của tụng kinh Địa Tạng á, qua thì bà có người mách bà lên, bà hỏi thầy, thầy bảo khuề về tụng kinh Địa Tạng. Y như lúc nãy thầy nói á, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, đợt thầy bảo có 49 ngày thôi. 21 đến 49 ngày. Thế cứ lấy cái nước đó đổ xuống dưới đất nhà cửa của mình á,
tôi bảo khoan lấy một cái bốn cái góc nhà nữa, lát gạch hết rồi, nhà thành phố mà thì không còn đất nữa, lát gạch hết rồi thì tôi bảo khoan lấy bốn cái mũi khoan ở bốn góc nhà, thì lấy cái nước đó, lấy chén nước đó đổ xuống dưới góc nhà ấy. Thế là tụng kinh đến hết đúng 49 ngày phát nguyện, tự nhiên thằng con trai nói gì, nó đi học về bắt đầu nó bảo mẹ ơi hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ. Và hai mẹ con thì ngồi uống nước, xong ngồi uống nước được tí thì nó kể hết, nó bảo thôi con cũng không hiểu tại sao mà con lại như thế, thì con thấy con lỗi lắm, con xin lỗi mẹ, từ giờ trở đi con không thế nữa, từ nay con sẽ về ăn cơm với mẹ. Chả còn cái gì vui bằng nữa. Hai năm trời như thế các quý vị ạ. Đó, trường hợp đó là do gì? Do những cái oan gia trái chủ, cái vong linh người ta ở trong cái đất đó, người ta không hoan hỉ, làm nhà làm cửa đè lên gì, lên thây, lên xác của người ta, khiến cho người ta bực tức, người ta gì, người ta phá. Trường hợp đấy, trường hợp gì thuộc về tâm linh. Và tụng kinh Địa Tạng 49 ngày xong một cái giải quyết vấn đề, tự nhiên nó lại xin mẹ nó và hai mẹ con hòa hợp với nhau. Xong lên kể với tôi, vừa kể về khóc, bảo là đúng là gì, nếu không gặp á, không gặp Phật Pháp mà không gặp thầy á, thì chắc là con gì, con mất đi đứa con trai của con, cái đấy là nỗi đau nhất của gia đình con. Nay á, may gặp Phật Pháp, gặp thầy khuyên con tụng kinh Địa Tạng, đúng như thầy dạy 49 ngày tụng xong, nó như thế, mừng lắm, mừng rơi nước mắt, vừa kể vừa khóc tu tu ra. Cũng có những giọt nước mắt là gì? Vui mừng đấy các quý vị ạ. Không phải giọt nước mắt nào cũng là giọt nước mắt đau khổ đâu. Đó. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn có nhiều người nói con như thế này, tâm mày không tĩnh, không quan trọng tĩnh hay không, về bây giờ cứ tụng kinh Địa Tạng đi cho thầy. Trường hợp này cứ tụng kinh Địa Tạng cho thầy thì sẽ tĩnh thôi. Thỉnh lấy cái giảng, cái băng giảng, đĩa giảng kinh Địa Tạng của thầy mà nghe nữa, chịu khó nghe đi rồi sẽ được tĩnh thôi. Về tụng kinh đi, tụng ở nhà mình, đổ nước xuống dưới đấy, hoặc nếu mà bạn này còn là sinh viên đang đi học, thấy chữ đẹp đẹp, có thể là sinh viên đang đi học hoặc là đang đi làm rồi mới đi làm, thì trường hợp này á, thì nếu mà mình đi làm thuê ở nhà chỗ khác thì mình cứ tụng kinh ở chỗ đấy, xong thì mình nhoan lại một tháng hoặc nửa tháng, mình đem cái nước đó về gì để đổ vào trong nhà của mình cũng được. Không cứ là ngày nào cũng phải đổ, mà nhoan lấy cái nước đó cho vào một cái chai to ấy, cái can chai La Vi to to 1 lít 2 lít đó, để mà nhoan lại mang về mà đổ vẩy hết ở nhà cửa mình cũng tốt. Và đặc kinh tụng, đặc biệt tụng kinh cũng nên hồi hướng cho oan gia trái chủ, và nguyện ở trong cái đem công đức này, nguyện trong cái đất nhà chúng ta, nhà ở của chúng ta có cái vong linh nào mà chưa được siêu thoát, nguyện Bồ Tát Địa Tạng là gì, và chư Phật mười phương gia trì phóng quang minh tiếp dẫn cho, chỉ đường dẫn lối cho họ sớm được siêu thoát. Đó, để cho gia đình nhà con được đất cát, gia đình nhà con xin được làm nhà làm cửa để ở cho nó mát mẻ bình an, vân 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 vân, cầu gì thì cứ nói ra, tôi không thể dạy hết cái đó được, khổ lắm. Thầy có thể, ý thứ hai, thầy có thể giải thích cho con không ạ? Và làm sao để tĩnh tâm? Đấy, làm như thế là được. Ba, duyên với một người làm sao biết duyên đã hết ạ? Không thấy thương nữa có nghĩa là hết có gì đâu. À, trước đây có thể yêu một người yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, yêu da diết, bây giờ tự nhiên đi qua nhau là gì? Đi qua nhau là gì? Không thấy yêu nữa, không thấy thương nữa. Và họ bảo là, họ bảo là, ví dụ như trước đây yêu nhau thì bây giờ tự nhiên là mình thấy duyên nó hết, tự nhiên mình thấy nhiều cái điểm xấu của anh ta, hoặc thấy nhiều điểm xấu của cô ấy, thì bây giờ cô ấy hoặc anh ta bảo thôi mình chia tay đi, mình trong lòng mình không thấy một chút là gì, lưu luyến, thấy chia tay thì chia tay. Thế có nghĩa là duyên đã gì? Đã hết. Chứ còn nghe thấy anh ấy bảo chia tay đi, mình về mình khóc đau khổ, bảo nghĩ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa nó ùa về, tại sao anh ấy lại lừa mình, anh ấy lại thế này, hoặc là cô ấy thế này, con thế kia, và mình đau khổ, mình khóc tu tu, mình đến chùa xin thầy cho con đi tu với, có tu khỉ được đâu, không tu được. Vì sao? Vì còn nhớ anh ấy quá, hoặc nhớ cô ấy quá nhưng không tu được. Đó gọi là duyên chưa? Chưa dệt, chưa hết. Mà chưa hết thì thôi, về khéo khéo mình lựa với nhau, lựa với nhau làm sao đó để cho gì nối lại được duyên là tốt nhất. Còn nếu cố tình không nối được nữa thì mình cũng phải gì, buông thôi. Thành yêu đơn phương thì chỉ có đau khổ thôi, thì mình phải sao? Phải buông thôi. Đó. Thì trường hợp đấy xin trả lời như thế. Có phải có hạn làm nhà không? Từ ngày anh con làm nhà liên tục gặp hạn tai nạn rất nhiều lần,
cũng có trường hợp ở đây theo như Phật giáo á, thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt và năm nào cũng tốt, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, tức là ngày nào mình làm được việc thiện á, ngày nào tâm mình được gì, được tự do tự tại, buông xả được hết á, thì ngày nào đó là ngày tốt đẹp, đó là ngày mới tốt đẹp. Nhưng mà xin thưa các vị, ở thế gian chúng ta đâu có làm được như thế. Vì vậy mà vẫn phải chịu trong cái sự chi phối của tuần hoành, của gì, của gọi là của âm dương, của ngũ hành nhé, theo quan điểm của lão giáo á. À, chúng ta vẫn phải bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, về tâm linh, về ngoại cảnh bên ngoài, vân vân. Cho nên cái trường hợp làm nhà làm cửa, nếu chúng ta chưa phải là cái trường hợp mà đặc biệt tu hành xuất chúng, thì chúng ta cũng nên gì, nhờ các thầy người ta xem cho cái ngày lành tháng tốt để làm nhà làm cửa, xem hướng nhà hướng cửa, phong thủy đất cát một chút thì nó cũng có gì, cũng có lợi đấy các quý vị ạ. Đấy, trường hợp ở xã Sơn Đông đây này, năm tôi về năm 2003, cái trường hợp mà gì, có cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi, có đến 2-3 đời là gì, gọi ngày xưa gọi là chi quan chi phủ hay là tổng đốc gì đó, nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á, chi phủ. Chi phủ nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á. Tôi xem cái văn bia, đọc cái văn bia chữ Nho á, có 2-3 đời như thế. Tức là cái dòng dõi rất là gì, danh gia thế phiệt, làm cái nhà họ hơn 400 năm, nhà thờ họ. Thế khi gia đình đó thì cái ông trưởng á, ông cháu trưởng á, cháu chút chít trưởng á, được phân cái đất ở trước cửa nhà thì làm gì, chắn mất cái nhà cửa nhà thờ họ đi. Làm xong cái đêm khánh thành cũng là cái đêm ông ấy gì, ông ấy chết. Mấy chục ngày sau ông con trai trưởng cũng treo cổ tự tử chết trước cái nhà đó. Và còn anh con trai thứ hai á thì tự nhiên bị bệnh điên điên khùng khùng và cứ vác dao ra đường muốn chém người. Gia đình ấy làm cái cũi vào, nhốt vào, lại hai chân hai cái khóa xích như là gì, như là xích cái con thú này, xin lỗi các quý vị, thật như thế. Tôi sang tôi thấy thương quá, ăn uống rầm rề ở trong đó không ai dám mở ra. Thì tôi đến tôi xem một cái, tôi đọc cái văn bia, tôi xem nhà thờ một cái, tôi bảo cái này là do phong thủy chứ không phải là do khác. Phong thủy do phạm lỗi với tổ tiên, với các cụ trong họ nhà mình. Ai các cụ cái nhà thờ nhìn hướng đông nam như thế này, làm cái nhà ở chắn ngay trước mặt, cách cái sân có 5-7 mét thôi, ở trước các cụ các tổ tiên như thế, trong khi đó đất hai bên thì vẫn còn rộng, không làm. Tôi đến tôi bảo là trường hợp này muốn chữa được thì phải phá bỏ cái nhà đấy, nhìn làm quay sang bên cạnh, nhìn về hướng Tây, để thẳng cái hướng Tây Nam của nhà tổ tiên, nhà thờ tổ của trong họ đó, nhìn thẳng xuống ra ngoài đường, không được làm cái gì vướng vào đó. Thì gia đình bảo là bạch thầy, gia đình nhà con nghèo, chẳng có tiền nữa, bố chết, bác chết, tức là chồng chết, bố chết, chồng chết và gì, và chú thì như thế, không còn gì. Tôi bảo cố gắng vay bên nội bên ngoại được vài chục triệu, ngày đó là làm cái nhà tạm nó có hơn 40 triệu thôi, từ năm 2003-2004. Các vị biết không, làm xong một cái, cúng về nhà mới một cái, 2-3 ngày hôm sau ông chú đang điên ở trong cúi bảo là gì, thả tao ra, tao không sao nữa. Thế là thả ra đi tắm đi rửa một cái là gì, bình thường, có ai tin không. Cho nên cái dân Sơn Đông đây có người ghê đến đâu thì ghê, nghe thấy câu chuyện đó, nghe thấy ông thầy Thịnh, ông thầy Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên mà cũng phải gì ạ, cũng phải khớp, cũng phải nể. Cái trường hợp như thế ai mà chẳng nể các quý vị, có phải một tí thuốc thang nào đâu, thế là khói. Rồi có cái trường hợp cũng ở cái xóm gần đây đấy, đào cái giếng, nhà có một cái giếng rồi tự nhiên là đi đồi lên cơn là sẽ đi đào thêm một cái giếng nữa ngay bên cạnh nhà, thì là hai cái giếng ở trong nhà. Đào xong giếng mấy tháng sau tự nhiên là cứ nghe thấy, một hôm ông ở nhà đang ở nhà như vậy, đang ở nhà không biết đang làm cái gì ấy, tự nhiên cứ nghe thấy cái tiếng trống, tiếng kèn nằm bầm nó đến, nó bảo là gì, phải bắt cái thằng này. Cứ nghe thấy ông, khi sau này ông khỏi thì ông mới kể như thế. Thế bảo nghe tiếng trống, tiếng kèn nằm bầm nó kéo đến, thế là nó lôi ông này là gì, ném ông này xuống giếng. Thế may có cái bà hàng xóm đứng bên cạnh thấy ông này gì, tự nhiên chạy sang giếng, nhảy tùm xuống giếng. Thế là bà ấy hô dân làng lên, ôi dân làng cứu với ông này, ông nhảy xuống giếng. Thế là hàng xóm mà chạy sang thì họ lấy lên rồi á, thì bắt đầu thì chúng ta biết thế nào, tự nhiên ông ấy cái ổ điện ấy lấy lên rồi, ông cứ vạch, ông chạy vào thì ông giật ổ điện ấy, cứ thế ông rúi tay vào trong ổ điện. Nhưng may lúc đấy nó lại, số may của ông ấy lúc đấy nó là vừa cắt điện mới may cho ông ấy, không có thì đứt luôn. Người còn đang ướt mà sờ vào điện đó thì ạc một cái là sao ạ, cháy xém ra ngay đó.
Nhưng mà may thì vừa sờ vào, trong lúc đi lúc nãy còn cái điện, vừa sờ vào một cái thì điện tự nhiên mất. À, thế là số ông ấy may. Xong rồi mất xong gia đình mới thì 4-5 người cứ thế là cưỡng là giữ ông ấy không giữ được, mới cho lên viện. Cho lên viện ông ấy tự lấy cái dép ông đập gì, đập gãy cả chân, đập nát cả cái chân. À, không biết đau, cứ thế đập thôi. Bác sĩ ở bệnh viện năm bảo là thôi trường hợp này không phải bình thường đâu. Đi về thì nhà có đi đến xem các thầy nào hay là có chùa có chiền đến nhờ các sư xem thế nào. Cái bác sĩ bệnh viện năm, bác sĩ bảo thế, thế là gia đình về vội vàng về đây chạy vào đây. Năm 2005, 2004, 2005 thì phải, khoảng cái thời gian đó. Tôi mới về đây mới thôi, còn mới về còn đang đi học, chưa học xong. Thế bây giờ tôi nghe cái tin đó tôi vội vàng tôi sang có cái gì đâu, có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là gì? Có cái giếng rồi để đào thêm một cái giếng phạm vào cái long mạch ở cái đất đó. Cái thứ hai, ban thờ để bẩn bỏ sừ ra, mạng nhện răng đầy mối thì mối từ dưới đất leo lên ban thờ bám vào cả bát hương. Với cái tâm linh nhà mình như thế mà đến tổ tiên, thần linh tổ tiên nhà mình còn không gì, không có mạng nhện răng đầy là một cái chuyện rồi, mà mối nó ăn theo cái cột gỗ xoan đó, nó lên kiểu làm cái ban thờ đóng theo cái nhà cổ ngày xưa mà ban thờ đóng vào cái cột gỗ, một bên đóng vào tường, bên đóng vào cột gỗ, nó đục lên theo cái cột gỗ xoan, nó ăn nó vào tới cái chỗ bát hương, nó còn bám vào cả bát hương nữa. Tôi bảo ôi thờ như thế này thì đi tự tử là đúng thôi. Thế tôi mới bảo người nhà thôi bây giờ đi mua 3 cái bát hương ngay lập tức cho tôi mang sang chùa. Lúc đó là lúc trưa thì mang sang, đến chiều tôi sang tôi lễ xong một cái ở trên kia gọi điện về là gì, anh ấy không thì không lên cơn nữa, nhưng mà bây giờ phải ở lại để điều trị, để bó bột đã. Bó bột xong hơn tháng sau đi về, thế là khỏi xong mới kể lại mọi người là tôi đang làm tự nhiên nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng ầm ầm, thấy một đoàn người đến là tóm để gì bắt vứt xuống dưới giếng. Vứt xuống giếng có người cứu lên rồi thì lại có một đoàn người nó đến thì nó cứ thế nó đẩy vào trong cái gì, cái ổ điện để cắm tay vào đó thôi. Đó, đây là trường hợp có thật đó. Ở thôn đấy là thôn gì, thôn Bống hay thôn Cao Sơn gần chỗ nhà cụ Lượng, đây có cụ Lượng không, dân ở Sơn Đông thì biết cái vụ đấy đấy. Đó, xong rồi tôi bắt là gì, phải lấp một cái giếng mới đào để một cái thôi, hút sạch đi, làm cái theo cái phương pháp lấp giếng khó nha các vị nha. Qua đây nói luôn, đào giếng thì có thể thì dễ nhưng mà lấp giếng khó nhá, đặc biệt giếng cổ, làm không khéo là trong gia đình lục đục ngay, đặc biệt giếng cổ. Muốn lấp giếng thì phải làm thế nào, cái phép lấp giếng trước khi lấp giếng là phải hút cạn sạch nước đi, đem bắt sạch những con cua con cá phóng sinh ở đó đi, xong bắt đầu là lấy cái gương ra đó thì đứng gì, mình chỉ các vị Phật tử chúng ta chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, xong lấy cái gương đó soi dưới cái gương, cái kính đó à, soi dưới cái gương đó thôi, nó có một cái câu thần chú để làm cái đó, án xuất thần tỉnh, thật tỉnh thần, án xuất thần tỉnh linh linh, viên xuất thần minh, viên xuất thần minh, quang minh xa hạ, đọc 3 lần như thế. Nhưng cái này thì nó hơi dài thôi, cái này thì sau này các vị nào mà muốn làm thì tốt nhất nên nhờ các thầy họ làm cho, vì lấp giếng nó cũng quan trọng lắm, không khéo lại đơ đơ đấy, lại khổ ra. Đó, 3 lần làm như thế xong một cái bắt đầu thì lấy cát, lấy đá sạch, lấy cát đất sạch cho để đổ xuống, đừng có đổ đồ bẩn xuống đó, nguy hiểm lắm đấy, coi đấy là phong thủy. Cho nên ở trường hợp này nói là làm xong nhà cửa thì tự nhiên cái tai nạn suốt ngày cũng có thể có vấn đề, về phong thủy đất cát có thể có vấn đề, thì nên gì, về Phật giáo thì không nặng nề cái đó, hướng nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt. Nhưng mà ở người ngoài đời thì người ta đâu phải là người tu Phật đâu. Cho nên thì cùng các cụ ngày xưa nói là có thờ, có kiêng, có thiêng, có kiêng, có gì? Có lành. Cho nên tốt nhất thì cũng nên chỉnh trang lại một chút. Cái trường hợp này thì bảo bác ấy, bảo chú ấy hôm nào xuống chùa gặp thầy hoặc là gặp các sư hỏi tư vấn cụ thể cho. Một câu hỏi khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con đọc các bài giảng pháp của thầy, con đọc có câu khi tụng kinh Địa Tạng phải kiêng hành hẹ tỏi kiệu, nhưng bữa trưa con dùng cơm công ty không tránh kiêng được, vậy tụng kinh còn được lợi ích không ạ? Có lợi ích nhưng mà nó sẽ giảm đi khá nhiều. Đáng nhẽ chúng ta được 99% khi tụng kinh hoặc 100% khi tụng kinh, nhưng vẫn ăn cái đó thì chúng ta đọc tụng nó chỉ được 50% thôi. Nhưng có được không? Được, còn hơn là gì? Hơn là chúng ta chả đọc tụng thì chả được chút công đức nào, đúng không?
Cái tội gì 50% 2 ngày thì sẽ bằng 1 ngày người ta không ăn thì người ta không ăn 1 ngày người ta được cả 100%, mình ăn thì thôi 2 ngày mình cũng bằng người ta 1 ngày. Thôi cũng cố gắng, biết làm thế nào. Đó. Cố gắng. Ý nữa là mẹ con tụng kinh và hồi hướng cầu nguyện cho chúng con kết quả sẽ như thế nào. Tốt thôi, cũng được. Nhưng mà gì? Trong kinh Địa Tạng nói là người tụng kinh đem công đức hồi hướng thì cái người bên kia nhận gì? Nhận được có 1 phần, còn á, người tụng thì được gì? 6 phần. Thì mình còn sống thì cũng giống như cũng nhận được như người chết thôi. Cho nên phải, nếu mà tự mình đọc tụng thì mới tốt. Đấy, người ta hồi hướng cho mình mà mình tự đọc tụng nữa thì tốt lắm. Đó, trường hợp này nên cố gắng. Con xin cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy mạnh khỏe, hướng dẫn chúng con tu tập tinh tấn. Thôi, cố gắng nghe Pháp mà tu tập tinh tấn. Ăn hành mà tu tinh tấn thì cũng tốt, không sao. Đó, chỉ sợ rằng ăn hành mà gì mà không tu tinh tấn mà lười biếng nữa thì cái đấy mới đáng sợ. Đó, được, cũng được, tạm duyệt được. Bao giờ sau này nghỉ hưu ấy thì gì, ngừng hẳn. Đó, thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch quý Thầy, thật quý hóa, con xin Thầy chỉ dạy cho con một số việc như sau. Mẫu thân của con bị thác trong nhà tắm, tức là bị mất đó, vào ban đêm. Đến khi gia đình con phát hiện được thì người mẫu thân đã bị cứng rồi. Sau đó con có mời ban hộ niệm đến giúp 10 tiếng nhưng mẫu thân của con vẫn bị cứng. Gia đình con đi xem thì họ bảo mẫu thân con bị mất vào giờ trùng. Gia đình con làm tất cả các việc như cúng giảng chay tăng, trong lễ 49 ngày luôn phóng sinh, cúng tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Khai Nguyên, tụng kinh và niệm Phật, chia sẻ khai thị cho mẫu thân của con từ ngày mới mất cho hết 49 ngày. Nhưng đi xem họ vẫn nói mẫu thân của con vẫn bị trùng tra khảo. Cụ thể là sau khi mẫu thân của con bị mất vài tháng sau thì cháu trai con, anh trai của con cũng bị ốm rất nặng. Úi dồi, nhiều quá. Bị mắc bệnh ung thư sọ não. Con kính bạch quý Thầy, không biết có phải bị ảnh hưởng của việc chết trùng bắt không ạ? Gia đình con rất hoang mang lo sợ. Cũng có những trường hợp là gì? Trong kinh Phật đó, thì không có quan niệm, không có nặng nề về cái việc trùng tang. Cái việc trùng tang là do bên đạo gì? Đạo lão họ quan niệm. Nhưng mà xét về nhân quả có không? Cũng có. Gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp trong dòng họ hoặc cộng nghiệp trong một gia đình. Tức là có duyên thì mới sinh vào với nhau, sinh vào cùng một nhà với nhau hoặc cùng với họ với nhau. Đó, hoặc là gì? Hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào để trả nợ, hoặc sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, vân vân, đều có duyên. Không duyên tốt thì cũng duyên gì? Duyên xấu. Cho nên là cùng trong một dòng họ hoặc một gia đình như vậy là cũng có duyên rồi. Vì vậy mà cái trường hợp là trường hợp kia mất vào ngày tháng giờ xấu, mất vào giờ xấu thì ở trong cách tính của đạo giáo tính gọi là tam sa, tức là ý là trong dòng họ, trong chi họ đó phải gì, có thể mất 3 mạng nữa phải đi theo. Trùng vào á, bấm vào cái gì, cái ngày á bị trùng tang á thì họ gọi là nhị sa, tức là còn khoảng, thế là khoảng 2 người trong chi họ, trong dòng họ, trong gia đình có thể đi theo, vân vân. Nhất sa, tức mất vào gì mà giờ cái giờ trùng tang nó vào cái ngày trùng tang nó vào tháng á thì gọi là, hoặc là vào năm tuổi á thì gọi là nhất sa, tức là trong chi họ họ quan niệm rằng trong chi họ có thể còn 1 người mất theo trong vòng 3 năm trở lại nữa. Cái trường hợp này nó không đúng hoàn toàn 100%, nhưng cái xác suất của nó cũng phải 70% trở lên. Thì chúng tôi kinh nghiệm trên dưới 20 năm nay xuất gia tu hành rồi, gặp những cái chi họ các quý vị ạ, có những chi họ 13 năm trời vẫn chưa đưa các cụ lên được. Theo quan niệm ở miền Bắc chúng ta ấy, là sau khi chôn là cứ 3 năm sau trở lên là phải gì ạ? Phải sang cát, phải bốc mộ thay áo cho gì? Cho người đã khuất, đó mới là người con hiếu hạnh, đó mới là cái sự trả ơn cho người gì đã mất, đã khuất. Nhưng còn ở trong miền Nam á, thì gì, sau khi mất họ thì chôn xuống và dẻo xây kín lên, chôn sâu cất kỹ, đó là người con hiếu thảo. Nhưng miền Bắc chúng ta thì chôn sau 3 năm sau phải cải cát sang mộ
thay áo cải cát á, để chuyển họ sang một cái chỗ ở mới á, cho nó tốt đẹp hơn, thì đó mới là người con hiếu thảo. Đấy là quan niệm của giữa cái phong tục tập quán mỗi nơi. Cho nên là cứ 3 năm trở lên thì mới được bốc mộ. Có những trường hợp ngày xưa tôi về cái chùa Giới Hòa, Yên Sở Hoài Đức, 13 năm trong chi họ không thể nào bốc mộ được. Thế năm đó thì tôi mới, ngày đó thì chưa có lễ trung phong, thỉnh khoảng độ 10 quý thầy về, hơn 10 quý thầy về chùa để làm cái lễ gọi là giải oan cắt kết, phả độ gia tiên cho. Nhưng quan trọng nhất là tụng kinh. Ngày xưa tôi tụng cho cả cái bộ kinh Lương Hoàng Xám, ngày xưa chưa hay tụng kinh Địa Tạng, tụng cả bộ kinh Lương Hoàng Xám, thỉnh các sư về tụng kinh Lương Hoàng Xám và cúng phả độ gia tiên, cái phương pháp, cái gọi là cái đàn, gọi là cúng đàn giải oan cắt kết ấy. Cúng xong thì sau đó một cái thì sau 3 năm sau thì gia đình, cái dòng họ không còn, không có người mất trẻ và không có người mất đột tử vân vân nữa. Thế là cứ thế là dần dần là các cụ cứ thế là sang cát thay áo, cứ cụ mất trước hay cụ lớn tuổi cứ thế dần dần đi lên. Và cho đến từ đó đến nay gần 20 năm nay cái chi họ là yên ổn. Con cái trong dòng họ thì làm ăn thì khá tốt. Ngày xưa thì chật vật ra, nhưng bây giờ thì khá tốt rồi. Có thể nói là ở trong nông thôn thì rất tốt, gia đình dòng họ bây giờ vẫn lên đây. Tết năm nào cả gia đình dòng họ cũng kéo nhau lên đây. Làm mấy trăm bánh gai mang lên để cúng Phật, quê hương bánh gai mà. Họ cũng có trước có sau. Đây thì cũng có nhiều trường hợp nữa. Đi xem họ bảo phải trùng tăng trùng phục thế này thế khác. Đặc biệt là 3 năm nay đạo tràng chúng ta có cái pháp hội trung phong rất tốt cho cái vấn đề siêu độ này, và pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng rất tốt cho vấn đề này. Cho nên cái trường hợp này, cụ này thì cũng làm được việc phúc thiện như vậy rồi. Nhưng mà người mất đột tử, mất kiểu như thế thì trong kinh Phật nói là nghiệp gì? Nghiệp rất nặng thì mới mất cái kiểu đột tử, như là tai nạn. Như trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết yểu đó. Đấy gọi là chết yểu đấy. Đấy, tự nhiên bị tai nạn, chết không ai biết, con cháu không ai biết, đó là chết yểu. Như vậy là nghiệp đó, là trong kinh Dược Sư nói nghiệp cực nặng phải bị như thế. Cho nên đó, mới cúng một pho tượng ấy, phóng sinh tụng kinh có 49 ngày chưa chắc đã gì, đã vãng sinh, chưa chắc đã được đi đầu thai thoát hóa. Cái đó là đúng đấy. Thế chúng ta cần phải gì? Một người làm không được thì cả cái gia đình nhà mình và cả chi họ nhà mình phải nhất tâm để làm. Đó. Đặc biệt là những pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này. Nếu mà nghĩ về cụ thì mấy chị em là bỏ tạm dừng công ăn việc làm đi, thì ngày nào được nghỉ, đặc biệt thứ bảy chủ nhật, thì nếu làm công chức nhà nước hay doanh nghiệp được nghỉ thì cố gắng đến mà nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho cụ. Cúng dường Địa Tạng, cúng dường tôn tượng là công đức rất lớn. Nhưng mà cái tâm của chúng ta phải gì? Hướng phát nguyện để siêu độ cho cụ, đến để nhất tâm để tụng kinh cho cụ mới là cái tốt nhất. Chúng ta nhất tâm đến để tụng kinh, công đức còn tốt hơn là cúng dường một pho tượng. Tụng kinh một hết một bộ kinh này á, công đức còn tốt hơn là chúng ta cúng dường một pho tượng, nếu chúng ta nhất tâm. Đó. Tất nhiên cúng dường pho tượng công đức rất nhiều, rất lớn, nhưng mà chúng ta nhất tâm tụng thì tốt lắm. Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là về thì cũng nên là anh em họ hàng nhất tâm những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này, cố gắng để cùng nhau đi vào mà làm bài vị mà hồi hướng cho cụ. Một thời gian không xa sẽ nằm mơ thấy cụ. Bao giờ nằm mơ thấy cụ tức là gì? Cụ đã được về và đã được gì? Thoát khỏi cái cảnh lao ngục nó bắt ép rồi, thì cụ sẽ sớm được gì? Được đi siêu thoát trong vòng một thời gian, một vài tuần tiếp đó sau thôi. À, bao giờ trường hợp này nếu mơ thấy cụ về thì vào báo cho tôi một câu. Vị này hỏi thêm ý nữa: hàng ngày con khuyên anh con tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, anh con đều nghe và thực hành đúng như vậy. Vì là Phật tử được may mắn tu tại chùa Khai Nguyên của thầy, cho đến bây giờ qua 3 lần mổ não, cháu con tạm ổn định và đã được ra viện, nhưng gia đình con vẫn lo lắng hoang mang lắm. Con kính xin quý thầy tử bi cho con được biết con phải làm gì để cháu con được thoát khỏi kiếp nạn bệnh ác tính này ạ. Gia đình con xin cảm ơn. Cái này thì nên tụng kinh, nên trường hợp này nên phát nguyện ăn chay trường trong vòng 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thanh bông hoa quả thành tâm. Nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Có ban thờ Phật riêng thì tốt,
chưa có ban thờ Phật riêng thì để cái ảnh Địa Tạng vào giữa ban thờ thần linh gia tiên, thì mình treo cao lên một chút và để giữa, và thanh bông hoa quả thành tâm mỗi ngày múc 7 chén nước, tụng mỗi ngày 3 thời kinh. Cái trường hợp này mỗi ngày phải 3 thời kinh, không được tụng một thời thì nó ít quá, tụng một thời đọc hết cả một bộ thì vẫn ít, nên phải chia thành 3 thời để mình niệm Phật được nữa. Mà trường hợp này khi niệm Phật nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật một tràng thôi, xong khi đến niệm tứ thánh hiệu, niệm vào đến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, thì niệm khoảng cho 10 tràng vào, hiểu chưa? Danh hiệu niệm Phật thì mình vẫn niệm đúng như trong kinh là Nam Mô A Di Đà Phật có thể một tràng thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 tiếng, Đại Thế Chí 10 tiếng, nhưng mà đến Địa Tạng á, niệm cho khoảng 10 tràng vào hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Đó thì đến lấy cái lúc niệm như vậy thì mình quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng ở trên hư không đáp xuống và ngự lên trên ban thờ nhà mình đó, để phóng quang minh chiếu vào trong cái chén nước mình cúng á, ngày chứng minh, và phóng quang minh chiếu vào đó, rồi những cái chén nước đó, chén ở giữa mình lấy để hôm sáng sớm hôm sau mình thay 7 chén nước cúng hôm trước đó, thì chén ở giữa mình để mình vẩy hết đất cát nhà cửa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, tất tất trong nhà từ nhà ra ngõ, còn 6 chén còn lại để cho cái đứa cháu này uống nước, uống thì chắc sẽ gì Phật Bồ Tát thương gia trì cho nhanh khỏi thôi. Tôi mong rằng sau 100 ngày gia đình vào báo tin cho tôi, Phật pháp nhiệm màu quá, kinh Địa Tạng nhiệm màu quá, và thầy cũng hơi nhiệm màu. Vì thầy gì thầy khuyên mà, cho nên Phật thì Bồ Tát thì thực sự nhiệm màu, còn thầy thì hơi thôi. Cho nên con về con làm y như thầy bảo, và bây giờ cháu con khỏi rồi, đưa nó vào đây để rồi thì có thể xoa đầu cho nó cái, cho nó hoan hỉ tí ha. Đấy, trường hợp này nên khuyên như vậy. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là những lời Phật dạy, những câu chuyện Phật kể về các cõi, ma quỷ, thần là mang nghĩa ẩn dụ để khuyên dạy con người, hay đó là điều là những điều có thật? Xin thưa với các vị, có thật. Giống như ở trong hội trường này vậy, chúng ta ở đây là có thật hay là giả? Hả? Ai là bảo giả đến đây tôi xem, vác cái dao lên đây nữa, tôi khía cho mấy cái vào tay xem thật hay giả. Nhưng nếu bảo là thật thì vài chục năm nữa xem, chết rồi chôn xuống gì dưới đất rồi, vài chục năm sau, vài năm sau nó còn thành bộ xương, vài chục năm sau xương cũng không còn thành gì, thành đất hết, lúc đó là thật hay giả? Thật giả đều do tâm ta nhận định vậy các quý vị. Bảo là thật thì nó có thật, bảo nó là giả thì thực sự nó gì, nó là giả. Nhưng mà thật hay giả tự chúng ta cảm nhận lấy. Còn Đức Phật nói không bao giờ gì nói lời vọng ngữ. Đối với chúng sinh á, còn chấp hình tướng, còn chấp mắc, còn bị phiền não, còn bị nghiệp chướng chi phối, còn bị tham sân si, thì Đức Phật nói là gì? Có thật đấy các quý vị. Còn những người đã chứng được thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát, thất địa trở lên, Phật bảo là gì? Không có. Tất cả đều là gì? Là không. Từ cái chỗ không vô tướng, vô nguyện đó mà có thể phân thân vô số đi độ chúng sinh. Độ chúng sinh nhưng không chấp là gì? Là có người độ chúng sinh. Mình là người độ chúng sinh, không chấp là gì? Là mình là người độ chúng sinh. Những chúng sinh khổ đau được mình cứu, không chấp là mình cứu được nhiều chúng sinh. Cho nên không sinh một chút, một cái niệm tâm nho nhỏ bị thử nhân ngã đây kia, ta là người cứu, chúng sinh là người được cứu, vân vân, như vậy là còn cứu sinh độ sinh, còn chấp tướng. Cho nên Phật thuyết là không. Không tức là gì? Cho đệ tử của mình không chấp trước vào những công đức, những việc làm của mình. Ví dụ cho tôi chẳng hạn, chấp là gì? Tôi làm được 5-6 ngôi chùa rồi, và tôi chấp cho ngôi chùa này là của tôi, ai đến đây cũng phải gặp tôi, và ai muốn làm gì cái ngôi chùa này thì phải bước qua gì, bước qua xác tôi, vân vân chẳng hạn. Như vậy là sau khi tôi chết đi thì tôi sẽ có phúc á, thì sẽ là một vị thần linh giữ chùa, là một thần đất giữ ngôi chùa này, hoặc giữ mấy ngôi chùa tôi xây. Còn không có phúc á thì tôi trở thành gì, thành con chó đến đây để trông chùa các quý vị ạ. Đó cho nên Phật dạy là tu lại, buông xả đi, làm tất cả các việc thiện nhưng mà không chấp vào bất cứ một thiện nào, việc thiện nào,
đó gọi là cách tu hành gọi là xả ba la mật đó, từ bi hỷ xả, xả hết. Thì đấy, đối với trường hợp như thế Phật nói là gì? Là không, không có ma, không có quỷ, không có chúng sinh để độ, không có pháp để tu, không có pháp để chứng, và không có sinh tử phiền não để gì, để chứa đựng ở trong tâm. Tâm lúc nào cũng rảnh rang, tự do, tự tại. Cảnh giới gì của một vị A, đó chính là cảnh giới vị A-la-hán, của một vị Bồ-Tát chứng hàng thất địa trở lên vậy. Cảnh giới đó rất cao. Còn trường hợp Phật tử này hỏi câu hỏi này, tôi trả lời là gì? Là có. Chắc chắn Phật nói là có. Vì tôi biết Phật tử này hỏi câu này là trong tâm còn rất nhiều cái gì, còn nhiều cái có. Cho nên tôi khẳng định với Phật tử này là gì? Phật nói về ma quỷ thế giới thần linh có không? Tôi bảo là có. Liệu liệu mà tu, không tu sau này nó đến nó gì, oan gia cháy chủ nó đến nó bắt đấy. Nó đến nó bắt đấy. Liệu chừng đấy, hỏi câu hỏi này liệu chừng đấy, tu thật tốt vào để trả nợ cho người ta hết đi. Có nợ thì phải phải gì, phải trả, thế đừng có chạy trốn. Phật thử nữa hỏi là, con bạch thầy, con có một người bạn đi tu ở chùa, xả bỏ hết công việc trong gia đình, chồng ốm tai biến cũng không có trách nhiệm gì, vài tháng mới về một lần, con tưởng trong gia đình con luôn con trưởng trong gia đình, con muốn thầy giải thích hộ. Con trưởng, con trường hợp đi tu như vậy có đúng không? Con xin cảm ơn thầy. Một người bạn đi tu ở chùa, đi tu ở đây, đi tu xuất gia hay là đi tu tại gia? Nếu mà đi tu xuất gia thì nó có phép của người xuất gia, không phải là muốn về lúc nào cũng được. Nhưng mà trường hợp bố ốm tai biến như vậy mà trong gia đình không còn anh em họ hàng quyến thuộc nữa, thì trường hợp này có thể xin với sư phụ mình là cho về để hầu hạ bố mình khi bệnh tật như vậy, vẫn khoác áo cà sa, vẫn tu hành, nhưng mà vẫn có thể xin với sư phụ là đi về để tạm gác cái việc chấp lao phục gì ở chùa để về hầu hạ bố của mình khi bố ốm. Nhưng mà trường hợp này nếu không phải là người xuất gia, tức là Phật tử đó, đến tu ở trong chùa như thế, bố ốm mà không về để hầu hạ bố, trường hợp này gọi là tu sai đường, tu không đúng với gì, hạnh hiếu của nhà Phật. Đức Phật ở trong kinh á, báo ân nói là gì? Cha mẹ tại đường như Phật tại thế, tức là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn sống ở trên đời giống như Phật ở trên đời đó. Bây giờ bố mình ốm nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, tai biến, mà con vẫn ở trong chùa để tu, hoặc là gì, vợ vẫn ở trong chùa để tu. Ở đây nói là con, một người bạn đây nói là người bạn, không biết là vợ hay là con, đây chắc là con. Như vậy mà không về để phụng dưỡng bố khi mà như thế, thì tu vị này có tu 1000 năm cũng chẳng được cái gì cả. Vì sao? Vì ông Phật đang nằm ở nhà đó đợi mình gì? Về để báo ân báo hiếu, mà mình gì, mình còn bỏ qua ông Phật đấy để đi cầu ông Phật ở trên gì, ở trên Tam Bảo, ở trên điện thờ là không có. Cho nên trường hợp này Phật tử này về nên khuyên bạn, bảo là thầy Khai Nguyên bảo là nên đi về để giúp đỡ cho bố, như vậy bệnh nó chẳng được là bao nữa đâu. Bệnh mà nằm liệt tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu chẳng được là bao nữa đâu. Về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bệnh mà bố của con còn thì Phật Bồ Tát tiêu nghiệp chướng cho, để bố con sớm đi lại được, để cho con thì lại được về chùa con tu tiếp. Mà còn mệnh của bố con mà hết đó, thì nguyện cho bố con sớm được ra đi về với Phật một cách nhẹ nhàng, không phải là cầu cho chết nhé. Mệnh còn thì cầu cho gì, cho đớm sớm được khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết đó, thì ra đi nhẹ nhàng, không phải nằm liệt giường liệt chiếu như thế, khổ lắm, khổ vô cùng. Người sống cũng khổ, người chết cũng gì, người còn nằm ốm đấy cũng khổ, và người gì, người hầu cũng khổ. Nhưng chúng ta không được khởi lên cái ý gì, ý xấu muốn cho họ chết mà tụng kinh, mà phải khởi lên cái ý là muốn cho họ được khỏi bệnh mà tụng kinh. Nhưng mệnh mà hết thì nguyện họ ra đi nhẹ nhàng cũng được, lấy tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ổn thôi. Oan gia trái chủ tụng kinh, những người mà bệnh liệt giường liệt chiếu như thế phần lớn do oan gia trái chủ, nghiệp chướng đời trước nó tạo ra, cho nên tụng kinh Địa Tạng là số 1 rồi. Đấy, như ông bác của cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài Võng Xuyên, Phúc Thọ,
nằm ốm mà 4-5 năm trước tôi kể mấy lần rồi đấy, nằm ốm cũng liệt giường liệt chiếu mà trong người giỏi nói gì, giỏi nó đục đầy trong thân thể, cứ đến một ngày là phải đi gì, phải đi nhặt giỏi mấy lần, có lần nhặt được cả một chén giỏi cơ, mà cái chén uống nước, cái chén nhỏ nhỏ uống nước chúng ta, giỏi ở trong nó đục xong nó bò ra nhiều như thế, gọi là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Các thầy về lập đàn dược sư 21 ngày tụng cũng không có chuyển biến gì, tụng kinh lương hoàng sám không có chuyển biến gì, thủy sám không có chuyển biến gì. Thế thầy ấy ngày xưa đi học cùng hay trêu nhau, cùng lứa tuổi với nhau, cho nên thầy ấy gọi điện cho tôi để trêu là: này ông lão, thế thì ông bác nhà con như thế thì phải làm như thế nào? Tôi gọi điện tôi bảo thôi thầy cứ về thì thầy lập cái đàn địa tạng tụng 7 ngày để hồi hướng cho gì, cho bác xem thế nào. Thế thầy bảo có phải mời các sư đến không? Có phải thôi, gia đình thành tâm, thầy là sư rồi, thầy là cháu của bác, thầy là sư rồi, thì thầy thành tâm rồi, mọi tất cả con cháu cùng đến để lễ để đọc tụng. Các vị biết không, đúng đến ngày thứ 3 cũng không đau nữa, ngày thứ 5 tự nhiên những cái giòi ở trong gì, trong thân thể nó cứ bò ra, nó bò ra nhiều lắm, bò ra được gần một bát con đấy. Thế là bắt đầu thì thầy lại gọi cho tôi, thầy bảo: ông lão ơi, bây giờ thì cái giòi nó bò ra thế làm thế nào? Tôi bảo thầy không được giết, thầy mang cái nhà thì là nhà làm hố gì, cái cầu tiêu vệ sinh thì tự hoại, cho nên tôi bảo thầy đi đến kiếm những cái nhà nào họ nghèo nhất, họ chưa có cái nhà tiêu tự hoại ấy, tức là cái nhà tiêu họ làm ngày xưa, nhà tiêu cổ ngày xưa mà họ xây mấy gạch cho mấy cái hai cái cây gác lên, xong cả nhà đi vệ sinh vào đó, và để họ lấy phân để đi bón gì, để đi bón cho lúa và cho cây hoa màu ấy. Tôi bảo đi kiếm. Thế thầy bảo đó, bây giờ còn kiếm làm sao được nữa? Tôi bảo có những nhà nghèo họ vẫn dùng cái nhà đấy đấy, tôi biết mà. Tôi đến có nhà, tôi vẫn thấy có cái nhà vệ sinh như thế, tức là nhà họ rất nghèo, không có tiền để xây nhà vệ sinh tự hoại. Cái thứ nhất, cái thứ hai họ muốn dùng phân để đi bón cho cây, cho lúa, họ dùng như thế. Thế là tìm mãi thì cũng gặp một nhà, thế là đổ cái bát giòi vào đấy. Hết ngày thứ 5, sang ngày thứ 6, bao nhiêu cái hơi hôi, hơi thối của cái người bị bệnh, bị giòi đục đó, không còn nữa. Sang ngày thứ 7, ông ấy tươi cười bình thường và tụng hết bộ kinh thứ 3 của ngày thứ 7 đó, thì ông ấy dặn dò mọi người là thôi ở phải con cháu ở nhà thế này thế khác, thôi cảm ơn sư thầy đã giúp cho gì, cho tôi tụng kinh này. Thế là ông ra đi một cách gì, nhẹ nhàng. Thế xong công việc, thầy gọi điện, thầy bảo cái ông lão này tưởng là dân tộc nó đờ đờ mà nó gì, nó tinh vi ra phết ấy. Đó, cái gì nó cũng biết. Và thôi, cái này là cái kinh nghiệm của cái duyên của mỗi người thôi, chứ không phải cứ bảo là dân tộc là đơ đơ đâu nhá. À, ngày xưa cụ Tứ, Hòa Thượng Thanh Tứ, cụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ bảo thì một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh đấy, đừng có khinh thường. À, cụ ấy nói thế, tôi thì không dám nhận mình là như thế. Nhưng mà cụ cứ gặp đâu, cụ ấy cứ trêu mấy thầy cùng học ấy, đừng có quay thường nó, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Một Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, cho con hỏi, con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, chắc hôm nay mới lên lần đầu. Từ ngày 16 đến hôm nay, con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng khỉ gió. Nghe từ ngày 16 đến giờ mà bảo chưa được nghe bao giờ. Đúng là, đúng cái này là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Nghe từ ngày 16 mà dám viết là con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ. Thế mà đúng là chán chết ra được. Tôi tưởng nay mới đến lần đầu, hóa ra đến đây từ hôm 18 nghe giảng rồi, thế mà vẫn bảo là chưa được nghe bao giờ. Có nghĩa là gì? Con vừa được nghe, phải biết là con vừa được nghe thầy giảng mấy hôm nay, cho nên chưa hiểu được nhiều, xin thầy từ bi chỉ giáo cho con biết được vân vân ABC này nọ. Thế đấy, viết câu hỏi chả biết đường viết. Thế này thì đúng là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng 2 đêm liền, con nằm mơ nhìn thấy thấy ngục, quỷ và người sinh nơi bị mất, như vậy là điềm lành hay dữ? Không sao, thấy như vậy là tốt đấy, đừng có sợ. Thấy như vậy để chúng ta biết rằng là gì? Trong kinh Địa Tạng nói là thật có địa ngục, thật có gì?
ngạ quỷ, thật có súng sinh, thật có quái người, thật có quái Atula, thật có quái trời, và thật có quái gì tịnh độ của mười phương chư Phật đấy. Hay ráng để mà tu, tu một thời gian nữa mà làm sao á, thấy người thân của mình như trong kinh Địa Tạng báo là gì, về báo và cảm ơn là gì, cảm ơn con, cảm ơn cháu đã vì các cụ mà, vì tôi mà các ông các bà mà tụng kinh, giờ các cụ về với Phật hay về với quái trời đây, cảm ơn con, hẹn nhau gặp ở quái trời Đao Lợi hay gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé, và vẫy tay chào này này, thì tạm biệt bye bye này à, đấy thế, thế là tốt, cố gắng vào. Còn Phật tử này về nên nghe, thỉnh lên cái đài có giảng kinh Địa Tạng á mà nghe đi nghe lại, mỗi lần nghe là một lần hiểu thêm, mỗi lần nghe là một lần mới. Các vị cứ nghe mà xem, tôi nghe lại mà không ngờ là cái thằng dân tộc nó lại nói được hay như thế à, không, tôi dạo này là chuyên nghe lại bài giảng của tôi, vì tôi lên đây tôi giảng thì tôi chả để ý gì đâu, thậm chí sống xét đánh ảnh bên tai tôi cũng kệ, giảng thì tôi cứ giảng thôi. Trước khi lên giảng tôi cầu nguyện Phật Bồ Tát là khai minh khai sáng cho con lên con giảng, giảng sao cứ đúng bản ý của Phật, mọi người nghe ở dưới là cứ gật gù hoan hỉ là được, và phát Bồ Đề Tâm là được. Còn thì con không biết là con nói cái gì nữa đâu, có nghĩa là không có suy nghĩ trước, không có gì suy nghĩ sau, giảng đến đâu là giảng đến đó, gặp cái gì là giảng đến đó thôi, chứ không có tính toán học thuộc lòng từ hôm trước, vì tôi học thuộc lòng rất kém, cho nên không có xem bài trước, mà không cần phải học thuộc lòng trước đâu, giải quyết bằng tự tâm của mình, tự tính của mình. Cho nên là các quý vị nghe lại, nó sẽ gì? Nghe một lần rồi chưa hiểu, nghe lần thứ hai hiểu đi một chút, nghe lần thứ ba hiểu rất nhiều, thậm chí nghe được 10 lần các quý vị sẽ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, với Phật Pháp, không bao giờ sợ đi sai đường lạc lối nữa. Đấy, tôi tin chắc là như thế. Vì vậy mà dạo này tôi nghe lại, lắm khi tôi nghe lại mình cũng thấy là hoan hỉ, rất hoan hỉ, nghe lại lời mình nói mà rất hoan hỉ. Đấy, không phải là mình tự khen mình đâu, nhưng mà nghe lại thực sự có những đoạn mà mình ngồi mình nghĩ mãi không ra, nhưng tại sao lên đó ngồi mà mình lại nói được, thế mới hay. Đấy, một Phật tử nói hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cho chúng con được biết, tổ chúng con đi chợ niệm khoảng cách xa phải thuê xe thì gia đình trả tiền hay tổ chợ niệm phải trả? Nếu gia đình trả thì có ảnh hưởng đến tổ chợ niệm không? A-di-đà Phật. Cái trường hợp này thì chúng ta cũng phương tiện. Nếu mà gia đình của họ không có, đạo tràng của chúng ta toàn những Phật tử già, không có tiền, con cái nó gì, nó không cho để đủ để đi làm cái việc đó nữa, thì thôi chúng ta đi thì bảo gia đình họ, chúng ta gọi taxi hoặc gọi cái xe, đi đến hết bao nhiêu thì bảo họ đã trả thẳng cho chúng ta lái xe, chúng ta không cầm tiền của họ ấy, để giữ cái gì, để giữ một cái niềm tin son sắc với họ, là sợ họ lại nghĩ, sợ họ lại nghĩ là gì, cái xe đi từ có gì có 5 cây số mà lấy mất 1 triệu, mà trước đây tôi đi hết có 800, có khi mấy bà lại nhập nhằng 200.000 đây, cho nên mình tránh cái tình trạng là để cho gia chủ họ nghĩ lầm về đạo tràng của chúng ta. Cho nên á, chúng ta đi đến bảo gì, không có thì bảo gì, thôi chúng đạo tràng toàn các cụ già, đi xe máy thì gì, thì sợ nguy hiểm, các cụ mắt tối rồi, tay yếu rồi, sợ nguy hiểm lại thì về làm sao đó, con cái nó nói cho mà lại khổ thân, mà đi chợ niệm như thế thì cái oan gia cháy chủ lắm khi nó ngay phá. Cho nên tốt nhất là gì, chúng ta gần gần thì có thể đi xe máy xe đạp được, nhưng xa xa thì tốt nhất chúng ta gọi cái taxi hoặc gọi cái xe họ chở đến cho, và bảo gia đình họ là đấy, phải nói trước với gia đình, đạo tràng toàn những người không có điều kiện, chỉ có cái tâm thôi đi làm, thế đến thì gia đình thì gọi cái xe thì gia đình có thể trả tiền xe cho các cụ, thì đến lúc đó họ không có ngại đâu. Nhưng mà thì mình bảo họ trả đưa luôn cho cái chú lái xe là gì, công minh nhất, đúng không? Đưa luôn cho chú lái xe, thế là gì, chúng ta yên tâm tuyệt đối không có dính dáng gì đến tiền bạc của gia đình họ, thế cũng được, phương tiện thì cũng được, nhưng mà đừng có lấy, đừng có tiêu, đừng có lấy để tiêu cái đồng tiền đó của họ, thế là được. Chứ còn nếu mà đi chợ niệm mà không có, thì bây giờ ban chợ niệm chúng ta có ban chợ niệm rồi, đúng không? Tới đây có thể lập cho một cái quỹ cho ban chợ niệm, cho ban chợ niệm của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như trường hợp nào ở đạo tràng nào hay đi nhiều mà không có tiền xe, gặp cái gia đình họ cũng nghèo không có tiền xe nữa, thì trích quỹ của ban chợ niệm chúng ta ra để trả cho đó. Hoặc nếu không có cứ gọi về đây, có các sư cô các sư ông phụ trách rồi, sẽ điều xe nhà chùa đến để gì, đưa các cụ đi, yên tâm đi, thầy phục vụ các cụ gì hết mức nha.
Cứ hoan hỉ đi. Thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lại viết câu hỏi thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi nói vắn tắt thôi. Chữ Nam Mô ở trong là phiên âm của tiếng Phạm. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Chữ A Di Đà Phật đó là chỉ cho danh hiệu của một Đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói là gì? Ngài là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có kể về cái nhân tu của trước khi tu hành thành Phật của Ngài á, Ngài là một vị Bồ Tát có tên là gì? Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh. Trong đó có một nguyện đặc sắc nhất, đó là nguyện thứ 18. Ngài nguyện với Đức gì? Với Đức Phật với một cái Đức Phật đó rằng á, là sư phụ của Ngài á, nguyện rằng là gì? Con sau này đến khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con, tức là nghe thấy tên của con đó, mà phát khởi lòng tin, nhất tâm gì trì niệm danh hiệu con từ một niệm đến 10 niệm, người đó phát nguyện đem công đức đó hồi hướng phát sinh về thế giới con. Nếu không được như nguyện, con thề không thành, không thành chính giác. Đó là nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là một vị tỳ khiêu phát tâm hành Bồ Tát đạo, đó là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Cho nên sau này Ngài trải qua gì? Trải qua thời gian là hơn 21 vô số quái Phật, vô số gì? Vô số kiếp. Trải qua hơn 21 vô số đại kiếp để tu hành hành Bồ Tát đạo, Ngài đã thành Phật hiệu là A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cái từ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ Đức Phật A Di Đà, là quy y, quy mạng, là muốn gì nương theo Đức Phật A Di Đà, đơn giản thế thôi. Chứ còn nếu mà để giải thích câu này á, cho tôi giải thích câu này á, 10 năm chỉ 6 chữ này tôi giải thích 10 năm cũng chưa hết. 10 năm chưa hết các quý vị, đừng nói là một ngày, nhưng mà thôi thời gian nó không có thì chỉ tạm thời như vậy thôi. Một vị nó hỏi: thầy ơi cho con hỏi, sao ở mối quan hệ ngoài xã hội con sống rất tốt, vô tư vui vẻ, trong ngoặc đóng ngoặc là vô tư vui vẻ tức là rất tốt với mọi người, nhưng lúc con về nhà lại hay cáu gắt với mẹ em trai con vậy ạ? Cái trường hợp này, một trường hợp này hỏi là ở ngoài xã hội thì sống rất vui vẻ vô tư tốt mọi người, nhưng về nhà tự nhiên là cứ hay cáu gắt với gì, cáu bản với mẹ và em trai. Trường hợp này có hai vấn đề, có thể là do đất cát nhà cửa nhà mình có vấn đề. Có nghĩa là sao? Nghĩa là trong nhà mình á có những cái gì vong linh, có thể là người hoặc là con vật nào đó nó chết mà nó chưa siêu thoát, mình làm nhà làm cửa lên thì họ bực họ phá chúng ta. Cho nên trường hợp này thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày, lấy nước cúng đó thì tưới xuống cái đất đó thì là hết, họ được siêu thoát đi là hết, siêu độ cho họ là họ hết, thì tự nhiên là về gia đình lại vui vẻ cười với nhau toe toét cả ngày thôi. Đó. Có trường hợp đấy không? Có. Năm ngoái năm kia, năm 2015 có trường hợp ở dưới quận Ba Đình nhá, có hai mẹ con đó. Tôi kể mấy lần rồi đấy, chuyển về nhà mới ở á. Ở trước đây hai mẹ con rất yêu thương nhau, nói chuyện nhau. Khi chuyển về cái nhà mới gần chỗ Lăng Bác á, thì tự nhiên thằng con thì nó không nói chuyện với mẹ. Đi học về một cái là đóng cửa, vào phòng đóng cửa. Mẹ gọi xuống ăn cơm, không bao giờ ngồi ăn cùng nhau. Mẹ ăn trước con ăn sau, hoặc con ăn trước mẹ ăn sau. Đi học về đóng cửa, không nói chuyện. Bà ấy buồn lắm, còn có thằng con trai duy nhất, ông thì mất sớm. Nuôi con như vậy, mong cho con nên người, nó thi vào đại học. Bây giờ đi học đại học rồi, năm thứ nhất, thứ hai, mà tự nhiên nó lại sinh ra như thế, mẹ buồn lắm. Khóc suốt ngày một mình, khóc suốt ngày thôi. Có hai ba đứa thì cho nó cam, có một thằng con trai duy nhất mà nó thế. Bây giờ nó thế thì sau này mình già đi nữa không làm được gì thì nó thế nào? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại tủi thân khóc suốt. Pháp hội đầu tiên của tụng kinh Địa Tạng á, qua thì bà có người mách bà lên, bà hỏi thầy, thầy bảo khuề về tụng kinh Địa Tạng. Y như lúc nãy thầy nói á, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, đợt thầy bảo có 49 ngày thôi, 21 đến 49 ngày. Thế cứ lấy cái nước đó đổ xuống dưới đất nhà cửa của mình á, tôi bảo khoan lấy một cái bốn cái góc nhà, nếu lát gạch hết rồi, nhà thành phố mà thì không còn đất nữa, lát gạch hết rồi thì tôi bảo khoan lấy bốn cái mũi khoan ở bốn góc nhà, thì lấy cái nước đó, lấy chén nước đó đổ xuống dưới góc nhà ấy,
Thế là tụng kinh đến hết đúng 49 ngày phát nguyện. Tự nhiên thằng con trai nói gì? Nó đi học về, bắt đầu nó bảo mẹ ơi, hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ. Và hai mẹ con thì ngồi uống nước, xong ngồi uống nước được tí thì nó kể hết. Nó bảo thôi con cũng không hiểu tại sao mà con lại như thế. Thế con thấy con lỗi lắm, con xin lỗi mẹ, từ giờ trở đi con không thế nữa. Từ nay con sẽ về ăn cơm với mẹ. Chả còn cái gì vui bằng nữa. 2 năm trời như thế các quý vị ạ. Đó, trường hợp đó là do gì? Do những cái oan gia trái chủ, cái vong linh người ta ở trong cái đất đó, người ta không hoan hỉ, làm nhà làm cửa đè lên gì, lên thây lên xác của người ta, khiến cho người ta bực tức, người ta gì, người ta phá. Trường hợp đấy, trường hợp gì thuộc về tâm linh. Và tụng kinh Địa Tạng 49 ngày xong một cái giải quyết vấn đề. Tự nhiên nó xin mẹ nó và hai mẹ con hòa hợp với nhau. Xong lên kể với tôi, vừa kể về khóc, bảo là đúng là gì, nếu không gặp á, không gặp Phật Pháp mà không gặp thầy á, thì chắc là con gì, con mất đi đứa con trai của con. Cái đấy là nỗi đau nhất của gia đình con. Nay á, may gặp Phật Pháp, gặp thầy khuyên con tụng kinh Địa Tạng, đúng như thầy dạy 49 ngày tụng xong, nói như thế, mừng lắm, mừng rơi nước mắt, vừa kể vừa khóc tu tu ra. Cũng có những giọt nước mắt là gì? Vui mừng đấy các quý vị ạ. Không phải giọt nước mắt nào cũng là giọt nước mắt đau khổ đâu. Đó. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn có nhiều người nói con như thế này, tâm mày không tĩnh, không quan trọng tĩnh hay không, về bây giờ cứ tụng kinh Địa Tạng đi cho thầy. Trường hợp này cứ tụng kinh Địa Tạng cho thầy thì sẽ tĩnh thôi. À, thỉnh lấy cái giảng, cái băng giảng, đĩa giảng kinh Địa Tạng của thầy mà nghe nữa, chịu khó nghe đi rồi sẽ được tĩnh thôi. Về tụng kinh đi, tụng ở nhà mình đổ nước xuống dưới đấy, hoặc nếu mà bạn này còn là sinh viên đang đi học, thấy chữ đẹp đẹp, có thể là sinh viên đang đi học hoặc là đang đi làm rồi, mới đi làm. Thì trường hợp này á, thì nếu mà mình đi làm thuê ở nhà chỗ khác thì mình cứ tụng kinh ở chỗ đấy, xong thì mình nhoan lại một tháng hoặc nửa tháng, mình đem cái nước đó về gì để đổ vào trong nhà của mình cũng được. Không cứ là ngày nào cũng phải đổ, mà nhoan lấy cái nước đó cho vào một cái chai to ấy, cái can chai La Vi to to 1 lít 2 lít đó, để mà nhoan lại mang về mà đổ vẩy hết ở nhà cửa mình cũng tốt. Và đặc kinh tụng, đặc biệt tụng kinh cũng nên hồi hướng cho oan gia trái chủ, và nguyện ở trong cái đem công đức này, nguyện trong cái đất nhà chúng ta, nhà ở của chúng ta có cái vong linh nào mà chưa được siêu thoát, nguyện Bồ Tát Địa Tạng là gì, và chư Phật mười phương gia trì phóng quang minh tiếp dẫn cho, chỉ đường dẫn lối cho họ sớm được siêu thoát. À, để cho gia đình nhà con được đất cát, gia đình nhà con xin được làm nhà làm cửa để ở cho nó mát mẻ bình an, vân 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 vân. Cầu gì thì cứ nói ra, tôi không thể dạy hết cái đó được, khổ lắm. Thầy có thể, ý thứ hai, thầy có thể giải thích cho con không ạ? À? Và làm sao để tĩnh tâm đấy, làm như thế là được. 3, duyên với một người làm sao biết duyên đã hết ạ? À? Không thấy thương nữa có nghĩa là hết có gì đâu. À, trước đây có thể yêu một người yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, yêu da diết, bây giờ tự nhiên đi qua nhau là gì? Đi qua nhau là gì? Không thấy yêu nữa, không thấy thương nữa. Và họ bảo là, họ bảo là ví dụ như trước đây yêu nhau thì bây giờ tự nhiên là mình thấy duyên nó hết, tự nhiên mình thấy nhiều cái điểm xấu của anh ta hoặc thấy nhiều điểm xấu của cô ấy, thì bây giờ cô ấy hoặc anh ta bảo thôi mình chia tay đi, mình trong lòng mình không thấy một chút là gì, lưu luyến, thấy ớ chia tay thì chia tay. Thế có nghĩa là duyên đã gì? Đã hết. Chứ còn nghe thấy anh ấy bảo chia tay đi, mình về mình khóc đau khổ, bảo nghĩ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa nó ùa về. Tại sao anh ấy lại lừa mình, anh ấy lại thế này, hoặc là cô ấy thế này, còn thế kia, và mình đau khổ, mình khóc tu tu, mình đến chùa xin thầy cho con đi tu với, có tu khỉ được đâu, không tu được. Vì sao? Vì còn nhớ anh ấy quá hoặc nhớ cô ấy quá nhưng không tu được, đó gọi là duyên chưa? Chưa dệt, chưa hết. Mà chưa hết thì thôi, về khéo khéo mà lựa với nhau, lựa với nhau làm sao đó để cho gì nối lại được duyên là tốt nhất. Còn nếu cố tình không nối được nữa thì mình cũng phải gì, buông thôi. Thành yêu đơn phương thì chỉ có đau khổ thôi, thì mình phải sao, phải buông thôi. Đó. Thì trường hợp đấy xin trả lời như thế. Có phải có hạn làm nhà không? Từ ngày anh con làm nhà liên tục gặp hạn tai nạn rất nhiều lần, cũng có trường hợp ở đây theo như Phật giáo á, thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt và năm nào cũng tốt, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, tức là ngày nào mình làm được việc thiện á
Ngày nào tâm mình được gì? Được tự do, tự tại, buông xả được hết á, thì ngày nào đó là ngày tốt đẹp, đó là ngày mới tốt đẹp. Nhưng mà xin thưa các vị, ở thế gian chúng ta đâu có làm được như thế. Vì vậy mà vẫn phải chịu trong cái sự chi phối của tuần hoành, của gì? Của gọi là của âm dương, của ngũ hành á, theo quan điểm của lão giáo á. À, chúng ta vẫn phải bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, về tâm linh, về ngoại cảnh bên ngoài, vân vân. Cho nên cái trường hợp làm nhà làm cửa, nếu chúng ta chưa phải là cái trường hợp mà đặc biệt tu hành xuất chúng, thì chúng ta cũng nên gì? Nhờ các thầy người ta xem cho cái ngày lành tháng tốt để làm nhà làm cửa, xem hướng nhà hướng cửa phong thủy đất cát một chút thì nó cũng có gì, cũng có lợi đấy các quý vị ạ. Đấy, trường hợp ở xã Sơn Đông đây này, năm tôi về năm 2003, cái trường hợp mà gì, có cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi, có đến 2-3 đời là gì? Gọi ngày xưa gọi là chi quan chi phủ hay là tổng đốc gì đó, nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á, chi phủ. Chi phủ, chi phủ nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á. Tôi xem cái văn bia, đọc cái văn bia chữ Nho á, có 2-3 đời như thế. Tức là cái dòng dõi rất là gì, danh gia thế phiệt, làm cái nhà họ hơn 400 năm, nhà thờ họ. Thế khi gia đình đó thì cái ông trưởng á, ông cháu trưởng á, cháu chút chít trưởng á, được phân cái đất ở trước cửa nhà á, thì làm gì, chắn mất cái nhà cửa nhà thờ họ đi. Làm xong cái đêm khánh thành cũng là cái đêm ông ấy gì, ông ấy chết. Mấy chục ngày sau ông con trai trưởng á, cũng treo cổ tự tử chết trước cái nhà đó. Và còn anh con trai thứ hai á thì tự nhiên bị bệnh điên điên khùng khùng và cứ vác dao ra đường muốn chém người. Gia đình ấy làm cái cũi vào, nhốt vào, lại hai chân hai cái khóa xích như là gì, như là xích cái con thú nữa, xin lỗi các quý vị, thật như thế. Tôi sang tôi thấy thương quá, ăn uống rầm rề ở trong đó không ai dám mở ra. Thì tôi đến tôi xem một cái, tôi đọc cái văn bia, tôi xem nhà thờ mà cái tôi bảo cái này là do phong thủy chứ không phải là do khác. Phong thủy do phạm lỗi với tổ tiên, với các cụ trong họ nhà mình. Ai các cụ cái nhà thờ nhìn hướng đông nam như thế này, làm cái nhà ở chắn ngay trước mặt, cách cái sân có 5-7 mét thôi, ở trước các cụ các tổ tiên như thế, trong khi đó đất hai bên thì vẫn còn rộng, không làm. Tôi đến tôi bảo là trường hợp này muốn chữa được thì phải phá bỏ cái nhà đấy, nhìn làm quay sang bên cạnh, nhìn về hướng tây, để thẳng cái hướng tây nam của nhà tổ tiên, nhà thờ tổ của trong họ đó, nhìn thẳng xuống ra ngoài đường, không được làm cái gì vướng vào đó. Thì gia đình bảo là bạch thầy, gia đình nhà con nghèo chả có tiền nữa, bố chết, bác chết, tức là chồng chết, bố chết, chồng chết và gì, và chú thì như thế không còn gì. Tôi bảo cố gắng vay bên nội bên ngoại được vài chục triệu, ngày đó là làm cái nhà tạm nó có hơn 40 triệu thôi, từ năm 2003-2004. Các vị biết không, làm xong một cái, cúng về nhà mới một cái, 2-3 ngày hôm sau ông chú đang điên ở trong cúi bảo là gì, thả tao ra, tao không sao nữa. Thế là thả ra đi tắm đi rửa một cái là gì, bình thường, có ai tin không? Cho nên cái dân Sơn Đông đây có người ghê đến đâu thì ghê, nghe thấy câu chuyện đó, nghe thấy ông thầy Thịnh, ông thầy Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên mà cũng phải gì ạ, cũng phải khiếp, cũng phải nể. Cái trường hợp như thế ai mà chẳng nể các quý vị, có phải một tí thuốc thang nào đâu, thế là khói. Rồi có cái trường hợp cũng ở cái xóm gần đền đấy, đào cái giếng, nhà có một cái giếng rồi tự nhiên là đi đồi lên cơn rồi sẽ đi đào thêm một cái giếng nữa ngay bên cạnh nhà, thì là hai cái giếng ở trong nhà. Đào xong giếng mấy tháng sau tự nhiên là cứ nghe thấy, một hôm ông ở nhà đang ở nhà như vậy, đang ở nhà không biết đang làm cái gì ấy, tự nhiên cứ nghe thấy cái tiếng trống, tiếng kèn nằm bầm nó đến, nó bảo là gì, phải bắt cái thằng này. Cứ nghe thấy ông, khi sau này ông khỏi thì ông mới kể như thế. Thế bảo nghe tiếng trống, tiếng kèn nằm mầm nó kéo đến, thế là nó lôi ông này là gì, ném ông này xuống giếng. Thế may có cái bà hàng xóm đứng bên ở bên cạnh thấy ông này thì tự nhiên chạy sang giếng, nhảy tùm xuống giếng. Thế là bà ấy hô là dân làng lên, ôi dân làng cứu với ông này, ông nhảy xuống giếng. Thế là hàng xóm mà chạy sang thì họ lấy lên rồi á, thì bắt đầu thì chúng ta biết thế nào, tự nhiên ông ấy cái ổ điện á, lấy lên rồi ông cứ vạch, ông chạy vào thì ông giật ổ điện á, cứ thế ông dúi tay vào trong ổ điện. Nhưng may lúc đấy nó lại, số may của ông ấy lúc đấy là vừa cắt điện mới may cho ông ấy không có thì đứt luôn. Người còn đang ướt mà sờ vào điện đó thì ắc 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 một cái là sao ạ? Cháy xém ra ngay. Đó. Nhưng mà may thì vừa sờ vào trong lúc đi lúc nãy còn cái điện, vừa sờ vào một cái thì điện tự nhiên mất. À, thế là số ông ấy may. Xong rồi mất xong gia đình mới thì 4-5 người cứ thế là
cưỡng là giữ ông ấy không giữ được, mới cho lên viện. Cho lên viện ông ấy tự lấy cái dép ông đập gì, đập gãy cả chân, đập nát cả cái chân. Đó. Không biết đau, cứ thế đập thôi. Bác sĩ ở bệnh viện năm bảo là thôi trường hợp này không phải bình thường đâu. Đi về đi, nhà có đi đến xem các thầy nào hay là có chùa có chiền đến nhờ các sư xem thế nào. Cái bác sĩ bệnh viện năm, bác sĩ bảo thế, thế là gia đình về vội vàng về đây chạy vào đây. Năm 2005, 2004, 2005 thì phải, khoảng cái thời gian đó. Tôi mới về đây mới thôi, còn mới về còn đang đi học, chưa học xong. Thế bây giờ tôi nghe cái tin đó tôi vội vàng tôi sang có cái gì đâu, có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là gì? Có cái giếng rồi đấy, đào thêm một cái giếng phạm vào cái long mạch ở cái đất đó. Cái thứ hai, ban thờ để bẩn bỏ sừ ra, mạng nhện răng đầy mối thì mối từ dưới đất leo lên ban thờ bám vào cả bát hương. Với cái tâm linh nhà mình như thế mà gì? Đến tổ tiên, thần linh tổ tiên nhà mình còn không gì, không có mạng nhện răng đầy là một cái chuyện rồi, mà mối nó ăn theo cái cột gỗ xoan đó, nó lên kiểu làm cái ban thờ đóng theo cái nhà cổ ngày xưa mà ban thờ đóng vào cái cột gỗ, một bên đóng vào tường, bên đóng vào cột gỗ, nó đục lên theo cái cột gỗ xoan, nó ăn nó vào tới cái chỗ bát hương, nó còn bám vào cả bát hương nữa. Tôi bảo ôi thờ như thế này thì đi tự tử là đúng thôi. Thế tôi mới bảo người nhà thôi bây giờ đi mua ba cái bát hương ngay lập tức cho tôi mang sang chùa. Lúc đó là lúc trưa thì mang sang, đến chiều tôi sang tôi lễ xong một cái ở trên kia gọi điện về là gì, anh ấy không gì không lên cơn nữa, nhưng mà bây giờ phải ở lại để điều trị, để bó bột đã. Bó bột xong hơn tháng sau đi về, thế là khỏi xong mới kể lại mọi người là tung tiên đang làm, tự nhiên nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng ầm ầm, thấy một đoàn người đến là tóm để gì bắt vứt xuống dưới giếng. Vứt xuống giếng có người cứu lên rồi thì lại có một đoàn người nó đến thì nó cứ thế nó đẩy vào trong cái gì, cái ổ điện để cắm tay vào đó thôi. Đó, đây là trường hợp có thật đó. Ở thôn đấy là thôn gì, thôn Bống hay thôn Cao Sơn gần chỗ nhà cụ Lượng đó. Đây có cụ Lượng không, dân ở Sơn Đông thì biết cái vụ đấy đấy. Đó, xong rồi tôi bắt là gì, phải lấp một cái giếng mới đào để một cái thôi, hút sạch đi, làm cái theo cái phương pháp lấp giếng khó nha các vị nha. Qua đây nói luôn, đào giếng thì có thể gì dễ, nhưng mà lấp giếng khó nhé, đặc biệt giếng cổ, làm không khéo là trong gia đình lục đục ngay, đặc biệt giếng cổ. Muốn lấp giếng thì phải làm thế nào? Cái phép lấp giếng á, trước khi lấp giếng là phải hút cạn sạch nước đi, đem bắt sạch những con cua con cá phóng sinh ở đó đi, xong bắt đầu là lấy cái gương ra đó thì đứng gì, mình chỉ các vị Phật tử chúng ta chỉ cho ba biến đại bi thập chú, xong lấy cái gương đó soi dưới cái gương, cái kính đó, à, soi dưới cái gương đó thôi, nó có một cái câu thần chú để làm cái đó, án xuất thần tỉnh, thật tỉnh thần, án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, viên xuất thần minh, viên xuất thần minh, quang minh xa hạ, đọc ba lần như thế. Nhưng cái này thì nó hơi dài thôi, cái này thì sau này các vị nào mà muốn làm thì tốt nhất nên nhờ các thầy họ làm cho, vì lấp giếng nó cũng quan trọng lắm, không khéo lại đơ đơ đấy, lại khổ ra. Đó, ba lần làm như thế xong mà cái bắt đầu thì lấy cát, lấy đá sạch, lấy cát đất sạch cho để đổ xuống, đừng có đổ đồ bẩn xuống đó, nguy hiểm lắm. Đấy, coi đấy là phong thủy. Cho nên ở trường hợp này nói là làm xong nhà cửa thì tự nhiên cái tai nạn suốt ngày cũng có thể có vấn đề về phong thủy, đất cát có thể có vấn đề, thì nên gì, về Phật giáo thì không nặng nề cái đó, hướng nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt, nhưng mà ở người ngoài đời thì người ta đâu phải là người tu Phật đâu. Cho nên thì cùng các cụ ngày xưa nói là có thờ, có kiêng, có thiêng, có kiêng, có gì, có lành. Cho nên tốt nhất thì cũng nên chỉnh trang lại một chút. Cái trường hợp này thì bảo bác ấy, bảo chú ấy hôm nào xuống chùa gặp thầy hoặc là gặp các sư hỏi tư vấn cụ thể cho. Một câu hỏi khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con đọc các bài giảng pháp của thầy, con đọc có câu khi tụng kinh Địa Tạng phải kiêng hành hẹ tỏi kiệu, nhưng bữa trưa con dùng cơm công ty không tránh kiêng được, vậy tụng kinh còn được lợi ích không ạ? Có lợi ích nhưng mà nó sẽ giảm đi khá nhiều. Đáng nhẽ chúng ta được 99% khi tụng kinh hoặc 100% khi tụng kinh, nhưng vẫn ăn cái đó thì chúng ta đọc tụng nó chỉ được 50% thôi. Nhưng có được, có được không? Được, còn hơn là gì? Hơn là chúng ta chả đọc tụng thì chả được chút công đức nào, đúng không? Cái tội gì 50% 2 ngày thì sẽ bằng 1 ngày người ta không ăn, thì người ta không ăn 1 ngày người ta được cả 100%, mình ăn thì thôi 2 ngày mình cũng bằng người ta 1 ngày. Thôi cũng cố gắng biết làm thế nào. Đó,
cố gắng. Ý nữa là mẹ con tụng kinh và hồi hướng cầu nguyện cho chúng con kết quả sẽ như thế nào. Tốt thôi, cũng được. Nhưng mà gì? Trong kinh Địa Tạng nói là người tụng kinh đem công đức hồi hướng thì cái người bên kia nhận gì? Nhận được có một phần, còn á, người tụng thì được gì? Sáu phần. Thì mình còn sống thì cũng giống như cũng nhận được như người chết thôi. Cho nên phải, nếu mà tự mình đọc tụng thì mới tốt. Đấy, người ta hồi hướng cho mình mà mình tự đọc tụng nữa thì tốt lắm. Đó, trường hợp này nên cố gắng. Con xin cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy mạnh khỏe, hướng dẫn chúng con tu tập tinh tấn. Thôi, cố gắng nghe Pháp mà tu tập tinh tấn. Ăn hành mà tu tinh tấn thì cũng tốt, không sao. Đó, chỉ sợ rằng ăn hành mà gì mà không tu tinh tấn mà lười biếng nữa thì cái đấy mới đáng sợ. Đó, được, cũng được, tạm duyệt được. Bao giờ sau này nghỉ hưu ấy thì gì, ngừng hẳn. Đó, thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch quý Thầy, thật quý hóa, con xin Thầy chỉ dạy cho con một số việc như sau. Mẫu thân của con bị thác trong nhà tắm, tức là bị mất đó, vào ban đêm. Đến khi gia đình con phát hiện được thì người mẫu thân đã bị cứng rồi. Sau đó con có mời ban hộ niệm đến giúp 10 tiếng nhưng mẫu thân của con vẫn bị cứng. Gia đình con đi xem thì họ bảo mẫu thân con bị mất vào giờ trùng. Gia đình con làm tất cả các việc như cúng giảng chay tăng, trong lễ 49 ngày luôn phóng sinh, cúng tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Khai Nguyên, tụng kinh và niệm Phật, chia sẻ khai thị cho mẫu thân của con từ ngày mới mất cho hết 49 ngày. Nhưng đi xem họ vẫn nói mẫu thân của con vẫn bị trùng tra khảo. Cụ thể là sau khi mẫu thân của con bị mất vài tháng sau thì cháu trai con, anh trai của con cũng bị ốm rất nặng. Úi dồi, nhiều quá. Bị mắc bệnh ung thư sọ não. Con kính bạch quý Thầy, không biết có phải bị ảnh hưởng của việc chết trùng bắt không ạ? Gia đình con rất hoang mang lo sợ. Cũng có những trường hợp là gì? Trong kinh Phật đó, thì không có quan niệm, không có nặng nề về cái việc trùng tang. Cái việc trùng tang là do biên đạo gì? Đạo lão họ quan niệm. Nhưng mà xét về nhân quả có không? Cũng có. Gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp trong dòng họ hoặc cộng nghiệp trong một gia đình. Tức là có duyên thì mới sinh vào với nhau, sinh vào cùng một nhà với nhau hoặc cùng với họ với nhau. Đó, hoặc là gì? Hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào để trả nợ, hoặc sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, vân vân, đều có duyên. Không duyên tốt thì cũng duyên gì? Duyên xấu. Cho nên là cùng trong một dòng họ hoặc một gia đình như vậy là cũng có duyên rồi. Vì vậy mà cái trường hợp kia mất vào ngày tháng giờ xấu, mất vào giờ xấu thì ở trong cách tính của đạo giáo họ tính gọi là tam sa, tức là ý là trong dòng họ, trong chi họ đó phải gì, có thể mất ba mạng nữa phải đi theo trùng vào á, bấm mà vào cái gì, cái ngày á bị trùng tang á thì họ gọi là nhị sa, tức là còn hai người trong chi họ, trong dòng họ, trong gia đình có thể đi theo, vân vân. Nhất sa tức mất vào gì mà giờ cái giờ trùng tang nó vào cái ngày trùng tang nó vào tháng á thì gọi là, hoặc là vào năm tuổi á thì gọi là nhất sa, tức là trong chi họ họ quan niệm rằng trong chi họ có thể còn một người mất theo trong vòng 3 năm trở lại nữa. Cái trường hợp này nó không đúng hoàn toàn 100%, nhưng cái xác suất của nó cũng phải 70% trở lên. Chúng tôi kinh nghiệm trên dưới 20 năm nay xuất gia tu hành rồi, gặp những cái chi họ các quý vị ạ, có những chi họ 13 năm trời vẫn chưa đưa các cụ lên được. Theo quan niệm ở miền Bắc chúng ta ấy, là sau khi chôn là cứ 3 năm sau trở lên là phải gì ạ, phải sang cát, phải bốc mộ thay áo cho gì, cho người đã khuất, đó mới là người con hiếu hạnh, đó mới là cái sự trả ơn cho người gì đã mất, đã khuất. Nhưng còn ở trong miền Nam á, thì gì, sau khi mất họ thì chôn xuống và dẻo xây kín lên, chôn sâu cất kỹ, đó là người con hiếu thảo. Nhưng miền Bắc chúng ta thì chôn sau 3 năm sau phải cải cát sang mộ, thay áo cải cát á, để chuyển họ sang một cái chỗ ở mới á, cho nó tốt đẹp hơn, thì đó mới là người con hiếu thảo. Đấy là quan niệm của giữa cái phong tục tập quán mỗi nơi. Cho nên là cứ 3 năm trở lên thì mới được bốc mộ.
Có những trường hợp ngày xưa tôi về cái chùa Giới Hòa, Yên Sở Hoài Đức 13 năm trong chi họ không thể nào bốc mộ được. Thế năm đó thì tôi mới, ngày đó thì chưa có lễ trung phong. Thầy như khoảng độ 10 quý thầy về, hơn 10 quý thầy về chùa để làm cái lễ gọi là giải oan cắt kết phả độ gia tiên cho. Nhưng quan trọng nhất là tụng kinh. Ngày xưa tôi tụng cho cả cái bộ kinh Lương Hoàng Xám, ngày xưa chưa hay tụng kinh Địa Tạng. Tụng cả bộ kinh Lương Hoàng Xám, thỉnh các sư về tụng kinh Lương Hoàng Xám và cúng phả độ gia tiên, cái phương pháp, cái gọi là cái đàn, gọi là cúng đàn giải oan cắt kết ấy. Cúng xong thì sau đó một cái thì sau 3 năm sau thì gia đình, cái dòng họ không còn, không có người mất trẻ và không có người mất đột tử vân vân nữa. Thế là cứ thế là dần dần là các cụ cứ thế là sang cát thay áo, cứ cụ mất trước hay cụ lớn tuổi cứ thế dần dần đi lên. Và cho đến từ đó đến nay gần 20 năm nay cái chi họ là yên ổn. Con cái trong dòng họ thì làm ăn thì khá tốt. Ngày xưa thì chật vật ra, nhưng bây giờ thì khá tốt rồi. Có thể nói là ở trong nông thôn thì rất tốt, gia đình dòng họ bây giờ vẫn lên đây. Tết năm nào cả gia đình dòng họ cũng kéo nhau lên đây. Làm mấy trăm bánh gai mang lên để cúng Phật, quê hương bánh gai mà. Họ cũng có trước có sau. Đây thì cũng có nhiều trường hợp nữa. Đi xem họ bảo phải trùng tăng trùng phục thế này thế khác. Đặc biệt là 3 năm nay đạo tràng chúng ta có cái pháp hội trung phong rất tốt cho cái vấn đề siêu độ này, và pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng rất tốt cho vấn đề này. Cho nên cái trường hợp này, cụ này thì cũng làm được việc phúc thiện như vậy rồi. Nhưng mà người mất đột tử, mất kiểu như thế thì trong kinh Phật nói là nghiệp gì? Nghiệp rất nặng thì mới mất cái kiểu đột tử, như là tai nạn. Như trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết yểu đó. Đấy gọi là chết yểu đấy. Tự nhiên bị tai nạn, chết không ai biết, con cháu không ai biết, đó là chết yểu. Như vậy là nghiệp đó, là trong kinh Dược Sư nói nghiệp cực nặng phải bị như thế. Cho nên mới cúng một pho tượng phóng sinh tụng kinh có 49 ngày. Chưa chắc đã gì? Đã vãng sinh. Chưa chắc đã được đi đầu thai thoát hóa. Cái đó là đúng đấy. Thì chúng ta cần phải gì? Một người làm không được thì cả cái gia đình nhà mình và cả chi họ nhà mình phải nhất tâm để làm. Đó. Đặc biệt là những pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này. Nếu mà nghĩ về cụ thì mấy chị em là bỏ tạm dừng công ăn việc làm đi, thì ngày nào được nghỉ, đặc biệt thứ bảy chủ nhật, thì nếu làm công chức nhà nước hay doanh nghiệp được nghỉ thì cố gắng đến mà nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho cụ. Cúng dường Địa Tạng, cúng dường tôn tượng là công đức rất lớn. Nhưng mà cái tâm của chúng ta phải hướng phát nguyện để siêu độ cho cụ, đến để nhất tâm để tụng kinh cho cụ mới là cái tốt nhất. Chúng ta nhất tâm đến để tụng kinh, công đức còn tốt hơn là cúng dường một pho tượng. Tụng kinh một hết một bộ kinh này á, công đức còn tốt hơn là chúng ta cúng dường một pho tượng, nếu chúng ta nhất tâm. Đó. Tất nhiên cúng dường pho tượng công đức rất nhiều, rất lớn, nhưng mà chúng ta nhất tâm tụng thì tốt lắm. Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là về thì cũng nên là anh em họ hàng nhất tâm những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này, cố gắng rồi cùng nhau đi vào mà làm bài vị mà hồi hướng cho cụ. Một thời gian không xa sẽ nằm mơ thấy cụ. Bao giờ nằm mơ thấy cụ tức là gì? Cụ đã được về và đã được gì? Thoát khỏi cái cảnh lao ngục nó bắt ép rồi, thì cụ sẽ sớm được gì? Được đi siêu thoát trong vòng một thời gian, một vài tuần tiếp đó sau thôi. À, bao giờ trường hợp này nếu mơ thấy cụ về thì vào báo cho tôi một câu. Vị này hỏi thêm ý nữa: hàng ngày con khuyên anh con tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, anh con đều nghe và thực hành đúng như vậy. Vì là Phật tử được may mắn tu tại chùa Khai Nguyên của thầy, cho đến bây giờ qua 3 lần mổ não cháu con tạm ổn định và đã được ra viện, nhưng gia đình con vẫn lo lắng hoang mang lắm. Con kính xin quý thầy tử bi cho con được biết con phải làm gì để cháu con được thoát khỏi kiếp nạn bệnh ác tính này ạ. Gia đình con xin cảm ơn. Cái này thì nên tụng kinh, nên trường hợp này nên phát nguyện ăn chay trường trong vòng 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thanh bông hoa quả thành tâm. Nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Có ban thờ Phật riêng thì tốt, chưa có ban thờ Phật riêng thì để cái ảnh Địa Tạng vào giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, treo cao lên một chút và để giữa. Và thanh bông hoa quả thành tâm, mỗi ngày múc 7 chén nước, tụng mỗi ngày 3 thời kinh. Cái trường hợp này mỗi ngày phải 3 thời kinh,
không được tụng một thời thì nó ít quá, tụng một thời đọc hết cả một bộ thì vẫn ít, nên phải chia thành ba thời để mình niệm Phật được nữa. Mà trường hợp này khi niệm Phật nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật một tràng thôi, xong khi đến niệm tứ thánh hiệu, niệm vào đến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì niệm khoảng cho 10 tràng vào, hiểu chưa? Danh hiệu niệm Phật thì mình vẫn niệm đúng như trong kinh là Nam Mô A Di Đà Phật có thể một tràng thôi, trong Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 tiếng, Đại Thế Chí 10 tiếng, nhưng mà đến Địa Tạng á, niệm cho khoảng 10 tràng vào, hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Đó, thì đến lấy cái lúc niệm như vậy thì mình quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng ở trên hư không đáp xuống và ngự lên trên ban thờ nhà mình đó, để phóng quang minh chiếu vào trong cái chén nước mình cúng á, ngày chứng minh, và phóng quang minh chiếu vào đó, rồi những cái chén nước đó, chén ở giữa mình lấy để hôm sáng sớm hôm sau mình thay 7 chén nước cúng hôm trước đó, thì chén ở giữa mình để mình vẩy hết đất cát nhà cửa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, tất tất trong nhà từ nhà ra ngõ, còn 6 chén còn lại để cho cái đứa cháu này uống nước, uống thì chắc sẽ gì Phật Bồ Tát thương gia trì cho nhanh khỏi thôi. Tôi mong rằng sau 100 ngày gia đình vào báo tin cho tôi, Phật Pháp nhiệm màu quá, kinh Địa Tạng nhiệm màu quá, và thầy cũng hơi hơi nhiệm màu. Vì thầy gì thì khuyên mà, cho nên Phật thì Bồ Tát thì thực sự nhiệm màu, còn thầy thì hơi hơi thôi. Cho nên con về con làm y như thầy bảo, và bây giờ cháu con khỏi rồi, đưa nó vào đây để rồi thì có thể xoa đầu cho nó cái, cho nó hoan hỉ tí ha. Đấy, trường hợp này nên khuyên như vậy. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là những lời Phật dạy, những câu chuyện Phật kể về các cõi, ma quỷ, thần là mang nghĩa ẩn dụ để khuyên dạy con người, hay đó là điều là những điều có thật? Xin thưa với các vị, có thật. Giống như ở trong hội trường này vậy, chúng ta ở đây là có thật hay là giả? Hả? Ai là bảo giả đến đây tôi xem, vác cái dao lên đây nữa, tôi khía cho mấy cái vào tay xem thật hay giả. Nhưng nếu bảo là thật thì vài chục năm nữa xem, chết rồi chôn xuống gì dưới đất rồi, vài chục năm sau, vài năm sau nó còn thành bộ xương, vài chục năm sau xương cũng không còn thành gì, thành đất hết, lúc đó là thật hay giả? Thật giả đều do tâm ta nhận định vậy các quý vị. Bảo là thật thì nó có thật, bảo nó là giả thì thực sự nó gì? Nó là giả. Nhưng mà thật hay giả tự chúng ta cảm nhận lấy. Còn Đức Phật nói không bao giờ gì nói lời vọng ngữ. Đối với chúng sinh á, còn chấp hình tướng, còn chấp mắc, còn bị phiền não, còn bị nghiệp chướng chi phối, còn bị tham sân si, thì Đức Phật nói là gì? Có thật đấy các quý vị. Còn những người đã chứng được thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát thất địa trở lên, Phật bảo là gì? Không có. Tất cả đều là gì? Là không. Từ cái chỗ không vô tướng, vô nguyện đó mà có thể phân thân vô số đi độ chúng sinh. Độ chúng sinh nhưng không chấp là gì? Là có người độ chúng sinh. Mình là người độ chúng sinh, không chấp là gì? Là mình là người độ chúng sinh. Những chúng sinh khổ đau được mình cứu, không chấp là mình cứu được nhiều chúng sinh. Cho nên không sinh một chút, một cái niệm tâm nho nhỏ bị thử nhân ngã đây kia, ta là người cứu, chúng sinh là người được cứu, vân vân. Như vậy là còn cứu sinh độ sinh, còn chấp tướng. Cho nên Phật thuyết là không. Không tức là gì? Cho đệ tử của mình không chấp trước vào những công đức, những việc làm của mình. Ví dụ như tôi chẳng hạn, chấp là gì? Tôi làm được 5-6 ngôi chùa rồi, và tôi chấp tôi cho ngôi chùa này là của tôi, ai đến đây cũng phải gặp tôi, và ai muốn làm gì cái ngôi chùa này thì phải bước qua gì? Bước qua xác tôi, vân vân chẳng hạn. Như vậy là sau khi tôi chết đi thì tôi sẽ có phúc á, thì sẽ làm một vị thần linh giữ chùa, là một thần đất giữ ngôi chùa này, hoặc giữ mấy ngôi chùa tôi xây. Còn không có phúc á thì tôi trở thành gì? Thành con chó đến đây để trông chùa các quý vị ạ. Đó, cho nên Phật dạy là tu là buông xả đi, làm tất cả các việc thiện nhưng mà không chấp vào bất cứ một thiện nào, việc thiện nào. Đó gọi là cách tu hành, gọi là xả ba la mật đó, từ bi hỷ xả, xả hết. Thì đấy, đối với trường hợp như thế Phật nói là gì? Là không. Không có ma, không có quỷ,
không có chúng sinh để độ, không có pháp để tu, không có pháp để chứng, và không có sinh tử phiền não để gì, để chứa đựng ở trong tâm. Tâm lúc nào cũng rảnh rang, tự do, tự tại. Cảnh giới gì của một vị đó chính là cảnh giới vị A-la-hán, của một vị Bồ-Tát chứng hàng thất địa trở lên vậy. Cảnh giới đó rất cao. Còn trường hợp Phật tử này hỏi câu hỏi này, tôi trả lời là gì? Là có. Chắc chắn Phật nói là có. Vì tôi biết Phật tử này hỏi câu này là trong tâm còn rất nhiều cái gì, còn nhiều cái có. Cho nên tôi khẳng định với Phật tử này là gì, Phật nói về ma quỷ, thế giới thần linh có không? Tôi bảo là có. Liệu liệu mà tu, không tu sau này nó đến nó gì, oan gia trái chủ nó đến nó bắt đấy. Nó đến nó bắt đấy. Nên liệu chừng đấy, hỏi câu hỏi này liệu chừng đấy, tu thật tốt vào để trả nợ cho người ta hết đi. Có nợ thì phải gì, phải trả, chứ đừng có chạy trốn. Phật tử nữa hỏi là, con bạch thầy, con có một người bạn đi tu ở chùa, xả bỏ hết công việc trong gia đình, chồng ốm tai biến cũng không có trách nhiệm gì, vài tháng mới về một lần. Con tưởng trong gia đình con luôn con trưởng trong gia đình, con muốn thầy giải thích hộ con trưởng, con trường hợp đi tu như vậy có đúng không? Con xin cảm ơn thầy. Một người bạn đi tu ở chùa, đi tu ở đây đi tu xuất gia hay là đi tu tại gia? Nếu mà đi tu xuất gia thì nó có phép của người xuất gia, không phải là muốn về lúc nào cũng được. Nhưng mà trường hợp bố ốm tai biến như vậy mà trong gia đình không còn anh em họ hàng quyến thuộc nữa, thì trường hợp này có thể xin với sư phụ mình là cho về để hầu hạ bố mình khi bệnh tật như vậy, vẫn khoác áo cà sa, vẫn tu hành. Nhưng mà gì? Vẫn có thể xin với sư phụ là đi về để tạm gác cái việc chấp lao phục gì ở chùa để về hầu hạ bố của mình khi bố ốm. Nhưng mà trường hợp này nếu không phải là người xuất gia, tức là Phật tử đó, đến tu ở trong chùa như thế, bố ốm mà không về để hầu hạ bố, trường hợp này gọi là tu sai đường, tu không đúng với gì, hạnh hiếu của nhà Phật. Đức Phật ở trong kinh á, báo ân nói là gì? Cha mẹ tại đường như Phật tại thế, tức là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn sống ở trên đời giống như Phật ở trên đời đó. Bây giờ bố mình ốm nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, tai biến, mà con vẫn ở trong chùa để tu, hoặc là gì, vợ vẫn ở trong chùa để tu. Ở đây nói là con, một người bạn đây nói là người bạn, không biết là vợ hay là con, đây chắc là con. Như vậy mà không về để phụng dưỡng bố khi mà như thế, thì tu vị này có tu 1000 năm cũng chẳng được cái gì cả. Vì sao? Vì ông Phật đang nằm ở nhà đó đợi mình gì? Về để báo ân báo hiếu, mà mình gì, mình còn bỏ qua ông Phật đấy để đi cầu ông Phật ở trên gì, ở trên Tam Bảo, ở trên điện thờ là không có. Cho nên trường hợp này Phật tử này về nên khuyên bạn, bảo là thầy khai nguyên bảo là nên đi về để giúp đỡ cho bố, như vậy bệnh nó chẳng được là bao nữa đâu. Bệnh mà nằm liệt tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu chẳng được là bao nữa đâu. Về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho. Nếu bệnh mà bố của con còn thì Phật Bồ Tát tiêu nghiệp chướng cho, thì bố con sớm đi lại được, để cho con gì lại được về chùa con tu tiếp. Mà còn mệnh của bố con mà hết đó, thì nguyện cho bố con sớm được ra đi về với Phật một cách nhẹ nhàng, không phải là cầu cho chết nhá. Mệnh còn thì cầu cho gì, cho đớm sớm được khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết đó, thì ra đi nhẹ nhàng, không phải nằm liệt giường liệt chiếu như thế, khổ lắm, khổ vô cùng. Người sống cũng khổ, người chết cũng gì, người còn nằm ốm đấy cũng khổ, và người gì, người hầu cũng khổ. Nhưng chúng ta không được khởi lên cái ý gì, ý xấu muốn cho họ chết mà tụng kinh, mà phải khởi lên cái ý là muốn cho họ được khỏi bệnh mà tụng kinh. Nhưng mệnh mà hết thì nguyện họ ra đi nhẹ nhàng cũng được, lấy tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ổn thôi. Oan gia trái chủ tụng kinh, những người mà bệnh liệt giường liệt chiếu như thế phần lớn do oan gia trái chủ, nghiệp chướng đời trước nó tạo ra, cho nên tụng kinh Địa Tạng là số 1 rồi. Đấy, như ông bác của cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài Võng Xuyên, Phúc Thọ, nằm ốm mà 4-5 năm trước, tôi kể mấy lần rồi đấy, nằm ốm cũng liệt giường liệt chiếu mà trong người giòi nói gì, giòi nó đục đầy trong thân thể, cứ đến một ngày là phải đi gì, phải đi nhặt giòi mấy lần, có lần nhặt được cả một chén giòi cơ.
mà cái chén uống nước, cái chén nhỏ nhỏ uống nước chúng ta, dòi ở trong nó đục xong nó bò ra nhiều như thế, gọi là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Các thầy về lập đàn dược sư 21 ngày tụng cũng không có chuyển biến gì, tụng kinh lương hoàng sám không có chuyển biến gì, thủy sám không có chuyển biến gì. Thế thầy ấy ngày xưa đi học cùng hay trêu nhau, cùng lứa tuổi với nhau, cho nên thầy ấy gọi điện cho tôi để trêu là: này ông lão, thế thì ông bác nhà con như thế thì phải làm như thế nào? Tôi gọi điện tôi bảo thôi thầy cứ về thì thầy lập cái đàn Địa Tạng tụng 7 ngày để hồi hướng cho gì, cho bác xem thế nào. Thế thầy bảo có phải mời các sư đến không? Có phải thôi, gia đình thành tâm, thầy là sư rồi, thầy là cháu của bác, thầy là sư rồi, thì thầy thành tâm rồi, mọi tất cả con cháu cùng đến để lễ đọc tụng. Các vị biết không, đúng đến ngày thứ 3 cũng không đau nữa, ngày thứ 5 tự nhiên những cái dòi ở trong gì, trong thân thể nó cứ bò ra, nó bò ra nhiều lắm, bò ra được gần một bát con đấy. Thế là bắt đầu thì thầy lại gọi cho tôi, thầy bảo ông lão ơi bây giờ thì cái dòi nó bò ra thế làm thế nào? Tôi bảo thầy không được giết, thầy mang cái nhà thì là nhà làm hố gì, cái cầu tiêu vệ sinh thì tự hoại, cho nên tôi bảo thầy đi tiến kiếm những cái nhà nào nghèo nhất, họ chưa có cái nhà tiêu tự hoại ấy, tức là cái nhà tiêu họ làm ngày xưa, nhà tiêu cổ ngày xưa mà họ xây mấy gạch cho mấy cái hai cái cây gác lên, xong cả nhà đi vệ sinh vào đó, và để họ lấy phân để đi bón gì, để đi bón cho lúa và cho cây hoa màu ấy. Tôi bảo đi kiếm. Thế thầy bảo đó bây giờ còn kiếm làm sao được nữa. Tôi bảo có những nhà nghèo họ vẫn dùng cái nhà đấy đấy, tôi biết mà. Tôi đến có nhà tôi vẫn thấy có cái nhà vệ sinh như thế, tức là nhà họ rất nghèo, không có tiền để xây nhà vệ sinh tự hoại, cái thứ nhất. Cái thứ hai họ muốn dùng phân để đi bón cho cây cho lúa, họ dùng như thế. Thế là tìm mãi thì cũng gặp một nhà, thế là đổ cái bát dòi vào đấy. Hết ngày thứ 5 sang ngày thứ 6, bao nhiêu cái hơi hôi hơi thối của cái người bị bệnh bị dòi đục đó không còn nữa. Sang ngày thứ 7 ông ấy tươi cười bình thường và tụng hết bộ kinh thứ 3 của ngày thứ 7 đó, thì ông ấy dặn dò mọi người là thôi ở phải con cháu ở nhà thế này thế khác, thôi cảm ơn sư thầy đã giúp cho gì cho tôi tụng kinh này đó. Thế là ông ra đi một cách gì nhẹ nhàng. Thế xong công việc thầy gọi điện, thầy bảo cái ông lão này tưởng là dân tộc nó đơ lờ đờ mà nó gì nó tinh vi ra phết đấy. Đó, cái gì nó cũng biết. Và thôi cái này là cái kinh nghiệm của cái duyên của mỗi người thôi, chứ không phải cứ bảo là dân tộc là đơ đâu nhá. Ngày xưa cụ Tứ, hòa thượng Thanh Tứ, cụ phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ bảo thì một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh đấy, đừng có khinh thường. Các cụ ấy nói thế, tôi thì không dám nhận mình là như thế, nhưng mà cụ cứ gặp đâu cụ ấy cứ trêu mấy thầy cùng học ấy, đừng có quay thường nó, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Một Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, cho con hỏi, con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, chắc hôm nay mới lên lần đầu. Từ ngày 16 đến hôm nay con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng khỉ gió, nghe từ ngày 16 đến giờ mà bảo chưa được nghe bao giờ. Đúng cái này là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Nghe từ ngày 16 mà dám viết là con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, thế mà đúng là chán chết ra được. Tôi tưởng nay mới đến lần đầu, hóa ra đến đây từ hôm 18 nghe giảng rồi, thế mà vẫn bảo là chưa được nghe bao giờ. Có nghĩa là gì? Con vừa được nghe, phải biết là con vừa được nghe thầy giảng mấy hôm nay, cho nên chưa hiểu được nhiều, xin thầy từ bi chỉ giáo cho con biết được vân vân ABC này nọ. Thế đấy, viết câu hỏi chả biết đường viết, thế này thì đúng là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng 2 đêm liền, con nằm mơ nhìn thấy thấy ngục, quỷ và người sinh nơi bị mất, như vậy là điềm lành hay dữ? Không sao, thấy như vậy là tốt đấy, đừng có sợ. Thấy như vậy để chúng ta biết rằng là gì? Trong kinh Địa Tạng nói là thật có địa ngục, thật có gì? Ngạ quỷ, thật có súng sinh, thật có quái người, thật có quái Atula, thật có quái trời, và thật có quái gì? Tình độ của 10 phương chư Phật đấy. Hay ráng để mà tu, tu một thời gian nữa mà làm sao á, thấy người thân của mình như trong kinh Địa Tạng báo là gì? Về báo và cảm ơn là gì?
cảm ơn con, cảm ơn cháu đã vì các cụ mà, vì tôi mà, các ông các bà mà tụng kinh. Giờ các cụ về với Phật, hay về với cõi trời đây. Cảm ơn con, hẹn nhau gặp ở cõi trời Đao Lợi, hay gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé. Và vẫy tay chào này này, thì tạm biệt, bye bye này. À, đấy, thế là tốt. Cố gắng vào. Còn Phật tử này về nên nghe. Thỉnh lên cái đài có giảng kinh Địa Tạng mà nghe đi nghe lại. Mỗi lần nghe là một lần hiểu thêm. Mỗi lần nghe là một lần mới. Các vị cứ nghe mà xem. Tôi nghe lại mà không ngờ là cái thằng dân tộc nó lại nói được hay như thế. À, không, tôi dạo này là chuyên nghe lại bài giảng của tôi. Vì tôi lên đây tôi giảng thì tôi chả để ý gì đâu. Thậm chí sấm sét đánh ảnh bên tai tôi cũng kệ. Giảng thì tôi cứ giảng thôi. Trước khi lên giảng tôi cầu nguyện Phật Bồ Tát là khai minh khai sáng cho con lên con giảng. Giảng sao cứ đúng bản ý của Phật. Mọi người nghe ở dưới là cứ gật gù hoan hỉ là được. Và phát bồ đề tâm là được. Còn thì con không biết là con nói cái gì nữa đâu. Có nghĩa là không có suy nghĩ trước, không có gì suy nghĩ sau. Giảng đến đâu là giảng đến đó. Gặp cái gì là giảng đến đó thôi. Chứ không có tính toán học thuộc lòng từ hôm trước. Vì tôi học thuộc lòng rất kém. Cho nên không có xem bài trước, mà không cần phải học thuộc lòng trước đâu. Giải quyết bằng cái tự tâm của mình, tự tính của mình. Cho nên các quý vị nghe lại. Nó sẽ gì? Nghe một lần rồi chưa hiểu, nghe lần thứ hai hiểu đi một chút, nghe lần thứ ba hiểu rất nhiều. Thậm chí nghe được 10 lần, các quý vị sẽ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, với Phật Pháp. Không bao giờ sợ đi sai đường lạc lối nữa. Đấy, tôi tin chắc là như thế. Vì vậy mà dạo này tôi nghe lại, lắm khi tôi nghe lại mình cũng thấy là hoan hỉ, rất hoan hỉ. Nghe lại lời mình nói mà rất hoan hỉ. Không phải là mình tự khen mình đâu, nhưng mà nghe lại thực sự có những đoạn mà mình ngồi mình nghĩ mãi không ra, nhưng tại sao lên đó ngồi mà mình lại nói được, thế mới hay. Một Phật tử nói hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cho chúng con được biết, tổ chúng con đi chợ niệm khoảng cách xa phải thuê xe thì gia đình trả tiền, hay tổ chợ niệm phải trả? Nếu gia đình trả thì có ảnh hưởng đến tổ chợ niệm không? A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì chúng ta cũng phương tiện. Nếu mà gia đình của họ không có đạo tràng của chúng ta toàn những Phật tử già không có tiền, con cái nó gì, nó không cho để đủ để đi làm cái việc đó nữa, thì thôi chúng ta đi thì bảo gia đình họ, chúng ta gọi taxi hoặc gọi cái xe đi đến hết bao nhiêu thì bảo họ đã trả thẳng cho chúng ta lái xe, chúng ta không cầm tiền của họ ấy, để giữ cái gì, để giữ một cái niềm tin son sắc với họ, là sợ họ lại nghĩ, sợ họ lại nghĩ là gì, cái xe đi từ có gì có 5 cây số mà lấy mất 1 triệu, mà trước đây tôi đi hết có 800, có thể mấy bà lại nhập nhằng 200.000 đây. Cho nên mình tránh cái tình trạng là để cho gia chủ họ nghĩ lầm về đạo tràng của chúng ta. Cho nên á, chúng ta đi đến bảo gì không có thì bảo gì thôi, chúng đạo tràng toàn các cụ già, đi xe máy thì gì thì sợ nguy hiểm, các cụ mắt tối rồi, tay yếu rồi, sợ nguy hiểm lại thì về làm sao đó, con cái nó nói cho mà lại khổ thân. Mà đi chợ niệm như thế thì cái oan gia cháy chủ, lắm khi nó ngay phá. Cho nên tốt nhất là gì, chúng ta gần gần thì có thể đi xe máy xe đạp được, nhưng xa xa thì tốt nhất chúng ta gọi cái taxi hoặc gọi cái xe họ chở đến cho, và bảo gia đình họ là đấy, phải nói trước với gia đình đạo tràng toàn những người không có điều kiện, chỉ có cái tâm thôi đi làm. Thế đến thì gia đình thì gọi cái xe thì gia đình có thể trả tiền xe cho các cụ, thì đến lúc đó họ không có ngại đâu. Nhưng mà thì mình bảo họ trả, đưa luôn cho cái chú lái xe là gì, công minh nhất, đúng không? Đưa luôn cho chú lái xe, thế là gì? Chúng ta yên tâm tuyệt đối không có dính dáng gì đến tiền bạc của gia đình họ, thế cũng được, phương tiện thì cũng được, nhưng mà đừng có lấy, đừng có tiêu, đừng có lấy để tiêu cái đồng tiền đó của họ, thế là được. Chứ còn nếu mà đi chợ niệm mà không có thì bây giờ ban chợ niệm chúng ta có ban chợ niệm rồi, đúng không? Tới đây có thể lập cho một cái quỹ cho ban chợ niệm, cho ban chợ niệm của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như trường hợp nào ở đạo tràng nằm hay đi nhiều mà không có tiền xe, gặp cái gia đình họ cũng nghèo không có tiền xe nữa, thì trích quỹ của ban chợ niệm chúng ta ra để trả cho đó. Hoặc nếu không có cứ gọi về đây, có các sư cô các sư ông phụ trách rồi, sẽ điều xe nhà chùa đến để gì đưa các cụ đi. Yên tâm đi, thầy phục vụ các cụ gì hết mức nha. Cứ hoan hỉ đi. Thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật.
lại viết câu hỏi thầy giải thích chứ con câu Nam Mô A Di Đà, thôi nói vắn tắt thôi. Chữ Nam Mô ở trong là phiên âm của tiếng Phạm, chữ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Chữ A Di Đà Phật á là chỉ cho danh hiệu của một đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói là gì? Ngài là vị giáo chủ ở cõi Tây phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có kể về cái nhân tu của trước khi tu hành thành Phật của ngài á, ngài là một vị Bồ Tát có tên là gì? Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh. Trong đó có một nguyện đặc sắc nhất, đó là nguyện thứ 18. Ngài nguyện với đức gì? Với đức Phật với một cái đức Phật đó rằng á, là sư phụ của ngài á, nguyện rằng là con sau này đến khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con, tức là nghe thấy tên của con đó, mà phát khởi lòng tin, nhất tâm gì trì niệm danh hiệu con từ một niệm đến 10 niệm, người đó phát nguyện đem công đức đó hồi hướng phát sinh về thế giới con. Nếu không được như nguyện, con thề không thành chính giác. Đó là nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà khi còn là một vị tỳ khiêu phát tâm hành Bồ Tát đạo, đó là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Cho nên sau này ngài trải qua gì? Trải qua thời gian là hơn 21 vô số quái Phật, vô số gì? Vô số kiếp. Trải qua hơn 21 vô số đại kiếp để tu hành Bồ Tát đạo, ngài đã thành Phật hiệu là A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cái từ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ đức Phật A Di Đà, là quy y, quy mạng, là muốn gì nương theo đức Phật A Di Đà, đơn giản thế thôi. Chứ còn nếu mà để giải thích câu này á, cho tôi giải thích câu này á 10 năm, chỉ 6 chữ này tôi giải thích 10 năm cũng chưa hết. 10 năm chưa hết các quý vị, đừng nói là một ngày, nhưng mà thôi thời gian nó không có thì chỉ tạm thời như vậy thôi. Một vị nó hỏi: thầy ơi cho con hỏi, sao ở mối quan hệ ngoài xã hội con sống rất tốt, vô tư vui vẻ, trong ngoặc đóng ngoặc là vô tư vui vẻ, tức là rất tốt với mọi người, nhưng lúc con về nhà lại hay cáu gắt với mẹ em trai con vậy ạ? Cái trường hợp này, một trường hợp này hỏi là ở ngoài xã hội thì sống rất vui vẻ vô tư tốt mọi người, nhưng về nhà tự nhiên là cứ hay cáu gắt với gì, cáu bản với mẹ và em trai. Trường hợp này có hai vấn đề, có thể là do đất cát nhà cửa nhà mình có vấn đề. Có nghĩa là sao? Nghĩa là trong nhà nhà mình á có những cái gì vong linh, có thể là người hoặc là con vật nào đó nó chết mà nó chưa siêu thoát, mình làm nhà làm cửa lên thì họ bực họ phá chúng ta. Cho nên trường hợp này thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày, lấy nước cúng đó thì tưới xuống cái đất đó thì là hết, họ được siêu thoát đi là hết, siêu độ cho họ là họ hết, thì tự nhiên là về gia đình lại vui vẻ, cười với nhau toe toét cả ngày thôi. Đó. Có trường hợp đấy không? Có. Năm ngoái, năm kia, năm 2015 có trường hợp ở dưới quận Ba Đình nhá, có hai mẹ con đó. Tôi kể mấy lần rồi đấy, chuyển về nhà mới ở trước đây hai mẹ con rất yêu thương nhau, nói chuyện nhau, khi chuyển về cái nhà mới gần chỗ Lăng Bác á thì tự nhiên thằng con thì nó không nói chuyện với mẹ. Đi học về một cái là đóng cửa, vào phòng đóng cửa, mẹ gọi xuống ăn cơm không bao giờ ngồi ăn cùng nhau. Mẹ ăn trước con ăn sau, hoặc con ăn trước mẹ ăn sau. Đi học về đóng cửa không nói chuyện. Bà ấy buồn lắm, còn có thằng con trai duy nhất, ông thì mất sớm. Nuôi con như vậy, mong cho con nên người, nó thi vào đại học. Bây giờ đi học đại học rồi, năm thứ nhất, thứ hai mà tự nhiên nó lại sinh ra như thế, mẹ buồn lắm. Khóc suốt ngày một mình, khóc suốt ngày thôi. Có hai ba đứa thì cho nó cam, có một thằng con trai duy nhất mà nó thế. Bây giờ nó thế thì sau này mình già đi nữa không làm được gì thì nó thế nào? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại tủi thân khóc suốt. Pháp hội đầu tiên của tụng kinh Địa Tạng á, qua thì bà có người mách bà lên, bà hỏi thầy, thầy bảo khuề về tụng kinh Địa Tạng. Y như lúc nãy thầy nói á, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, đợt thầy bảo có 49 ngày thôi. 21 đến 49 ngày. Thế cứ lấy cái nước đó đổ xuống dưới đất nhà cửa của mình á. Tôi bảo khoan lấy một cái, bốn cái góc nhà, nếu lát gạch hết rồi, nhà thành phố mà thì không còn đất nữa. Lát gạch hết rồi thì tôi bảo khoan lấy bốn cái mũi khoan ở bốn góc nhà, thì lấy cái nước đó, lấy chén nước đó đổ xuống dưới góc nhà ấy. Thế là tụng kinh đến hết đúng 49 ngày phát nguyện. Tự nhiên thằng con trai nói gì? Nó đi học về bắt đầu nó bảo mẹ ơi hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ. Và hai mẹ con thì
ngồi uống nước xong, ngồi uống nước được tí thì nó kể hết, nó bảo thôi con cũng không hiểu tại sao mà con lại như thế. Thế con thấy con lỗi lắm, con xin lỗi mẹ, từ giờ trở đi con không thế nữa, từ nay con sẽ về ăn cơm với mẹ. Thế chả còn cái gì vui bằng nữa. 2 năm trời như thế các quý vị ạ. Đó, trường hợp đó là do gì? Do những cái oan gia trái chủ, cái vong linh người ta ở trong cái đất đó, người ta không hoan hỉ, làm nhà làm cửa đè lên gì, lên thây, lên xác của người ta, khiến cho người ta bực tức, người ta gì, người ta phá. Trường hợp đấy, trường hợp gì thuộc về tâm linh. Và tụng kinh Địa Tạng có 49 ngày xong một cái giải quyết vấn đề, tự nhiên nó xin mẹ nó và hai mẹ con hòa hợp với nhau. Xong lên kể với tôi, vừa kể về khóc, bảo là đúng là gì, nếu không gặp á, không gặp Phật Pháp mà không gặp thầy á, thì chắc là con gì, con mất đi đứa con trai của con. Cái đấy là nỗi đau nhất của gia đình con. Nay á, may gặp Phật Pháp, gặp thầy khuyên con tụng kinh Địa Tạng, đúng như thầy dạy 49 ngày tụng xong, nói như thế, mừng lắm, mừng rơi nước mắt, vừa kể vừa khóc tu tu ra. Cũng có những giọt nước mắt là gì? Vui mừng đấy các quý vị ạ. Không phải giọt nước mắt nào cũng là giọt nước mắt đau khổ đâu. Đó. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn có nhiều người nói con như thế này, tâm mày không tĩnh, không quan trọng tĩnh hay không, về bây giờ cứ tụng kinh Địa Tạng đi cho thầy. Trường hợp này cứ tụng kinh Địa Tạng cho thầy thì sẽ tĩnh thôi. À, thỉnh lấy cái giảng, cái băng giảng, đĩa giảng kinh Địa Tạng của thầy mà nghe nữa, chịu khó nghe đi rồi sẽ được tĩnh thôi. Về tụng kinh đi, tụng ở nhà mình, đổ nước xuống dưới đấy, hoặc nếu mà bạn này còn là sinh viên đang đi học, thấy chữ đẹp đẹp, có thể là sinh viên đang đi học hoặc là đang đi làm rồi, mới đi làm. Thì trường hợp này á, thì nếu mà mình đi làm thuê ở nhà chỗ khác thì mình cứ tụng kinh ở chỗ đấy, xong thì mình nhoan lại một tháng hoặc nửa tháng, mình đem cái nước đó về gì để đổ vào trong nhà của mình cũng được. Không cứ là ngày nào cũng phải đổ, mà nhoan lấy cái nước đó cho vào một cái chai to ấy, cái can chai La Vi to to 1 lít 2 lít đó, để mà nhoan lại mang về mà đổ vẩy hết ở nhà cửa mình cũng tốt. Và đặc kinh tụng, đặc biệt tụng kinh cũng nên hồi hướng cho oan gia trái chủ, và nguyện ở trong cái đem công đức này, nguyện trong cái đất nhà chúng ta, nhà ở của chúng ta có cái vong linh nào mà chưa được siêu thoát, nguyện Bồ Tát Địa Tạng là gì, và chư Phật mười phương gia trì phóng quang minh tiếp dẫn cho, chỉ đường dẫn lối cho họ sớm được siêu thoát. Đó, để cho gia đình nhà con được đất cát, gia đình nhà con xin được làm nhà làm cửa để ở cho nó mát mẻ bình an, vân 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 vân. Cầu gì thì cứ nói ra, tôi không thể dạy hết cái đó được, khổ lắm. Thầy có thể, ý thứ hai, thầy có thể giải thích cho con không ạ? Và làm sao để tĩnh tâm? Đấy, làm như thế là được. 3. Duyên với một người, làm sao biết duyên đã hết ạ? Không thấy thương nữa có nghĩa là hết có gì đâu. À, trước đây có thể yêu một người yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, yêu da diết. Bây giờ tự nhiên đi qua nhau là gì? Đi qua nhau là gì? Không thấy yêu nữa, không thấy thương nữa. Và họ bảo là, họ bảo là, ví dụ như trước đây yêu nhau, thì bây giờ tự nhiên là mình thấy duyên nó hết, tự nhiên mình thấy nhiều cái điểm xấu của anh ta, hoặc thấy nhiều điểm xấu của cô ấy. Thì bây giờ cô ấy hoặc anh ta bảo thôi mình chia tay đi, mình trong lòng mình không thấy một chút là gì, lưu luyến. Thấy ớ, chia tay thì chia tay, thế có nghĩa là duyên đã gì, đã hết. Chứ còn nghe thấy anh ấy bảo chia tay đi, mình về mình khóc đau khổ, bảo nghĩ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa nó ùa về, tại sao anh ấy lại lừa mình, anh ấy lại thế này, hoặc là cô ấy thế này, con thế kia, và mình đau khổ, mình khóc tu tu, mình đến chùa xin thầy cho con đi tu với, có tu khỉ được đâu, không tu được. Vì sao? Vì còn nhớ anh ấy quá hoặc nhớ cô ấy quá nên không tu được. Đó gọi là duyên chưa, chưa dệt, chưa hết. Mà chưa hết thì thôi, về khéo khéo mình lựa với nhau, lựa với nhau làm sao đó để cho gì nối lại được duyên là tốt nhất. Còn nếu cố tình không nối được nữa thì mình cũng phải gì, buông thôi. Thành yêu đơn phương thì chỉ có đau khổ thôi, thì mình phải sao, phải buông thôi. Đó. Thì trường hợp đấy xin trả lời như thế. Có phải có hạn làm nhà không? Từ ngày anh con làm nhà liên tục gặp hạn tai nạn rất nhiều lần, cũng có trường hợp ở đây theo như Phật giáo á, thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt và năm nào cũng tốt, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, tức là ngày nào mình làm được việc thiện á, ngày nào tâm mình được gì, được tự do tự tại, buông xả được hết á, thì ngày nào đó là ngày tốt đẹp, đó là ngày mới tốt đẹp. Nhưng mà xin thưa các vị, ở thế gian chúng ta đâu có làm được như thế.
Vì vậy mà vẫn phải chịu trong cái sự chi phối của tuần hoành, của gì, của gọi là của âm dương, của ngũ hành nhé, theo quan điểm của lão giáo á. À, chúng ta vẫn phải bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, về tâm linh, về ngoại cảnh bên ngoài, vân vân. Cho nên cái trường hợp làm nhà làm cửa, nếu chúng ta chưa phải là cái trường hợp mà đặc biệt tu hành xuất chúng, thì chúng ta cũng nên gì, nhờ các thầy người ta xem cho cái ngày lành tháng tốt để làm nhà làm cửa, xem hướng nhà hướng cửa, phong thủy đất cát một chút thì nó cũng có gì, cũng có lợi đấy các quý vị ạ. Đấy, trường hợp ở xã Sơn Đông đây này, năm tôi về năm 2003, cái trường hợp mà gì, có cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi, có đến 2-3 đời là gì, gọi ngày xưa gọi là chi quan chi phủ hay là tổng đốc gì đó, nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á, chi phủ. Tuần, không phải tuần phủ, không phải tuần phủ, chi phủ nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á. Tôi xem cái văn bia, đọc cái văn bia chữ Nho có 2-3 đời như thế. Tức là cái dòng dõi rất là gì, danh gia thế phiệt, làm cái nhà họ hơn 400 năm, nhà thờ họ. Thế khi gia đình đó thì cái ông trưởng á, ông cháu trưởng á, cháu chút chít trưởng á, được phân cái đất ở trước cửa nhà thì làm gì, chắn mất cái nhà cửa nhà thờ họ đi. Làm xong cái đêm khánh thành cũng là cái đêm ông ấy gì, ông ấy chết. Mấy chục ngày sau ông con trai trưởng cũng treo cổ tự tử chết trước cái nhà đó. Và còn anh con trai thứ hai thì tự nhiên bị bệnh điên điên khùng khùng và cứ vác dao ra đường muốn chém người. Gia đình làm cái cũi vào, nhốt vào, lại hai chân hai cái khóa xích như là gì, như là xích cái con thú nữa, xin lỗi các quý vị, thật như thế. Tôi sang tôi thấy thương quá, ăn uống rầm rề ở trong đó không ai dám mở ra. Thì tôi đến tôi xem một cái, tôi đọc cái văn bia, tôi xem nhà thờ một cái, tôi bảo cái này là do phong thủy chứ không phải là do khác. Phong thủy do phạm lỗi với tổ tiên, với các cụ trong họ nhà mình. Ai các cụ cái nhà thờ nhìn hướng đông nam như thế này, làm cái nhà ở chắn ngay trước mặt, cách cái sân có 5-7 mét thôi, ở trước các cụ các tổ tiên như thế, trong khi đó đất hai bên thì vẫn còn rộng, không làm. Tôi đến tôi bảo là trường hợp này muốn chữa được thì phải phá bỏ cái nhà đấy, nhìn làm quay sang bên cạnh, nhìn về hướng tây, để thẳng cái hướng tây nam của nhà tổ tiên, nhà thờ tổ của trong họ đó, nhìn thẳng xuống ra ngoài đường, không được làm cái gì vướng vào đó. Thì gia đình bảo là, bạch thầy, gia đình nhà con nghèo chả có tiền nữa, bố chết, bác chết, à tức là chồng chết, bố chết, chồng chết và gì, và chú thì như thế không còn gì. Tôi bảo cố gắng vay bên nội bên ngoại được vài chục triệu, ngày đó là làm cái nhà tạm nó có hơn 40 triệu thôi, từ năm 2003-2004. Các vị biết không, làm xong một cái, cúng về nhà mới một cái, 2-3 ngày hôm sau ông chú đang điên ở trong cúi bảo là gì, thả tao ra, tao không sao nữa. Thế là thả ra đi tắm đi rửa một cái là gì, bình thường, có ai tin không. Cho nên cái dân Sơn Đông đây có người ghê đến đâu thì ghê, nghe thấy câu chuyện đó, nghe thấy ông thầy Thịnh, ông thầy Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên mà cũng phải gì ạ, cũng phải khiếp, cũng phải nể. Cái trường hợp như thế ai mà chẳng nể các quý vị, có phải một tí thuốc thang nào đâu, thế là khói. Rồi có cái trường hợp cũng ở cái xóm gần đền đấy, đào cái giếng, nhà có một cái giếng rồi tự nhiên là đi đồi lên cơn là sẽ đi đào thêm một cái giếng nữa ngay bên cạnh nhà, thì là hai cái giếng ở trong nhà. Đào xong giếng mấy tháng sau tự nhiên là cứ nghe thấy, một hôm ông ở nhà đang ở nhà như vậy, đang ở nhà không biết đang làm cái gì ấy, tự nhiên cứ nghe thấy cái tiếng trống, tiếng kèn nằm bầm, nó đến nó bảo là gì, phải bắt cái thằng này. Cứ nghe thấy ông, khi sau này ông khỏi thì ông mới kể như thế, thế bảo nghe tiếng trống tiếng kèn nằm mầm nó kéo đến, thế là nó lôi ông này gì, ném ông này xuống giếng. Thế may có cái bà hàng xóm đứng bên ở bên cạnh thấy ông này gì, tự nhiên chạy sang giếng, nhảy tùm xuống giếng. Thế là bà ấy hô là dân làng lên, ôi dân làng cứu với ông này, ông nhảy xuống giếng. Thế là hàng xóm mà chạy sang thì họ lấy lên rồi á, thì bắt đầu thì chúng ta biết thế nào, tự nhiên ông ấy cái ổ điện á lấy lên rồi, ông cứ vạch ông chạy vào thì ông giật ổ điện, cứ thế ông dúi tay vào trong ổ điện. Nhưng may lúc đấy nó lại, số may của ông ấy lúc đấy là vừa cắt điện mới may cho ông ấy không có thì gì đứt luôn. Người còn đang ướt mà sờ vào điện đó thì ạc một cái là sao ạ, cháy xém ra ngay đó. Nhưng mà may thì vừa sờ vào, trong lúc đi lúc nãy còn cái điện, vừa sờ vào một cái thì điện tự nhiên mất. À, thế là số ông ấy may xong rồi, mất xong gia đình mới gì 4-5 người cứ thế là cưỡng là giữ ông ấy không giữ được, phải cho lên viện. Cho lên viện ông ấy tự lấy cái dép ông đập gì, đập gãy cả chân, đập nát cả cái chân. Không biết đau, cứ thế đập thôi.
Bác sĩ ở bệnh viện năm bảo là thôi trường hợp này không phải bình thường đâu. Đi về thì nhà có đi đến xem các thầy nào hay là có chùa có chiền đến nhờ các sư xem thế nào. Cái bác sĩ bệnh viện năm, bác sĩ bảo thế, thế là gia đình về vội vàng về đây chạy vào đây. Năm 2005, 2004, 2005 thì phải, khoảng cái thời gian đó. Tôi mới về đây mới thôi, còn mới về còn đang đi học, chưa học xong. Thế bây giờ tôi nghe cái tin đó tôi vội vàng tôi sang có cái gì đâu, có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là gì? Có cái giếng rồi để đào thêm một cái giếng phạm vào cái long mạch ở cái đất đó. Cái thứ hai, ban thờ để bẩn bỏ sừ ra, mạng nhện răng đầy mối thì mối từ dưới đất leo lên ban thờ bám vào cả bát hương. Với cái tâm linh nhà mình như thế mà gì? Đến tổ tiên thần linh tổ tiên nhà mình còn không gì, không có mạng nhện răng đầy là một cái chuyện rồi, mà mối nó ăn theo cái cột gỗ xoan đó, nó lên kiểu làm cái ban thờ đóng theo cái nhà cổ ngày xưa mà ban thờ đóng vào cái cột gỗ, một bên đóng vào tường bên đóng vào cột gỗ, nó đục lên theo cái cột gỗ xoan, nó ăn nó vào tới cái chỗ bát hương, nó còn bám vào cả bát hương nữa. Tôi bảo ôi thờ như thế này thì đi tự tử là đúng thôi. Thế tôi bảo người nhà thôi bây giờ đi mua 3 cái bát hương ngay lập tức cho tôi mang sang chùa. Lúc đó là lúc trưa thì mang sang, đến chiều tôi sang tôi lễ xong một cái ở trên kia gọi điện về là gì, anh ấy không thì không lên cơn nữa, nhưng mà bây giờ phải ở lại để điều trị, để bó bột đã. Bó bột xong hơn tháng sau đi về, thế là khỏi xong mới kể lại mọi người là tung tiên đang làm, tự nhiên nghe thấy tiếng trống tiếng ầm ầm, thấy một đoàn người đến là tóm để gì bắt vứt xuống dưới giếng. Vứt xuống giếng có người cứu lên rồi thì lại có một đoàn người nó đến thì nó cứ thế nó đẩy vào trong cái gì, cái ổ điện để cắm tay vào đó thôi. Đó, đây là trường hợp có thật đó. Ở thôn đấy là thôn gì, thôn Bống hay thôn Cao Sơn gần chỗ nhà cụ Lượng đó. Đây có cụ Lượng không, dân ở Sơn Đông thì biết cái vụ đấy đấy đó. Xong rồi tôi bắt là gì, phải lấp một cái giếng mới đào để một cái thôi, hút sạch đi, làm cái theo cái phương pháp lấp giếng khó nha các vị nhé. Qua đây nói luôn, đào giếng thì có thể thì dễ nhưng mà lấp giếng khó nhé, đặc biệt giếng cổ, làm không khéo là trong gia đình lục đục ngay, đặc biệt giếng cổ. Muốn lấp giếng thì phải làm thế nào? Cái phép lấp giếng trước khi lấp giếng là phải hút cạn sạch nước đi, đem bắt sạch những con cua con cá phóng sinh ở đó đi, xong bắt đầu là lấy cái gương ra đó thì đứng gì, mình chỉ các vị Phật tử chúng ta chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, xong lấy cái gương đó soi dưới cái gương, cái kính đó soi dưới cái gương đó thôi, nó có một cái câu thần chú để làm cái đó, án xuất thần tỉnh, thật tỉnh thần, án xuất thần tỉnh linh linh, viên xuất thần minh, viên xuất thần minh, quang minh xa hạ, đọc 3 lần như thế. Nhưng cái này thì nó hơi dài thôi, cái này thì sau này các vị nào mà muốn làm thì tốt nhất nên nhờ các thầy họ làm cho, vì lấp giếng nó cũng quan trọng lắm, không khéo lại đơ đấy, lại khổ ra đó. 3 lần làm như thế xong mà cái bắt đầu thì lấy cát, lấy đá sạch, lấy cát đất sạch cho đi đổ xuống, đừng có đổ đồ bẩn xuống đó, nguy hiểm lắm đấy. Coi đấy là phong thủy, cho nên ở trường hợp này nói là làm xong nhà cửa thì tự nhiên cái tai nạn suốt ngày cũng có thể có vấn đề về phong thủy, đất cát có thể có vấn đề, thì nên gì, về Phật giáo thì không nặng nề cái đó, hướng nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt, nhưng mà ở người ngoài đời thì người ta đâu phải là người tu Phật đâu, cho nên thì cùng các cụ ngày xưa nói là có thờ có kiêng, có thiêng có kiêng, có gì có lành, cho nên tốt nhất thì cũng nên chỉnh trang lại một chút. Cái trường hợp này thì bảo bác ấy, bảo chú ấy hôm nào xuống chùa gặp thầy hoặc là gặp các sư hỏi tư vấn cụ thể cho. Một câu hỏi khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con đọc các bài giảng pháp của thầy, con đọc có câu khi tụng kinh Địa Tạng phải kiêng hành hẹ tỏi kiệu, nhưng bữa trưa con dùng cơm công ty không tránh kiêng được, vậy tụng kinh còn được lợi ích không ạ? Có lợi ích nhưng mà nó sẽ giảm đi khá nhiều. Đáng nhẽ chúng ta được 99% khi tụng kinh hoặc 100% khi tụng kinh, nhưng vẫn ăn cái đó thì chúng ta đọc tụng nó chỉ được 50% thôi. Nhưng có được không? Được, còn hơn là gì? Hơn là chúng ta chả đọc tụng thì chả được chút công đức nào, đúng không? Cái tội gì 50% 2 ngày thì sẽ bằng 1 ngày người ta không ăn, thì người ta không ăn 1 ngày người ta được cả 100%, mình ăn thì thôi 2 ngày mình cũng bằng người ta 1 ngày. Thôi cũng cố gắng, biết làm thế nào đó. Cố gắng. Ý nữa là mẹ con tụng kinh và hồi hướng cầu nguyện cho chúng con kết quả sẽ như thế nào? Tốt thôi, cũng được.
Nhưng mà gì? Trong kinh Địa Tạng nói là người tụng kinh đem công đức hồi hướng thì cái người bên kia nhận gì? Nhận được có một phần, còn á, người tụng thì được gì? Sáu phần. Thì mình còn sống thì cũng giống như cũng nhận được như người chết thôi. Cho nên phải nếu mà tự mình đọc tụng thì mới tốt. Đấy, người ta hồi hướng cho mình mà mình tự đọc tụng nữa thì tốt lắm. Đó, trường hợp này nên cố gắng. Con xin cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy mạnh khỏe, hướng dẫn chúng con tu tập tinh tấn. Thôi, cố gắng nghe Pháp mà tu tập tinh tấn. Ăn hành mà tu tinh tấn thì cũng tốt, không sao. À, chỉ sợ rằng ăn hành mà gì mà không tu tinh tấn mà lười biếng nữa thì cái đấy mới đáng sợ. À, được, cũng được, tạm duyệt được. Bao giờ sau này nghỉ hưu ấy thì gì, ngừng hẳn. À, thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch quý Thầy, thật quý hóa, con xin Thầy chỉ dạy cho con một số việc như sau. Mẫu thân của con bị thác trong nhà tắm, tức là bị mất đó, vào ban đêm, đến khi gia đình con phát hiện được thì người mẫu thân đã bị cứng rồi. Sau đó con có mời ban hộ niệm đến giúp 10 tiếng nhưng mẫu thân của con vẫn bị cứng. Gia đình con đi xem thì họ bảo mẫu thân con bị mất vào giờ trùng. Gia đình con làm tất cả các việc như cúng giảng chay tăng, trong lễ 49 ngày luôn phóng sinh, cúng tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Khai Nguyên, tụng kinh và niệm Phật, chia sẻ khai thị cho mẫu thân của con từ ngày mới mất cho hết 49 ngày. Nhưng đi xem họ vẫn nói mẫu thân của con vẫn bị trùng tra khảo. Cụ thể là sau khi mẫu thân của con bị mất vài tháng sau thì cháu trai con, anh trai của con cũng bị ốm rất nặng. Úi dồi ôi, nhiều quá. Bị mắc bệnh ung thư sọ não. Con kính bạch quý Thầy, không biết có phải bị ảnh hưởng của việc chết trùng bắt không ạ? À, gia đình con rất hoang mang lo sợ. Cũng có những trường hợp là gì? Trong kinh Phật đó, thì không có quan niệm, không có nặng nề về cái việc trùng tang. Cái việc trùng tang là do bên đạo gì? Đạo lão họ quan niệm. Nhưng mà xét về nhân quả có không? Cũng có. Gọi là gì? Gọi cộng nghiệp. Cộng nghiệp trong dòng họ hoặc cộng nghiệp trong một gia đình. Tức là có duyên thì mới sinh vào với nhau, sinh vào cùng một nhà với nhau hoặc cùng với họ với nhau. Đó, hoặc là gì? Hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào để trả nợ, hoặc sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, vân vân. Đều có duyên, không duyên tốt thì cũng duyên gì? Duyên xấu. Cho nên là cùng trong một dòng họ hoặc một gia đình như vậy là cũng có duyên rồi. Vì vậy mà cái trường hợp là trường hợp kia mất vào ngày tháng giờ xấu, mất vào giờ xấu thì ở trong cái tính của đạo giáo tính gọi là tam sa, tức là ý là trong dòng họ, trong chi họ đó phải gì, có thể mất ba mạng nữa phải đi theo. Trùng vào á, bấm vào cái gì, cái ngày á bị trùng tang á thì họ gọi là nhị sa, tức là còn hai người trong chi họ, trong dòng họ, trong gia đình có thể đi theo, vân vân. Nhất sa tức mất vào gì mà giờ cái giờ trùng tang nó vào cái ngày trùng tang nó vào tháng á thì gọi là, hoặc là vào năm tuổi á thì gọi là nhất sa, tức là trong chi họ quan niệm rằng trong chi họ có thể còn một người mất theo trong vòng 3 năm trở lại nữa. Cái trường hợp này nó không đúng hoàn toàn 100%, nhưng cái xác suất của nó cũng phải 70% trở lên. Thì chúng tôi kinh nghiệm trên dưới 20 năm nay xuất gia tu hành rồi, gặp những cái chi họ các quý vị ạ, có những chi họ 13 năm trời vẫn chưa đưa các cụ lên được. Theo quan niệm ở miền Bắc chúng ta ấy, là sau khi chôn là cứ 3 năm sau trở lên là phải gì ạ? Phải sang cát, phải bốc mộ thay áo cho gì? Cho người đã khuất, đó mới là người con hiếu hạnh, đó mới là cái sự trả ơn cho người gì đã mất, đã khuất. Nhưng còn ở trong miền Nam á, thì gì, sau khi mất họ thì chôn xuống và dẻo xây kín lên, chôn sâu cất kỹ, đó là người con hiếu thảo. Nhưng miền Bắc chúng ta thì chôn sau 3 năm sau phải cải cát sang mộ, thay áo, cải cát á, để chuyển họ sang một cái chỗ ở mới á, cho nó tốt đẹp hơn, thì đó mới là người con hiếu thảo. Đấy là quan niệm của giữa cái phong tục tập quán mỗi nơi. Cho nên là cứ 3 năm trở lên thì mới được bốc mộ. Có những trường hợp ngày xưa tôi về cái chùa Giới Hòa, Yên Sở Hoài Đức, 13 năm trong chi họ không thể nào bốc mộ được. Thế năm đó thì tôi mới, ngày đó thì chưa có lễ trung phong,
thầy nhà khoảng độ 10 quý thầy về, hơn 10 quý thầy về chùa để làm cái lễ gọi là giải oan cắt kết phả độ gia tiên cho. Nhưng quan trọng nhất là tụng kinh. Ngày xưa tôi tụng cho cả cái bộ kinh Lương Hoàng Xám, ngày xưa chưa hay tụng kinh Địa Tạng, tụng cả bộ kinh Lương Hoàng Xám, thỉnh các sư về tụng kinh Lương Hoàng Xám và cúng phả độ gia tiên, cái phương pháp cái gọi là cái đàn gọi là cúng đàn giải oan cắt kết á. Cúng xong thì sau đó một cái thì sau 3 năm sau thì gia đình cái dòng họ không còn, không có người mất trẻ và không có người mất đột tử vân vân nữa. Thế là cứ thế là dần dần là các cụ cứ thế là sang cát thay áo, cứ cụ mất trước hay cụ lớn tuổi cứ thế dần dần đi lên. Và cho đến từ đó đến nay gần 20 năm nay cái chi họ là yên ổn, con cái trong dòng họ thì làm ăn thì khá tốt. Ngày xưa thì chật vật ra, nhưng bây giờ thì khá tốt rồi. Có thể nói là ở trong nông thôn thì rất tốt, gia đình dòng họ bây giờ vẫn lên đây. Tết năm nào cả gia đình dòng họ cũng kéo nhau lên đây, làm mấy trăm bánh gai mang lên để cúng Phật, quê hương bánh gai mà. Họ cũng có trước có sau. Đây thì cũng có nhiều trường hợp nữa. Đi xem họ bảo phải trùng tăng trùng phục thế này thế khác. Đặc biệt là 3 năm nay đạo tràng chúng ta có cái pháp hội Trung Phong rất tốt cho cái vấn đề siêu độ này, và pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng rất tốt cho vấn đề này. Cho nên cái trường hợp này, cụ này thì cũng làm được việc phúc thiện như vậy rồi. Nhưng mà người mất đột tử, mất kiểu như thế thì trong kinh Phật nói là nghiệp gì? Nghiệp rất nặng thì mới mất cái kiểu đột tử như là tai nạn. Như trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết yểu đó. Đấy gọi là chết yểu đấy. Tự nhiên bị tai nạn, chết không ai biết, con cháu không ai biết, đó là chết yểu. Như vậy là nghiệp đó là trong kinh Dược Sư nói nghiệp cực nặng phải bị như thế. Cho nên mới cúng một pho tượng phóng sinh tụng kinh có 49 ngày. Chưa chắc đã gì? Đã vãng sinh, chưa chắc đã được đi đầu thai thoát hóa. Cái đó là đúng đấy. Thì chúng ta cần phải gì? Một người làm không được thì cả cái gia đình nhà mình và cả chi họ nhà mình phải nhất tâm để làm đó. Đặc biệt là những pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này. Nếu mà nghĩ về cụ thì mấy chị em là bỏ tạm dừng công ăn việc làm đi, thì ngày nào được nghỉ, đặc biệt thứ bảy chủ nhật, thì nếu làm công chức nhà nước hay doanh nghiệp được nghỉ thì cố gắng đến mà nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho cụ. Cúng dường Địa Tạng, cúng dường tôn tượng là công đức rất lớn. Nhưng mà cái tâm của chúng ta phải gì? Hướng phát nguyện để siêu độ cho cụ, đến để nhất tâm để tụng kinh cho cụ mới là cái tốt nhất. Chúng ta nhất tâm đến để tụng kinh, công đức còn tốt hơn là cúng dường một pho tượng. Tụng kinh một hết một bộ kinh này á, công đức còn tốt hơn là chúng ta cúng dường một pho tượng, nếu chúng ta nhất tâm đó. Tất nhiên cúng dường pho tượng công đức rất nhiều, rất lớn, nhưng mà chúng ta nhất tâm tụng thì tốt lắm đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là về thì cũng nên là anh em họ hàng nhất tâm những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này, cố gắng để cùng nhau đi vào mà làm bài vị mà hồi hướng cho cụ. Một thời gian không xa sẽ nằm mơ thấy cụ. Bao giờ nằm mơ thấy cụ tức là gì? Cụ đã được về và đã được gì? Thoát khỏi cái cảnh lao ngục nó bắt ép rồi, thì cụ sẽ sớm được gì? Được đi siêu thoát trong vòng một thời gian, một vài tuần tiếp đó sau thôi. À, bao giờ trường hợp này nếu mơ thấy cụ về thì vào báo cho tôi một câu. Vị này hỏi thêm ý nữa: hàng ngày con khuyên anh con tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, anh con đều nghe và thực hành đúng như vậy. Vì là Phật tử được may mắn tu tại chùa Khai Nguyên của thầy, cho đến bây giờ qua 3 lần mổ não cháu con tạm ổn định và đã được ra viện, nhưng gia đình con vẫn lo lắng hoang mang lắm. Con kính xin quý thầy tử bi cho con được biết con phải làm gì để cháu con được thoát khỏi kiếp nạn bệnh ác tính này ạ. Gia đình con xin cảm ơn. Cái này thì nên tụng kinh, nên trường hợp này nên phát nguyện ăn chay trường trong vòng 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thanh bông hoa quả thành tâm. Nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Có ban thờ Phật riêng thì tốt, chưa có ban thờ Phật riêng thì để cái ảnh Địa Tạng vào giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, treo cao lên một chút và để giữa. Và thanh bông hoa quả thành tâm mỗi ngày múc 7 chén nước, tụng mỗi ngày 3 thời kinh. Cái trường hợp này mỗi ngày phải 3 thời kinh, không được tụng một thời thì nó ít quá, tụng một thời đọc hết cả một bộ thì vẫn ít, phải chia thành 3 thời để mình niệm Phật được nữa.
Mà trường hợp này khi niệm Phật nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật một tràng thôi, xong khi đến niệm tứ thánh hiệu, niệm vào đến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì niệm khoảng cho 10 tràng vào, hiểu chưa? À, danh hiệu niệm Phật thì mình vẫn niệm đúng như trong kinh là Nam Mô A Di Đà Phật có thể một tràng thôi, trong Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 tiếng, Đại Thế Chí 10 tiếng, nhưng mà đến Địa Tạng á, niệm cho khoảng 10 tràng vào hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Đó thì đến lấy cái lúc niệm như vậy thì mình quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng ở trên hư không đáp xuống và ngự lên trên ban thờ nhà mình, đó thì phóng quang minh chiếu vào trong cái chén nước mình cúng á, ngày chứng minh, và phóng quang minh chiếu vào đó, rồi những cái chén nước đó, chén ở giữa mình lấy để hôm sáng sớm hôm sau mình thay 7 chén nước cúng hôm trước đó, thì chén ở giữa mình để mình vẩy hết đất cát nhà cửa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, tất tất trong nhà từ nhà ra ngõ, còn 6 chén còn lại để cho cái đứa cháu này uống nước, uống thì chắc sẽ gì Phật Bồ Tát thương gia trì cho nhanh khỏi thôi. Tôi mong rằng sau 100 ngày gia đình vào báo tin cho tôi, Phật pháp nhiệm màu quá, kinh Địa Tạng nhiệm màu quá, và thầy cũng hơi hơi nhiệm màu. Vì thầy gì thì khuyên mà, cho nên Phật thì Bồ Tát thì thực sự nhiệm màu, còn thầy thì hơi hơi thôi. Cho nên con về con làm y như thầy bảo, và bây giờ cháu con khỏi rồi, đưa nó vào đây để thôi gì có thể xoa đầu cho nó cái, cho nó hoan hỉ tí ha. Đấy, trường hợp này nên khuyên như vậy. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là những lời Phật dạy, những câu chuyện Phật kể về các cõi, ma quỷ, thần là mang nghĩa ẩn dụ để khuyên dạy con người, hay đó là điều là những điều có thật? Xin thưa với các vị, có thật. Giống như ở trong hội trường này vậy, chúng ta ở đây là có thật hay là giả? Hả? Ai là bảo giả đến đây tôi xem, vác cái dao lên đây nữa, tôi khía cho mấy cái vào tay xem thật hay giả. Nhưng nếu bảo là thật thì vài chục năm nữa xem chết rồi chôn xuống gì dưới đất rồi, vài chục năm sau, vài năm sau nó còn thành bộ xương, vài chục năm sau xương cũng không còn thành gì, thành đất hết, lúc đó là thật hay giả? Thật giả đều do tâm ta nhận định vậy các quý vị. Bảo là thật thì nó có thật, bảo nó là giả thì thực sự nó gì? Nó là giả. Nhưng mà thật hay giả tự chúng ta cảm nhận lấy. Còn Đức Phật nói không bao giờ gì nói lời vọng ngữ. Đối với chúng sinh á, còn chấp hình tướng, còn chấp mắc, còn bị phiền não, còn bị nghiệp chướng chi phối, còn bị tham sân si, thì Đức Phật nói là gì? Có thật đấy các quý vị. Còn những người đã chứng được thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát, thất địa trở lên, Phật bảo là gì? Không có. Tất cả đều là gì? Là không. Từ cái chỗ không vô tướng, vô nguyện đó mà có thể phân thân vô số đi độ chúng sinh. Độ chúng sinh nhưng không chấp là gì? Là có người độ chúng sinh. Mình là người độ chúng sinh, không chấp là gì? Là mình là người độ chúng sinh. Những chúng sinh khổ đau được mình cứu, không chấp là mình cứu được nhiều chúng sinh. Cho nên không sinh một chút, một cái niệm tâm nho nhỏ bị thử nhân ngã đây kia, ta là người cứu, chúng sinh là người được cứu, vân vân, như vậy là còn cứu sinh độ sinh, còn chấp tướng. Cho nên Phật thuyết là không. Không tức là gì? Cho đệ tử của mình không chấp trước vào những công đức, những việc làm của mình. Ví dụ cho tôi chẳng hạn, chấp là gì? Tôi làm được 5-6 ngôi chùa rồi, và tôi chấp cho ngôi chùa này là của tôi, ai đến đây cũng phải gặp tôi, và ai muốn làm gì cái ngôi chùa này thì phải bước qua gì? Bước qua xác tôi, vân vân chẳng hạn. Như vậy là sau khi tôi chết đi thì tôi sẽ có phúc á, thì sẽ là một vị thần linh giữ chùa, là một thần đất giữ ngôi chùa này, hoặc giữ mấy ngôi chùa tôi xây. Còn không có phúc á thì tôi trở thành gì? Thành con chó đến đây để trông chùa các quý vị ạ. Đó cho nên Phật dạy là tu lại buông xả đi, làm tất cả các việc thiện nhưng mà không chấp vào bất cứ một thiện nào, việc thiện nào. Đó gọi là cách tu hành, gọi là xả ba la mật đó, từ bi hỷ xả, xả hết. Thì đấy, đối với trường hợp như thế Phật nói là gì? Là không. Không có ma, không có quỷ, không có chúng sinh để độ, không có pháp để tu, không có pháp để chứng, và không có sinh tử phiền não để gì? Để chứa đựng ở trong tâm.
tâm lúc nào cũng rảnh rang, tự do, tự tại. Cảnh giới gì? Của một vị đó chính là cảnh giới của vị A-la-hán, của một vị Bồ-Tát chứng hàng thất địa trở lên vậy. Cảnh giới đó rất cao. Còn trường hợp Phật tử này hỏi câu hỏi này, tôi trả lời là gì? Là có. Chắc chắn Phật nói là có. Vì tôi biết Phật tử này hỏi câu này là trong tâm còn rất nhiều cái gì? Còn nhiều cái có. Cho nên tôi khẳng định với Phật tử này là gì? Phật nói về ma quỷ, thế giới thần linh có không? Tôi bảo là có. Liệu liệu mà tu, không tu sau này nó đến nó gì? Oan gia trái chủ nó đến nó bắt đấy. Nó đến nó bắt đấy. Nên liệu chừng, hỏi câu hỏi này liệu chừng, tu thật tốt vào để trả nợ cho người ta hết đi. Có nợ thì phải gì? Phải trả, chứ đừng có chạy trốn. Phật thử nữa hỏi là, con bạch thầy, con có một người bạn đi tu ở chùa, xả bỏ hết công việc trong gia đình, chồng ốm tai biến cũng không có trách nhiệm gì, vài tháng mới về một lần. Con tưởng trong gia đình con luôn con trưởng trong gia đình, con muốn thầy giải thích hộ con trưởng, con trường hợp đi tu như vậy có đúng không? Con xin cảm ơn thầy. Một người bạn đi tu ở chùa, đi tu ở đây đi tu xuất gia hay là đi tu tại gia? Nếu mà đi tu xuất gia thì nó có phép của người xuất gia, không phải là muốn về lúc nào cũng được. Nhưng mà trường hợp bố ốm tai biến như vậy mà trong gia đình không còn anh em họ hàng quyến thuộc nữa, thì trường hợp này có thể xin với sư phụ mình là cho về để hầu hạ bố mình khi bệnh tật như vậy, vẫn khoác áo cà sa, vẫn tu hành. Nhưng mà gì? Vẫn có thể xin với sư phụ là đi về để tạm gác cái việc chấp lao phục gì ở chùa để về hầu hạ bố của mình khi bố ốm. Nhưng mà trường hợp này nếu không phải là người xuất gia, tức là Phật tử đó, đến tu ở trong chùa như thế, bố ốm mà không về để hầu hạ bố, trường hợp này gọi là tu sai đường, tu không đúng với gì? Hạnh hiếu của nhà Phật. Đức Phật ở trong kinh á, báo ân nói là gì? Cha mẹ tại đường như Phật tại thế, tức là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn sống ở trên đời giống như Phật ở trên đời đó. Bây giờ bố mình ốm nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, tai biến, mà con vẫn ở trong chùa để tu, hoặc là gì, vợ vẫn ở trong chùa để tu. Ở đây nói là con, một người bạn đấy, nói là người bạn, không biết là vợ hay là con, đây chắc là con. Như vậy mà không về để phụng dưỡng bố khi mà như thế, thì tu vị này có tu 1000 năm cũng chẳng được cái gì cả. Vì sao? Vì ông Phật đang nằm ở nhà đó đợi mình gì? Về để báo ân báo hiếu, mà mình gì, mình còn bỏ qua ông Phật đấy để đi cầu ông Phật ở trên gì, ở trên Tam Bảo, ở trên điện thờ là không có. Cho nên trường hợp này Phật tử này về nên khuyên bạn, bảo là thầy khai nguyên bảo là nên đi về để giúp đỡ cho bố, như vậy bệnh nó chẳng được là bao nữa đâu. Bệnh mà nằm liệt tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu chẳng được là bao nữa đâu. Về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho. Nếu bệnh mà bố của con còn thì Phật Bồ Tát tiêu nghiệp chướng cho, để bố con sớm đi lại được, để cho con thì lại được về chùa con tu tiếp. Mà còn mệnh của bố con mà hết đó, thì nguyện cho bố con sớm được ra đi về với Phật một cách nhẹ nhàng. Không phải là cầu cho chết nhé. Mệnh còn thì cầu cho gì? Cho đớm sớm được khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết đó, thì ra đi nhẹ nhàng, không phải nằm liệt giường liệt chiếu như thế, khổ lắm. Khổ vô cùng, người sống cũng khổ, người chết cũng gì? Người còn nằm ốm đấy cũng khổ, và người gì? Người hầu cũng khổ. Nhưng chúng ta không được khởi lên cái ý gì? Ý xấu muốn cho họ chết mà tụng kinh, mà phải khởi lên cái ý là muốn cho họ được khỏi bệnh mà tụng kinh. Nhưng mệnh mà hết thì nguyện họ ra đi nhẹ nhàng cũng được, lấy tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ổn thôi. Oan gia trái chủ tụng kinh, những người mà bệnh liệt giường liệt chiếu như thế phần lớn do oan gia trái chủ, nghiệp chướng đời trước nó tạo ra. Cho nên tụng kinh Địa Tạng là số 1 rồi. Như ông bác của cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài Võng Xuyên Phúc Thọ, nằm ốm mà 4-5 năm trước tôi kể mấy lần như thế, nằm ốm cũng liệt giường liệt chiếu mà trong người giòi nói gì, giòi nó đục đầy trong thân thể, cứ đến một ngày là phải đi gì, phải đi nhặt giòi mấy lần, có lần nhặt được cả một chén giòi cơ, mà cái chén uống nước, cái chén nhỏ nhỏ uống nước chúng ta, giòi ở trong nó đục xong nó bò ra nhiều như thế, gọi là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong.
Các thầy về lập đàn dược sư 21 ngày tụng cũng không có chuyển biến gì, tụng kinh lương hoàng sám không có chuyển biến gì, thủy sám không có chuyển biến gì. Thế thầy ấy ngày xưa đi học cùng hay trêu nhau, cùng lứa tuổi với nhau, cho nên thầy ấy gọi điện cho tôi để trêu là: này ông lão, thế thì ông bác nhà con như thế thì phải làm như thế nào? Tôi gọi điện tôi bảo thôi thầy cứ về thì thầy lập cái đàn địa tạng tụng 7 ngày để hồi hướng cho gì, cho bác xem thế nào. Thế thầy bảo có phải mời các sư đến không? Có phải thôi, gia đình thành tâm, thầy là sư rồi, thầy là cháu của bác, thầy là sư rồi, thì thầy thành tâm rồi, mọi tất cả con cháu cùng đến để lễ để đọc tụng. Các vị biết không, đúng đến ngày thứ 3 cũng không đau nữa, ngày thứ 5 tự nhiên những cái giòi ở trong gì, trong thân thể nó cứ bò ra, nó bò ra nhiều lắm, bò ra được gần một bát con đấy. Thế là bắt đầu thì thầy lại gọi cho tôi, thầy bảo ông lão ơi bây giờ thì cái giòi nó bò ra thế làm thế nào? Tôi bảo thầy không được giết, thầy mang cái nhà thì là nhà làm hố gì, cái cầu tiêu vệ sinh thì tự hoại, cho nên tôi bảo thầy đi tiến kiếm những cái nhà nào họ nghèo nhất, họ chưa có cái nhà tiêu tự hoại ấy, tức là cái nhà tiêu họ làm ngày xưa, nhà tiêu cổ ngày xưa mà họ xây mấy gạch cho mấy cái hai cái cây gác lên, xong cả nhà đi vệ sinh vào đó, và để họ lấy phân để đi bón gì, để đi bón cho lúa và cho cây hoa màu ấy. Tôi bảo đi kiếm. Thế thầy bảo bây giờ còn kiếm làm sao được nữa. Tôi bảo có những nhà nghèo họ vẫn dùng cái nhà đấy đấy, tôi biết mà. Tôi đến có nhà tôi vẫn thấy có cái nhà vệ sinh như thế, tức là nhà họ rất nghèo, không có tiền để xây nhà vệ sinh tự hoại. Cái thứ nhất, cái thứ hai họ muốn dùng phân để đi bón cho cây, cho lúa, họ dùng như thế. Thế là tìm mãi thì cũng gặp một nhà, thế là đổ cái bát giòi vào đấy. Hết ngày thứ 5, sang ngày thứ 6, bao nhiêu cái hơi hôi, hơi thối của cái người bị bệnh, bị giòi đục đó, không còn nữa. Sang ngày thứ 7, ông ấy tươi cười bình thường, và tụng hết bộ kinh thứ 3 của ngày thứ 7 đó, thì ông ấy dặn dò mọi người là thôi ở phải con cháu ở nhà thế này thế khác, thôi cảm ơn sư thầy đã giúp cho gì, cho tôi tụng kinh này. Thế là ông ra đi một cách gì, nhẹ nhàng. Thế xong công việc, thầy gọi điện thầy bảo cái ông lão này tưởng là dân tộc nó đờ đờ mà nó gì, nó tinh vi ra phết ấy. Đó, cái gì nó cũng biết. Và thôi, cái này là cái kinh nghiệm của cái duyên của mỗi người thôi, chứ không phải cứ bảo là dân tộc là đơ đơ đâu nhá. À, ngày xưa cụ Tứ, Hòa Thượng Thanh Tứ, cụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ bảo thì một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh đấy, đừng có khinh thường. À, cụ ấy nói thế, tôi thì không dám nhận mình là như thế. Nhưng mà cụ cứ gặp đâu, cụ ấy cứ trêu mấy thầy cùng học ấy, đừng có quay thường nó, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Một Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, cho con hỏi, con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, chắc hôm nay mới lên lần đầu. Từ ngày 16 đến hôm nay con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng khỉ gió, nghe từ ngày 16 đến giờ mà bảo chưa được nghe bao giờ. Đúng là đúng, cái này là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Nghe từ ngày 16 mà dám viết là con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ. Thế mà đúng là chán chết ra được. Tôi tưởng nay mới đến lần đầu, hóa ra đến từ hôm 18 nghe giảng rồi, thế mà vẫn bảo là chưa được nghe bao giờ. Có nghĩa là gì? Con vừa được nghe, phải biết là con vừa được nghe thầy giảng mấy hôm nay, cho nên chưa hiểu được nhiều, xin thầy từ bi chỉ giáo cho con biết được vân vân ABC này nọ. Thế đấy, biết câu hỏi chả biết biết đường viết, thế này thì đúng là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng 2 đêm liền, con nằm mơ nhìn thấy thấy ngục, quỷ và người sinh nơi bị mất, như vậy là điềm lành hay dữ? Không sao, thấy như vậy là tốt đấy, đừng có sợ. Thấy như vậy để chúng ta biết rằng là gì? Trong kinh Địa Tạng nói là thật có địa ngục, thật có gì? Ngạ quỷ, thật có súng sinh, thật có quái người, thật có quái Atula, thật có quái trời, và thật có quái gì? Tình độ của 10 phương chư Phật đấy. Hay ráng để mà tu, tu một thời gian nữa mà làm sao á, thấy người thân của mình như trong kinh Địa Tạng báo là gì? Về báo và cảm ơn là gì? Cảm ơn con, cảm ơn cháu đã vì các cụ mà, vì tôi mà, các ông các bà mà tụng kinh. Giờ các cụ về với Phật, hay về với quái trời đây. Cảm ơn con, hẹn nhau gặp ở quái trời Đao Lợi, hay gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé.
và vẫy tay chào này này, thì tạm biệt, bye bye này. À, đấy, thế là tốt, cố gắng vào. Còn Phật tử này về nên nghe, thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng á, mà nghe đi nghe lại. Mỗi lần nghe là một lần hiểu thêm, mỗi lần nghe là một lần mới. Các vị cứ nghe mà xem. Tôi nghe lại mà không ngờ là cái thằng dân tộc nó lại nói được hay như thế. À, không, tôi dạo này là chuyên nghe lại bài giảng của tôi. Vì tôi lên đây tôi giảng thì tôi chả để ý gì đâu. Thậm chí sống xét đánh ảnh bên tai tôi cũng kệ. Giảng thì tôi cứ giảng thôi. Trước khi lên giảng tôi cầu nguyện Phật Bồ Tát là khai minh khai sáng cho con lên con giảng. Giảng sao cứ đúng bản ý của Phật. Mọi người nghe ở dưới là cứ gật gù hoan hỉ là được. Và phát Bồ Đề Tâm là được. Còn thì con không biết là con nói cái gì nữa đâu. Có nghĩa là không có suy nghĩ trước, không có gì suy nghĩ sau. Giảng đến đâu là giảng đến đó. Gặp cái gì là giảng đến đó thôi, chứ không có tính toán học thuộc lòng từ hôm trước. Vì tôi học thuộc lòng rất kém, cho nên không có xem bài trước, mà không cần phải học thuộc lòng trước đâu. Giải quyết bằng cái tự tâm của mình, tự tính của mình. Cho nên các quý vị nghe lại, nó sẽ gì? Nghe một lần rồi chưa hiểu, nghe lần thứ hai hiểu đi một chút, nghe lần thứ ba hiểu rất nhiều. Thậm chí nghe được 10 lần các quý vị sẽ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, với Phật Pháp, không bao giờ sợ đi sai đường lạc lối nữa. Đấy, tôi tin chắc là như thế. Vì vậy mà dạo này tôi nghe lại, lắm khi tôi nghe lại mình cũng thấy là hoan hỉ, rất hoan hỉ. Nghe lại lời mình nói mà rất hoan hỉ. Đấy, không phải là mình tự khen mình đâu, nhưng mà nghe lại thực sự có những đoạn mà mình ngồi mình nghĩ mãi không ra, nhưng tại sao lên đó ngồi mà mình lại nói được, thế mới hay. Đấy, một Phật tử nói hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cho chúng con được biết, tổ chúng con đi chợ niệm khoảng cách xa phải thuê xe thì gia đình trả tiền hay tổ chợ niệm phải trả? Nếu gia đình trả thì có ảnh hưởng đến tổ chợ niệm không? A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì chúng ta cũng phương tiện. Nếu mà gia đình của họ không có đạo tràng của chúng ta toàn những Phật tử già không có tiền, con cái nó gì, nó không cho để đủ để đi làm cái việc đó nữa, thì thôi chúng ta đi thì bảo gia đình họ, chúng ta gọi taxi hoặc gọi cái xe đi đến hết bao nhiêu thì bảo họ đã trả thẳng cho chúng ta lái xe, chúng ta không cầm tiền của họ ấy, để giữ cái gì, để giữ một cái niềm tin son sắc với họ, là sợ họ lại nghĩ, sợ họ lại nghĩ là gì, cái xe đi từ có gì có 5 cây số mà lấy mất 1 triệu, mà trước đây tôi đi hết có 800, có khi mấy bà lại nhập nhằng 200.000 đây. Cho nên mình tránh cái tình trạng là để cho gia chủ họ nghĩ lầm về đạo tràng của chúng ta. Cho nên á, chúng ta đi đến bảo gì, không có thì bảo gì, thôi chúng đạo tràng toàn các cụ già, đi xe máy thì gì, thì sợ nguy hiểm, các cụ mắt tối rồi, tay yếu rồi, sợ nguy hiểm lại gì, về làm sao đó con cái nó nói cho mà lại khổ thân. Mà đi chợ niệm như thế thì cái oan gia cháy chủ lắm khi nó ngay phá. Cho nên tốt nhất là gì, chúng ta gần gần thì có thể đi xe máy xe đạp được, nhưng xa xa thì tốt nhất chúng ta gọi cái taxi hoặc gọi cái xe họ chở đến cho, và bảo gia đình họ là đấy, phải nói trước với gia đình đạo tràng toàn những người không có điều kiện, chỉ có cái tâm thôi đi làm. Thế đến thì gia đình thì gọi cái xe thì gia đình có thể trả tiền xe cho các cụ, thì đến lúc đó họ không có ngại đâu. Nhưng mà thì mình bảo họ trả đưa luôn cho cái chú lái xe là gì, công minh nhất, đúng không? À, đưa luôn cho chú lái xe, thế là gì, chúng ta yên tâm tuyệt đối không có dính dáng gì đến tiền bạc của gia đình họ, thế cũng được, phương tiện thì cũng được, nhưng mà đừng có lấy, đừng có tiêu, đừng có lấy để tiêu cái đồng tiền đó của họ, thế là được. Chứ còn nếu mà đi chợ niệm mà không có thì bây giờ ban chợ niệm chúng ta có ban chợ niệm rồi, đúng không? Tới đây có thể lập cho một cái quỹ cho ban chợ niệm, cho ban chợ niệm của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như trường hợp nào ở đạo tràng nào hay đi nhiều mà không có tiền xe, gặp cái gia đình họ cũng nghèo không có tiền xe nữa, thì trích quỹ của ban chợ niệm chúng ta ra để trả cho đó. Hoặc nếu không có cứ gọi về đây, có các sư cô các sư ông phụ trách rồi, sẽ điều xe nhà chùa đến để gì, đưa các cụ đi. Yên tâm đi, thầy phục vụ các cụ gì hết mức nha. Cứ hoan hỉ đi. Thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lại viết câu hỏi thầy giải thích cho con câu Nam Mô A Di Đà. Thôi nói vắn tắt thôi. Chữ Nam Mô ở trong là phiên âm của tiếng Phạm. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y.
Chữ A Di Đà Phật đó là chỉ cho danh hiệu của một Đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói là gì? Ngài là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có kể về cái nhân tu của trước khi tu hành thành Phật của ngài á, ngài là một vị Bồ Tát có tên là gì? Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều về chúng sinh. Trong đó có một nguyện đặc sắc nhất, đó là nguyện thứ 18. Ngài nguyện với Đức gì? Với Đức Phật với một cái Đức Phật đó rằng á, là sư phụ của ngài á, nguyện rằng là gì? Con sau này đến khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con, tức là nghe thấy tên của con đó, mà phát khởi lòng tin, nhất tâm gì? Trì niệm danh hiệu con từ một niệm đến 10 niệm, người đó phát nguyện đem công đức đó hồi hướng phát sinh về thế giới con. Nếu không được như nguyện, con thề không thành, không thành chính giác. Đó là nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là một vị tỳ khiêu phát tâm hành Bồ Tát đạo, đó là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Cho nên sau này ngài trải qua gì? Trải qua thời gian là hơn 21 vô số quái Phật, vô số gì? Vô số kiếp. Trải qua hơn 21 vô số đại kiếp để tu hành hành Bồ Tát đạo, ngài đã thành Phật hiệu là A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cái từ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ Đức Phật A Di Đà, là quy y, quy mạng, là muốn gì nương theo Đức Phật A Di Đà, đơn giản thế thôi. Chứ còn nếu mà để giải thích câu này á, cho tôi giải thích câu này á 10 năm, chỉ 6 chữ này tôi giải thích 10 năm cũng chưa hết. 10 năm chưa hết các quý vị, đừng nói là một ngày, nhưng mà thôi, thời gian nó không có thì chỉ tạm thời như vậy thôi. Một vị nó hỏi: thầy ơi, cho con hỏi sao ở mối quan hệ ngoài xã hội con sống rất tốt, vô tư, vui vẻ, trong ngoặc, đóng ngoặc là vô tư vui vẻ, tức là rất tốt với mọi người, nhưng lúc con về nhà lại hay cáu gắt với mẹ, em trai con vậy ạ? À, cái trường hợp này, một trường hợp này hỏi là ở ngoài xã hội thì sống rất vui vẻ, vô tư, tốt mọi người, nhưng về nhà tự nhiên là cứ hay cáu gắt với gì? Cáu bản với mẹ và em trai. Trường hợp này có hai vấn đề. Có thể là do đất cát nhà cửa nhà mình có vấn đề. Có nghĩa là sao? Nghĩa là trong nhà mình á, có những cái gì? Vong linh. Có thể là người hoặc là con vật nào đó nó chết mà nó chưa siêu thoát, mình làm nhà làm cửa lên thì họ bực, họ phá chúng ta. Cho nên trường hợp này thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày, lấy nước cúng đó thì tưới xuống cái đất đó thì là hết. Họ được siêu thoát đi là hết, siêu độ cho họ là họ hết. Thì tự nhiên là về gia đình lại vui vẻ, cười với nhau toe toét cả ngày thôi. Đó. Có trường hợp đấy không? Có. Năm ngoái, năm kia, năm 2015 có trường hợp ở dưới quận Ba Đình nhé. Có hai mẹ con đó. Tôi kể mấy lần rồi đấy, chuyển về nhà mới ở. Ở trước đây hai mẹ con rất yêu thương nhau, nói chuyện nhau. Khi chuyển về cái nhà mới gần chỗ Lăng Bác á, thì tự nhiên thằng con thì nó không nói chuyện với mẹ. Đi học về một cái là đóng cửa, vào phòng đóng cửa. Mẹ gọi xuống ăn cơm, không bao giờ ngồi ăn cùng nhau. Mẹ ăn trước con ăn sau, hoặc con ăn trước mẹ ăn sau. Đi học về đóng cửa, không nói chuyện. Bà ấy buồn lắm, còn có thằng con trai duy nhất, ông thì mất sớm. Nuôi con như vậy, mong cho con nên người. Nó thi vào đại học, bây giờ đi học đại học rồi, năm thứ nhất, thứ hai, mà tự nhiên nó lại sinh ra như thế, mẹ buồn lắm. Khóc suốt ngày một mình, khóc suốt ngày thôi. Có hai ba đứa thì cho nó cam, có một thằng con trai duy nhất mà nó thế. Bây giờ nó thế thì sau này mình già đi nữa không làm được gì thì nó thế nào? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại tủi thân khóc suốt. Pháp hội đầu tiên của tụng kinh Địa Tạng á, qua thì bà có người mách bà lên, bà hỏi thầy, thầy bảo khề về tụng kinh Địa Tạng. Y như lúc nãy thầy nói á, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, đợt thầy bảo có 49 ngày thôi, 21 đến 49 ngày. Thế cứ lấy cái nước đó đổ xuống dưới đất nhà cửa của mình á, tôi bảo khoan lấy một cái, bốn cái góc nhà, nếu lát gạch hết rồi, nhà thành phố mà thì không còn đất nữa, lát gạch hết rồi thì tôi bảo khoan lấy bốn cái mũi khoan ở bốn góc nhà, thì lấy cái nước đó, lấy chén nước đó đổ xuống dưới góc nhà ấy. Thế là tụng kinh đến hết đúng 49 ngày phát nguyện, tự nhiên thằng con trai nói gì, nó đi học về bắt đầu nó bảo mẹ ơi, hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ. Và hai mẹ con thì ngồi uống nước xong, ngồi uống nước được tí thì nó kể hết. Nó bảo thôi con cũng không hiểu tại sao mà con lại như thế. Thì con thấy con lỗi lắm, con xin lỗi mẹ, từ giờ trở đi con không thế nữa, từ nay con sẽ về ăn cơm với mẹ.
chả còn cái gì vui bằng nữa. 2 năm trời như thế các quý vị ạ. Đó, trường hợp đó là do gì? Do những cái oan gia trái chủ, cái vong linh người ta ở trong cái đất đó, người ta không hoan hỉ, làm nhà làm cửa đè lên gì, lên thây lên xác của người ta, khiến cho người ta bực tức, người ta gì, người ta phá. Trường hợp đấy, trường hợp gì, thuộc về tâm linh. Và tụng kinh Địa Tạng 49 ngày xong một cái giải quyết vấn đề, tự nhiên nó xin mẹ nó và hai mẹ con hòa hợp với nhau. Xong lên kể với tôi, vừa kể về khóc, bảo là đúng là gì, nếu không gặp á, không gặp Phật Pháp mà không gặp thầy á, thì chắc là con gì, con mất đi đứa con trai của con. Cái đấy là nỗi đau nhất của gia đình con. Nay á, may gặp Phật Pháp, gặp thầy khuyên con tụng kinh Địa Tạng, đúng như thầy dạy 49 ngày tụng xong, nói như thế, mừng lắm, mừng rơi nước mắt, vừa kể vừa khóc tu tu ra. Cũng có những giọt nước mắt là gì? Vui mừng đấy các quý vị ạ. Không phải giọt nước mắt nào cũng là giọt nước mắt đau khổ đâu. Đó. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn có nhiều người nói con như thế này, tâm mày không tĩnh, không quan trọng tĩnh hay không, về bây giờ cứ tụng kinh Địa Tạng đi cho thầy. Trường hợp này cứ tụng kinh Địa Tạng cho thầy thì sẽ tĩnh thôi. À, thỉnh lấy cái giảng, cái băng giảng, đĩa giảng kinh Địa Tạng của thầy mà nghe nữa, chịu khó nghe đi rồi sẽ được tĩnh thôi. Về tụng kinh đi, tụng ở nhà mình, đổ nước xuống dưới đấy, hoặc nếu mà bạn này còn là sinh viên đang đi học, thấy chữ đẹp đẹp, có thể là sinh viên đang đi học hoặc là đang đi làm rồi, mới đi làm, thì trường hợp này á, thì nếu mà mình đi làm thuê ở nhà chỗ khác thì mình cứ tụng kinh ở chỗ đấy, xong thì mình nhoan lại một tháng hoặc nửa tháng, mình đem cái nước đó về gì để đổ vào trong nhà của mình cũng được. Không cứ là ngày nào cũng phải đổ, mà nhoan lấy cái nước đó cho vào một cái chai to ấy, cái can chai La Vi to to 1 lít 2 lít đó, để mà nhoan lại mang về mà đổ vẩy hết ở nhà cửa mình cũng tốt. Và đặc kinh tụng, đặc biệt tụng kinh cũng nên hồi hướng cho oan gia trái chủ, và nguyện ở trong cái đem công đức này, nguyện trong cái đất nhà chúng ta, nhà ở của chúng ta có cái vong linh nào mà chưa được siêu thoát, nguyện Bồ Tát Địa Tạng là gì, và chư Phật mười phương gia trì phóng quang minh tiếp dẫn cho, chỉ đường dẫn lối cho họ sớm được siêu thoát. À, để cho gia đình nhà con được đất cát, gia đình nhà con xin được làm nhà làm cửa để ở cho nó mát mẻ bình an, vân 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 vân. Cầu gì thì cứ nói ra, tôi không thể dạy hết cái đó được, khổ lắm. Thầy có thể, ý thứ hai, thầy có thể giải thích cho con không ạ? Và làm sao để tĩnh tâm? Đấy, làm như thế là được. 3. Duyên với một người làm sao biết duyên đã hết ạ? Không thấy thương nữa có nghĩa là hết, có gì đâu. À, trước đây có thể yêu một người yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, yêu da diết, bây giờ tự nhiên đi qua nhau là gì, đi qua nhau là gì, không thấy yêu nữa, không thấy thương nữa. Và họ bảo là, họ bảo là ví dụ như trước đây yêu nhau thì bây giờ tự nhiên là mình thấy duyên nó hết, tự nhiên mình thấy nhiều cái điểm xấu của anh ta hoặc thấy nhiều điểm xấu của cô ấy, thì bây giờ cô ấy hoặc anh ta bảo thôi mình chia tay đi, mình trong lòng mình không thấy một chút là gì lưu luyến, thấy ớ chia tay thì chia tay. Thế có nghĩa là duyên đã gì? Đã hết. Chứ còn nghe thấy anh ấy bảo chia tay đi, mình về mình khóc đau khổ, bảo nghĩ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa nó ùa về, tại sao anh ấy lại lừa mình, anh ấy lại thế này, hoặc là cô ấy thế này, còn cái kia, và mình đau khổ, mình khóc tu tu, mình đến chùa xin thầy cho con đi tu với, có tu khỉ được đâu, không tu được. Vì sao? Vì còn nhớ anh ấy quá hoặc nhớ cô ấy quá nhưng không tu được, đó gọi là duyên chưa? Chưa dệt, chưa hết. Mà chưa hết thì thôi, về khéo khéo mình lựa với nhau, lựa với nhau làm sao đó để cho gì nối lại được duyên là tốt nhất. Còn nếu cố tình không nối được nữa thì mình cũng phải gì buông thôi. Thành yêu đơn phương thì chỉ có đau khổ thôi, thì mình phải sao, phải buông thôi. Đó. Thì trường hợp đấy xin trả lời như thế. Có phải có hạn làm nhà không? Từ ngày anh con làm nhà liên tục gặp hạn tai nạn rất nhiều lần, cũng có trường hợp ở đây theo như Phật giáo á, thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt và năm nào cũng tốt, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, tức là ngày nào mình làm được việc thiện á, ngày nào tâm mình được gì, được tự do tự tại, buông xả được hết á, thì ngày nào đó là ngày tốt đẹp, đó là ngày mới tốt đẹp. Nhưng mà xin thưa các vị, ở thế gian chúng ta đâu có làm được như thế, vì vậy mà vẫn phải chịu trong cái sự chi phối của tuần hoành của gì, của gọi là của âm dương, của ngũ hành nhé, theo quan điểm của lão giáo á, chúng ta vẫn phải bị chi phối bởi thế giới bên ngoài.
về tâm linh, về ngoại cảnh bên ngoài, vân vân. Cho nên cái trường hợp làm nhà làm cửa, nếu chúng ta chưa phải là cái trường hợp mà đặc biệt tu hành xuất chúng thì chúng ta cũng nên gì, nhờ các thầy người ta xem cho cái ngày lành tháng tốt để làm nhà làm cửa, xem hướng nhà hướng cửa phong thủy đất cát một chút thì nó cũng có gì, cũng có lợi đấy các quý vị ạ. Đấy, trường hợp ở xã Sơn Đông đây này, năm tôi về năm 2003, cái trường hợp mà gì, có cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi, có đến 2-3 đời là gì, gọi ngày xưa gọi là chi quan chi phủ hay là tổng đốc gì đó, nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á, chi phủ. Tuần không phải tuần phủ, không phải tuần phủ, chi phủ nó tương đương với chủ tịch tỉnh bây giờ á. Tôi xem cái văn bia, đọc cái văn bia chữ Nho có 2-3 đời như thế. Tức là cái dòng dõi rất là gì, danh gia thế phiệt, làm cái nhà họ hơn 400 năm, nhà thờ họ. Thế khi gia đình đó thì cái ông trưởng á, ông cháu trưởng á, cháu chút chít trưởng á, được phân cái đất ở trước cửa nhà á, thì làm gì, chắn mất cái nhà cửa nhà thờ họ đi. Làm xong cái đêm khánh thành cũng là cái đêm ông ấy gì, ông ấy chết. Mấy chục ngày sau ông con trai trưởng á, cũng treo cổ tự tử chết trước cái nhà đó. Và còn anh con trai thứ hai á, thì tự nhiên bị bệnh điên điên khùng khùng và cứ vác dao ra đường muốn chém người. Gia đình làm cái cũi vào, nhốt vào, lại hai chân hai cái khóa xích như là gì, như là xích cái con thú này, xin lỗi các quý vị, thật như thế. Tôi sang tôi thấy thương quá, ăn uống rầm rề ở trong đó không ai dám mở ra. Thì tôi đến tôi xem một cái, tôi đọc cái văn bia, tôi xem nhà thờ một cái, tôi bảo cái này là do phong thủy chứ không phải là do khác. Phong thủy do phạm lỗi với tổ tiên, với các cụ trong họ nhà mình. Ai các cụ cái nhà thờ nhìn hướng đông nam như thế này, làm cái nhà ở chắn ngay trước mặt, cách cái sân có 5-7 mét thôi, ở trước các cụ các tổ tiên như thế, trong khi đó đất hai bên thì vẫn còn rộng, không làm. Tôi đến tôi bảo là trường hợp này muốn chữa được thì phải phá bỏ cái nhà đấy, nhìn làm quay sang bên cạnh, nhìn về hướng tây, để thẳng cái hướng tây nam của nhà tổ tiên, nhà thờ tổ của trong họ đó, nhìn thẳng xuống ra ngoài đường, không được làm cái gì vướng vào đó. Thì gia đình bảo là, bạch thầy, gia đình nhà con nghèo chẳng có tiền nữa, bố chết, bác chết, tức là chồng chết, bố chết, chồng chết và gì, và chú thì như thế, không còn gì. Tôi bảo cố gắng vay bên nội bên ngoại được vài chục triệu, ngày đó là làm cái nhà tạm nó có hơn 40 triệu thôi, từ năm 2003-2004. Các vị biết không, làm xong một cái, cúng về nhà mới một cái, 2-3 ngày hôm sau ông chú đang điên ở trong cúi bảo là gì, thả tao ra, tao không sao nữa. Thế là thả ra đi tắm đi rửa một cái là gì, bình thường, có ai tin không? Cho nên cái dân Sơn Đông đây có người ghê đến đâu thì ghê, nghe thấy câu chuyện đó, nghe thấy ông thầy Thịnh, ông thầy Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên mà cũng phải gì ạ, cũng phải khiếp, cũng phải nể. Cái trường hợp như thế ai mà chẳng nể các quý vị, có phải một tí thuốc thang nào đâu, thế là khói. Rồi có cái trường hợp cũng ở cái xóm gần đền đấy, đào cái giếng, nhà có một cái giếng rồi tự nhiên là đi đồi lên cơn rồi sẽ đi đào thêm một cái giếng nữa ngay bên cạnh nhà, thế là hai cái giếng ở trong nhà. Đào xong giếng mấy tháng sau tự nhiên là cứ nghe thấy, một hôm ông ở nhà đang ở nhà như vậy, đang ở nhà không biết đang làm cái gì ấy, tự nhiên cứ nghe thấy cái tiếng trống, tiếng kèn nằm bầm nó đến, nó bảo là gì, phải bắt cái thằng này. Cứ nghe thấy ông, khi sau này ông khỏi thì ông mới kể như thế. Thế bảo nghe tiếng trống, tiếng kèn nằm mầm nó kéo đến, thế là nó lôi ông này gì, ném ông này xuống giếng. Thế may có cái bà hàng xóm đứng bên ở bên cạnh thấy ông này gì, tự nhiên chạy sang giếng, nhảy tùm xuống giếng. Thế là bà ấy hô là dân làng lên, ôi dân làng cứu với ông này, ông nhảy xuống giếng. Thế là hàng xóm mà chạy sang thì họ lấy lên rồi á, thì bắt đầu thì chúng ta biết thế nào, tự nhiên ông ấy cái ổ điện á, lấy lên rồi ông cứ vạch, ông chạy vào thì ông giật ổ điện á, cứ thế ông dúi tay vào trong ổ điện. Nhưng may lúc đấy nó lại, số may của ông ấy lúc đấy là vừa cắt điện mới may trong ấy, không có thì đứt luôn. Người còn đang ướt mà sờ vào điện đó thì ắc một cái là sao ạ, cháy xém ra ngay đó. Nhưng mà may thì vừa sờ vào, trong lúc đi lúc nãy còn cái điện, vừa sờ vào một cái thì điện tự nhiên mất. Thế là số ông ấy may. Xong rồi mất xong gia đình mới thì 4-5 người cứ thế là cưỡng là giữ ông ấy không giữ được, mới cho lên viện. Cho lên viện ông ấy tự lấy cái dép ông đập gì, đập gãy cả chân, đập nát cả cái chân. Đó. Không biết đau, cứ thế đập thôi. Bác sĩ ở bệnh viện năm bảo là thôi trường hợp này không phải bình thường đâu. Đi về thì nhà có đi đến xem các thầy nào hay là có chùa có chiền đến nhờ các sư xem thế nào. Cái bác sĩ bệnh viện năm, bác sĩ bảo thế, thế là gia đình về vội vàng về đây, chạy vào đây.
năm 2005, 2004, 2005 thì phải, khoảng cái thời gian đó. Tôi mới về đây mới thôi, còn mới về còn đang đi học, chưa học xong. Thế bây giờ tôi nghe cái tin đó, tôi vội vàng tôi sang có cái gì đâu các vị, có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là gì? Có cái giếng rồi để đào thêm một cái giếng phạm vào cái long mạch ở cái đất đó. Cái thứ hai, ban thờ để bẩn bỏ sừ ra, mạng nhện răng đầy mối gì mối từ dưới đất leo lên ban thờ, bám vào cả bát hương. Với cái tâm linh nhà mình như thế mà gì, đến tổ tiên thần linh, tổ tiên nhà mình còn không gì, không có mạng nhện răng đầy là một cái chuyện rồi, mà mối nó ăn theo cái cột gỗ xoan đó, nó lên kiểu làm cái ban thờ đóng theo cái nhà cổ ngày xưa mà ban thờ đóng vào cái cột gỗ, một bên đóng vào tường, bên đóng vào cột gỗ, nó đục lên theo cái cột gỗ xoan, nó ăn nó vào tới cái chỗ bát hương, nó còn bám vào cả bát hương nữa. Tôi bảo ôi thờ như thế này thì đi tự tử là đúng thôi. Thế tôi bảo người nhà thôi, bây giờ đi mua 3 cái bát hương ngay lập tức cho tôi, mang sang chùa. Lúc đó là lúc trưa thì mang sang, đến chiều tôi sang tôi lễ xong một cái ở trên kia gọi điện về là gì, anh ấy không gì không lên cơn nữa, nhưng mà bây giờ phải ở lại để điều trị, để bó bột đã. Bó bột xong hơn tháng sau đi về, thế là khỏi xong mới kể lại mọi người là tôi đang làm, tự nhiên nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng ầm ầm, thấy một đoàn người đến là tóm để gì bắt vứt xuống dưới giếng. Vứt xuống giếng có người cứu lên rồi thì lại có một đoàn người nó đến thì nó cứ thế nó đẩy vào trong cái gì, cái ổ điện để cắm tay vào đó thôi. Đó, đây là trường hợp có thật đó. Ở thôn đấy là thôn gì, thôn Bống hay thôn Cao Sơn, gần chỗ nhà cụ Lượng đó. Đây có cụ Lượng không, dân ở Sơn Đông thì biết cái vụ đấy. Đó, xong rồi tôi bắt là gì, phải lấp một cái giếng mới đào, để một cái thôi, hút sạch đi, làm cái theo cái phương pháp lấp giếng khó nha các vị nha. Qua đây nói luôn, đào giếng thì có thể dễ nhưng mà lấp giếng khó nhé, đặc biệt giếng cổ, làm không khéo là trong gia đình lục đục ngay, đặc biệt giếng cổ. Muốn lấp giếng thì phải làm thế nào? Cái phép lấp giếng á, trước khi lấp giếng là phải hút cạn sạch nước đi, đem bắt sạch những con cua con cá phóng sinh ở đó đi, xong bắt đầu là lấy cái gương ra đó thì đứng gì, mình chỉ các vị Phật tử chúng ta chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, xong lấy cái gương đó soi dưới cái gương, cái kính đó à, soi dưới cái gương đó thôi, nó có một cái câu thần chú để làm cái đó. Án xuất thần tỉnh, thật tỉnh thần, án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, viên xuất thần minh, viên xuất thần minh, quang minh sa hạ, đọc 3 lần như thế. Nhưng cái này thì nó hơi dài thôi, cái này thì sau này các vị nào mà muốn làm thì tốt nhất nên nhờ các thầy họ làm cho, vì lấp giếng nó cũng quan trọng lắm, không khéo lại đơ đấy, lại khổ ra. Đó, 3 lần làm như thế xong một cái bắt đầu thì lấy cát, lấy đá sạch, lấy cát đất sạch cho để đổ xuống, đừng có đổ đồ bẩn xuống đó, nguy hiểm lắm. Đấy, coi đấy là phong thủy. Cho nên ở trường hợp này nói là làm xong nhà cửa thì tự nhiên cái tai nạn suốt ngày cũng có thể có vấn đề, về phong thủy đất cát có thể có vấn đề. Thì nên gì, về Phật giáo thì không nặng nề cái đó, hướng nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt, nhưng mà ở người ngoài đời thì người ta đâu phải là người tu Phật đâu. Cho nên thì cùng các cụ ngày xưa nói là có thờ có kiêng, có thiêng có kiêng, có gì có lành. Cho nên tốt nhất thì cũng nên chỉnh trang lại một chút. Cái trường hợp này thì bảo bác ấy, bảo chú ấy, hôm nào xuống chùa gặp thầy hoặc là gặp các sư hỏi tư vấn cụ thể cho. Một câu hỏi khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con đọc các bài giảng pháp của thầy, con đọc có câu khi tụng kinh Địa Tạng phải kiêng hành hẹ tỏi kiệu, nhưng bữa trưa con dùng cơm công ty không tránh kiêng được, vậy tụng kinh còn được lợi ích không ạ? Có lợi ích nhưng mà nó sẽ giảm đi khá nhiều. Đáng nhẽ chúng ta được 99% khi tụng kinh hoặc 100% khi tụng kinh, nhưng vẫn ăn cái đó thì chúng ta đọc tụng nó chỉ được 50% thôi. Nhưng có được không? Được, còn hơn là gì? Hơn là chúng ta chả đọc tụng thì chả được chút công đức nào, đúng không? Cái tội gì 50% 2 ngày thì sẽ bằng 1 ngày người ta không ăn, thì người ta không ăn 1 ngày người ta được cả 100%, mình ăn thì thôi 2 ngày mình cũng bằng người ta 1 ngày. Thôi cũng cố gắng, biết làm thế nào. Đó, cố gắng. Ý nữa là mẹ con tụng kinh và hồi hướng cầu nguyện cho chúng con kết quả sẽ như thế nào? Tốt thôi, cũng được. Nhưng mà gì, trong kinh Địa Tạng nói là người tụng kinh đem công đức hồi hướng thì cái người bên kia nhận gì? Nhận được có 1 phần, còn á, người tụng thì được gì? 6 phần. Thì mình còn sống thì cũng giống như cũng nhận được như người chết thôi.
Cho nên phải, nếu mà tự mình đọc tụng thì mới tốt. Đấy, người ta hồi hướng cho mình mà mình tự đọc tụng nữa thì tốt lắm. Đó, trường hợp này nên cố gắng. Con xin cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy mạnh khỏe, hướng dẫn chúng con tu tập tinh tấn. Thôi, cố gắng nghe Pháp mà tu tập tinh tấn. Ăn hành mà tu tinh tấn thì cũng tốt, không sao. Đó, chỉ sợ rằng ăn hành mà gì mà không tu tinh tấn mà lười biếng nữa thì cái đấy mới đáng sợ. Đó, được, cũng được, tạm duyệt được. Bao giờ sau này nghỉ hưu ấy thì gì, ngừng hẳn. Đó, thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch quý Thầy, thật quý hóa, con xin Thầy chỉ dạy cho con một số việc như sau. Mẫu thân của con bị thác trong nhà tắm, tức là bị mất đó, vào ban đêm. Đến khi gia đình con phát hiện được thì người mẫu thân đã bị cứng rồi. Sau đó con có mời ban hộ niệm đến giúp 10 tiếng nhưng mẫu thân của con vẫn bị cứng. Gia đình con đi xem thì họ bảo mẫu thân con bị mất vào giờ trùng. Gia đình con làm tất cả các việc như cúng giảng chay tăng, trong lễ 49 ngày luôn phóng sinh, cúng tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Khai Nguyên, tụng kinh và niệm Phật, chia sẻ khai thị cho mẫu thân của con từ ngày mới mất cho hết 49 ngày. Nhưng đi xem họ vẫn nói mẫu thân của con vẫn bị trùng tra khảo. Cụ thể là sau khi mẫu thân của con bị mất vài tháng sau thì cháu trai con, anh trai của con cũng bị ốm rất nặng. Úi dồi ôi, nhiều quá. Bị mắc bệnh ung thư sọ não. Con kính bạch quý Thầy, không biết có phải bị ảnh hưởng của việc chết trùng bắt không ạ? Gia đình con rất hoang mang lo sợ. Cũng có những trường hợp là gì, trong kinh Phật đó, thì không có quan niệm, không có nặng nề về cái việc trùng tang. Cái việc trùng tang là do biên đạo gì, đạo lão họ quan niệm. Nhưng mà xét về nhân quả có không? Cũng có. Gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp trong dòng họ, hoặc cộng nghiệp trong một gia đình. Tức là có duyên thì mới sinh vào với nhau, sinh vào cùng một nhà với nhau, hoặc cùng với họ với nhau đó. Hoặc là gì? Hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào để trả nợ, hoặc sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, vân vân. Đều có duyên. Không duyên tốt thì cũng duyên gì? Duyên xấu. Cho nên là cùng trong một dòng họ hoặc một gia đình như vậy là cũng có duyên rồi. Vì vậy mà cái trường hợp là trường hợp kia mất vào ngày tháng giờ xấu, mất vào giờ xấu thì ở trong cách tính của đạo giáo họ tính gọi là tam sa. Tức là ý là trong dòng họ, trong chi họ đó phải gì, có thể mất ba mạng nữa phải đi theo. Trùng vào á, bấm vào cái gì, cái ngày á, bị trùng tang á, thì họ gọi là nhị sa. Tức là còn hai người trong chi họ, trong dòng họ, trong gia đình có thể đi theo, vân vân. Nhất sa, tức mất vào gì, mà giờ cái giờ trùng tang nó vào cái ngày trùng tang nó vào tháng á, thì gọi là, hoặc là vào năm tuổi á, thì gọi là nhất sa. Tức là trong chi họ, họ quan niệm rằng trong chi họ có thể còn một người mất theo trong vòng 3 năm trở lại nữa. Cái trường hợp này nó không đúng hoàn toàn 100%, nhưng cái xác suất của nó cũng phải 70% trở lên. Thì chúng tôi kinh nghiệm trên dưới 20 năm nay xuất gia tu hành rồi, gặp những cái chi họ các quý vị ạ. Có những chi họ 13 năm trời vẫn chưa đưa các cụ lên được. Theo quan niệm ở miền Bắc chúng ta ấy, là sau khi chôn là cứ 3 năm sau trở lên là phải gì ạ? Phải sang cát, phải bốc mộ thay áo cho gì? Cho người đã khuất, đó mới là người con hiếu hạnh, đó mới là cái sự trả ơn cho người gì đã mất, đã khuất. Nhưng còn ở trong miền Nam á, thì gì, sau khi mất họ thì chôn xuống và dẻo xây kín lên, chôn sâu cất kỹ, đó là người con hiếu thảo. Nhưng miền Bắc chúng ta thì chôn sau 3 năm sau phải cải cát sang mộ, thay áo, cải cát á, để chuyển họ sang một cái chỗ ở mới á, cho nó tốt đẹp hơn, thì đó mới là người con hiếu thảo. Đấy là quan niệm của giữa cái phong tục tập quán mỗi nơi. Cho nên là cứ 3 năm trở lên thì mới được bốc mộ. Có những trường hợp ngày xưa tôi về cái chùa Giới Hòa, Yên Sở, Hoài Đức, 13 năm trong chi họ không thể nào bốc mộ được. Thế năm đó thì tôi mới, ngày đó thì chưa có lễ trung phong. Thỉnh khoảng độ 10 quý thầy về, hơn 10 quý thầy về chùa để làm cái lễ gọi là giải oan cắt kết phả độ gia tiên cho. Nhưng quan trọng nhất là tụng kinh. Ngày xưa tôi tụng cho cả cái bộ kinh Lương Hoàng Xá, ngày xưa chưa hay tụng kinh Địa Tạng.
tụng cả bộ kinh Lương Hoàng Sám, thỉnh các sư về tụng kinh Lương Hoàng Sám và cúng phả độ gia tiên, cái phương pháp cái gọi là cái đàn gọi là cúng đàn giải oan cắt kết á. Cúng xong thì sau đó một cái thì sau 3 năm sau thì gia đình cái dòng họ không còn, không có người mất trẻ và không có người mất đột tử vân vân nữa. Thế là cứ thế là dần dần là các cụ cứ thế là sang cát thay áo, cứ cụ mất trước hay cụ lớn tuổi cứ thế dần dần đi lên. Và cho đến từ đó đến nay gần 20 năm nay cái chi họ là yên ổn. Con cái trong dòng họ thì làm ăn thì khá tốt. Ngày xưa thì chật vật ra, nhưng bây giờ thì khá tốt rồi. Có thể nói là ở trong nông thôn thì rất tốt, gia đình dòng họ bây giờ vẫn lên đây. Tết năm nào cả gia đình dòng họ cũng kéo nhau lên đây. Làm mấy trăm bánh gai mang lên để cúng Phật, quê hương bánh gai mà. Họ cũng có trước có sau. Đây thì cũng có nhiều trường hợp nữa. Đi xem họ bảo phải trùng tăng trùng phục thế này thế khác. Đặc biệt là 3 năm nay đạo tràng chúng ta có cái pháp hội trung phong rất tốt cho cái vấn đề siêu độ này, và pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng rất tốt cho vấn đề này. Cho nên cái trường hợp này, cụ này thì cũng làm được việc phúc thiện như vậy rồi. Nhưng mà người mất đột tử, mất kiểu như thế thì trong kinh Phật nói là nghiệp gì? Nghiệp rất nặng thì mới mất cái kiểu đột tử, như là tai nạn. Như trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết yểu đó. Đấy gọi là chết yểu đấy. Tự nhiên bị tai nạn, chết không ai biết, con cháu không ai biết, đó là chết yểu. Như vậy là nghiệp đó, là trong kinh Dược Sư nói nghiệp cực nặng phải bị như thế. Cho nên mới cúng một pho tượng phóng sinh tụng kinh có 49 ngày. Chưa chắc đã gì? Đã vãng sinh. Chưa chắc đã được đi đầu thai thoát hóa. Cái đó là đúng đấy. Thì chúng ta cần phải gì? Một người làm không được thì cả cái gia đình nhà mình và cả chi họ nhà mình phải nhất tâm để làm. Đó. Đặc biệt là những pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này. Nếu mà nghĩ về cụ thì mấy chị em là bỏ tạm dừng công ăn việc làm đi, thì ngày nào được nghỉ, đặc biệt thứ bảy chủ nhật, thì nếu làm công chức nhà nước hay doanh nghiệp được nghỉ thì cố gắng đến mà nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho cụ. Cúng dường Địa Tạng, cúng dường tôn tượng là công đức rất lớn, nhưng mà cái tâm của chúng ta phải hướng phát nguyện để siêu độ cho cụ, đến để nhất tâm để tụng kinh cho cụ mới là cái tốt nhất. Chúng ta nhất tâm đến để tụng kinh, công đức còn tốt hơn là cúng dường một pho tượng. Tụng kinh một hết một bộ kinh này á, công đức còn tốt hơn là chúng ta cúng dường một pho tượng, nếu chúng ta nhất tâm. Đó. Tất nhiên cúng dường pho tượng công đức rất nhiều, rất lớn, nhưng mà chúng ta nhất tâm tụng thì tốt lắm. Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là về thì cũng nên là anh em họ hàng nhất tâm những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng như thế này, cố gắng để cùng nhau đi vào mà làm bài vị mà hồi hướng cho cụ. Một thời gian không xa sẽ nằm mơ thấy cụ. Bao giờ nằm mơ thấy cụ tức là gì? Cụ đã được về và đã được gì? Thoát khỏi cái cảnh lao ngục nó bắt ép rồi, thì cụ sẽ sớm được gì? Được đi siêu thoát trong vòng một thời gian, một vài tuần tiếp đó sau thôi. À, bao giờ trường hợp này nếu mơ thấy cụ về thì vào báo cho tôi một câu. Vị này hỏi thêm ý nữa: hàng ngày con khuyên anh con tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, anh con đều nghe và thực hành đúng như vậy. Vì là Phật tử được may mắn tu tại chùa Khai Nguyên của thầy, cho đến bây giờ qua 3 lần mổ não cháu con tạm ổn định và đã được ra viện, nhưng gia đình con vẫn lo lắng hoang mang lắm. Con kính xin quý thầy tử bi cho con được biết con phải làm gì để cháu con được thoát khỏi kiếp nạn bệnh ác tính này ạ. Gia đình con xin cảm ơn. Cái này thì nên tụng kinh, nên trường hợp này nên phát nguyện ăn chay trường trong vòng 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thanh bông hoa quả thành tâm. Nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Có ban thờ Phật riêng thì tốt, chưa có ban thờ Phật riêng thì để cái ảnh Địa Tạng vào giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, treo cao lên một chút và để giữa. Và thanh bông hoa quả thành tâm, mỗi ngày múc 7 chén nước, tụng mỗi ngày 3 thời kinh. Cái trường hợp này mỗi ngày phải 3 thời kinh, không được tụng một thời thì nó ít quá. Tụng một thời đọc hết cả một bộ thì vẫn ít, phải chia thành 3 thời để mình niệm Phật được nữa. Mà trường hợp này khi niệm Phật nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật một tràng thôi. Xong khi đến niệm tứ thánh hiệu, niệm vào đến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì niệm khoảng cho 10 tràng vào, hiểu chưa? Danh hiệu
niệm Phật thì mình vẫn niệm đúng như trong kinh là Nam Mô A Di Đà Phật, có thể một tràng thôi, trong Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 tiếng, Đại Thế Chí 10 tiếng, nhưng mà đến Địa Tạng á, niệm cho khoảng 10 tràng vào, hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Đó, thì đến lấy cái lúc niệm như vậy thì mình quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng ở trên hư không đáp xuống và ngự lên trên ban thờ nhà mình, đó để phóng quang minh chiếu vào trong cái chén nước mình cúng á, ngày chứng minh, và phóng quang minh chiếu vào đó, rồi những cái chén nước đó, chén ở giữa mình lấy để hôm sáng sớm hôm sau mình thay 7 chén nước cúng hôm trước đó, thì chén ở giữa mình để mình vẩy hết đất cát nhà cửa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, tất tất trong nhà từ nhà ra ngõ, còn 6 chén còn lại để cho cái đứa cháu này uống nước, uống thì chắc sẽ gì Phật Bồ Tát thương gia trì cho nhanh khỏi thôi. Tôi mong rằng sau 100 ngày gia đình vào báo tin cho tôi, Phật Pháp nhiệm màu quá, kinh Địa Tạng nhiệm màu quá, và thầy cũng hơi hơi nhiệm màu. Vì thầy gì thì khuyên mà, cho nên Phật thì Bồ Tát thì thực sự nhiệm màu, còn thầy thì hơi hơi thôi. Cho nên con về con làm y như thầy bảo, và bây giờ cháu con khỏi rồi, đưa nó vào đây để rồi thì có thể xoa đầu cho nó cái, cho nó hoan hỉ tí ha. Đấy, trường hợp này nên khuyên như vậy. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là những lời Phật dạy, những câu chuyện Phật kể về các cõi, ma quỷ, thần là mang nghĩa ẩn dụ để khuyên dạy con người, hay đó là điều, là những điều có thật? Xin thưa với các vị, có thật. Giống như ở trong hội trường này vậy, chúng ta ở đây là có thật hay là giả? Hả? Ai là bảo giả đến đây tôi xem, vác cái dao lên đây nữa, tôi khía cho mấy cái vào tay xem thật hay giả. Nhưng nếu bảo là thật thì vài chục năm nữa xem, chết rồi chôn xuống gì dưới đất rồi, vài chục năm sau, vài năm sau nó còn thành bộ xương, vài chục năm sau xương cũng không còn thành gì, thành đất hết, lúc đó là thật hay giả? Thật giả đều do tâm ta nhận định vậy các quý vị. Bảo là thật thì nó có thật, bảo nó là giả thì thực sự nó gì, nó là giả. Nhưng mà thật hay giả tự chúng ta cảm nhận lấy. Còn Đức Phật nói không bao giờ gì nói lời vọng ngữ. Đối với chúng sinh á, còn chấp hình tướng, còn chấp mắc, còn bị phiền não, còn bị nghiệp chướng chi phối, còn bị tham sân si, thì Đức Phật nói là gì? Có thật đấy các quý vị. Còn những người đã chứng được thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát, thất địa trở lên, Phật bảo là gì? Không có. Tất cả đều là gì? Là không. Từ cái chỗ không vô tướng, vô nguyện đó mà có thể phân thân vô số đi độ chúng sinh. Độ chúng sinh nhưng không chấp là gì? Là có người độ chúng sinh. Mình là người độ chúng sinh, không chấp là gì? Là mình là người độ chúng sinh. Những chúng sinh khổ đau được mình cứu, không chấp là mình cứu được nhiều chúng sinh. Cho nên không sinh một chút, một cái niệm tâm nho nhỏ bị thử nhân ngã đây kia, ta là người cứu, chúng sinh là người được cứu, vân vân. Như vậy là còn cứu sinh độ sinh, còn chấp tướng. Cho nên Phật thuyết là không. Không tức là gì? Cho đệ tử của mình không chấp trước vào những công đức, những việc làm của mình. Ví dụ cho tôi chẳng hạn, chấp là gì? Tôi làm được 5-6 ngôi chùa rồi, và tôi chấp tôi cho ngôi chùa này là của tôi, ai đến đây cũng phải gặp tôi, và ai muốn làm gì cái ngôi chùa này thì phải bước qua gì, bước qua xác tôi, vân vân chẳng hạn. Như vậy là sau khi tôi chết đi thì tôi sẽ có phúc á, thì sẽ là một vị thần linh giữ chùa, là một thần đất giữ ngôi chùa này, hoặc giữ mấy ngôi chùa tôi xây. Còn không có phúc á thì tôi trở thành gì, thành con chó đến đây để trông chùa các quý vị ạ. Đó, cho nên Phật dạy là tu là buông xả đi, làm tất cả các việc thiện nhưng mà không chấp vào bất cứ một thiện nào, việc thiện nào. Đó gọi là cách tu hành, gọi là xả ba la mật đó, từ bi hỷ xả, xả hết. Thì đấy, đối với trường hợp như thế Phật nói là gì? Là không. Không có ma, không có quỷ, không có chúng sinh để độ, không có pháp để tu, không có pháp để chứng, và không có sinh tử phiền não để gì, để chứa đựng ở trong tâm. Tâm lúc nào cũng rảnh rang, tự do, tự tại. Cảnh giới gì của một vị đó chính là cảnh giới của vị A-la-hán, của một vị Bồ-Tát chứng hàng thất địa trở lên vậy. Cảnh giới đó rất cao. Còn trường hợp Phật tử này hỏi câu hỏi này, tôi trả lời là gì? Là có.
Chắc chắn Phật nói là có, vì tôi biết Phật tử này hỏi câu này thì trong tâm còn rất nhiều cái gì, còn nhiều cái có, cho nên tôi khẳng định với Phật tử này là gì, Phật nói về ma quỷ, thế giới thần linh có không? Tôi bảo là có. Liệu liệu mà tu, không tu sau này nó đến nó gì, oan gia trái chủ nó đến nó bắt đấy. Nó đến nó bắt đấy. Nên liệu chừng đấy, hỏi câu hỏi này liệu chừng đấy, tu thật tốt vào để trả nợ cho người ta hết đi. Có nợ thì phải gì, phải trả, thế đừng có chạy trốn. Phật tử nữa hỏi là, con bạch thầy, con có một người bạn đi tu ở chùa, xả bỏ hết công việc trong gia đình, chồng ốm tai biến cũng không có trách nhiệm gì, vài tháng mới về một lần, con tưởng trong gia đình con luôn à, con trưởng trong gia đình, con muốn thầy giải thích hộ con trưởng, con trường hợp đi tu như vậy có đúng không, con xin cảm ơn thầy. Một người bạn đi tu ở chùa, đi tu ở đây đi tu xuất gia hay là đi tu tại gia? Nếu mà đi tu xuất gia thì nó có phép của người xuất gia, không phải là muốn về lúc nào cũng được. Nhưng mà trường hợp bố ốm tai biến như vậy mà trong gia đình không còn anh em họ hàng quyến thuộc nữa, thì trường hợp này có thể xin với sư phụ mình là cho về để hầu hạ bố mình khi bệnh tật như vậy, vẫn khoác áo cà sa, vẫn tu hành. Nhưng mà gì, vẫn có thể xin với sư phụ là đi về để tạm gác cái việc chấp lao phục gì ở chùa để về hầu hạ bố của mình khi bố ốm. Nhưng mà trường hợp này nếu không phải là người xuất gia, tức là Phật tử đó, đến tu ở trong chùa như thế, bố ốm mà không về để hầu hạ bố, trường hợp này gọi là tu sai đường, tu không đúng với gì, hạnh hiếu của nhà Phật. Đức Phật ở trong kinh á, báo ân nói là gì, cha mẹ tại đường như Phật tại thế, tức là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn sống ở trên đời giống như Phật ở trên đời đó. Bây giờ bố mình ốm nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, tai biến, mà con vẫn ở trong chùa để tu, hoặc là gì, vợ vẫn ở trong chùa để tu. Ở đây nói là con, một người bạn đấy, nói là người bạn, không biết là vợ hay là con, đây chắc là con. Như vậy mà không về để phụng dưỡng bố khi mà như thế, thì tu vị này có tu 1000 năm cũng chẳng được cái gì cả. Vì sao? Vì ông Phật đang nằm ở nhà đó đợi mình gì? Về để báo ân báo hiếu, mà mình gì, mình còn bỏ qua ông Phật đấy để đi cầu ông Phật ở trên gì, ở trên Tam Bảo, ở trên điện thờ là không có. Cho nên trường hợp này Phật tử này về nên khuyên bạn, bảo là thầy khai nguyên bảo là nên đi về để giúp đỡ cho bố, như vậy bệnh nó chẳng được là bao nữa đâu. Bệnh mà nằm liệt tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu chẳng được là bao nữa đâu. Về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bệnh mà bố của con còn thì Phật Bồ Tát tiêu nghiệp chướng cho, thì bố con sớm đi lại được, để cho con gì lại được về chùa con tu tiếp. Mà còn mệnh của bố con mà hết đó, thì nguyện cho bố con sớm được ra đi về với Phật một cách nhẹ nhàng, không phải là cầu cho chết nhé. Mệnh còn thì cầu cho gì, cho đớm sớm được khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết đó thì ra đi nhẹ nhàng, không phải nằm liệt giường liệt chiếu như thế, khổ lắm, khổ vô cùng. Người sống cũng khổ, người chết cũng gì, người còn nằm ốm đấy cũng khổ, và người gì, người hầu cũng khổ. Nhưng chúng ta không được khởi lên cái ý gì, ý xấu muốn cho họ chết mà tụng kinh, mà phải khởi lên cái ý là muốn cho họ được khỏi bệnh mà tụng kinh. Nhưng mệnh mà hết thì nguyện họ ra đi nhẹ nhàng cũng được, lấy tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ổn thôi. Oan gia trái chủ tụng kinh, những người mà bệnh liệt giường liệt chiếu như thế phần lớn do oan gia trái chủ, nghiệp chướng đời trước nó tạo ra, cho nên tụng kinh Địa Tạng là số 1 rồi. Đấy, như ông bác của cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài Võng Xuyên, Phúc Thọ, nằm ốm mà 4-5 năm trước tôi kể mấy lần rồi đấy, nằm ốm cũng liệt giường liệt chiếu mà trong người giỏi nói gì, giỏi nó đục đầy trong thân thể, cứ đến một ngày là phải đi gì, phải đi nhặt giòi mấy lần, có lần nhặt được cả một chén giòi cơ, mà cái chén uống nước, cái chén nhỏ nhỏ uống nước chúng ta, giòi ở trong nó đục xong nó bò ra nhiều như thế, gọi là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Các thầy về lập đàn dược sư 21 ngày tụng cũng không có chuyển biến gì, tụng kinh Lương Hoàng Sám không có chuyển biến gì, Thủy Sám không có chuyển biến gì. Thế thầy ấy ngày xưa đi học cùng hay trêu nhau, cùng lứa tuổi với nhau, cho nên thầy ấy gọi điện cho tôi để trêu là, này ông lão, thế thì ông bác nhà con như thế thì phải làm như thế nào?
Tôi gọi điện tôi bảo thôi thầy cứ về thì thầy lập cái đàn Địa Tạng tụng 7 ngày để hồi hướng cho gì? Cho bác xem thế nào. Thế thầy bảo có phải mời các sư đến không? Có phải thôi, gia đình thành tâm, thầy là sư rồi, thầy là cháu của bác, thầy là sư rồi thì thầy thành tâm rồi, mọi tất cả con cháu cùng đến để lễ để đọc tụng. Các vị biết không? Đúng đến ngày thứ 3 cũng không đau nữa. Ngày thứ 5 tự nhiên những cái giòi ở trong gì? Trong thân thể nó cứ bò ra. Nó bò ra nhiều lắm, bò ra được gần một bát con ấy. Thế là bắt đầu thì thầy lại gọi cho tôi, thầy bảo ông lão ơi bây giờ thì cái giòi nó bò lên thế làm thế nào? Tôi bảo thầy không được giết. Thầy mang cái nhà thì là nhà làm hố gì, cái cầu tiêu vệ sinh thì tự hoại, cho nên tôi bảo thầy đi đến kiếm những cái nhà nào nghèo nhất, họ chưa có cái nhà tiêu tự hoại ấy. Tức là cái nhà tiêu họ làm ngày xưa, nhà tiêu cổ ngày xưa mà, họ xây mấy gạch cho mấy cái hai cái cây gác lên xong cả nhà đi vệ sinh vào đó. Và để họ lấy phân để đi bón gì? Để đi bón cho lúa và cho cây hoa màu ấy. Tôi bảo đi kiếm. Thế thầy bảo đó bây giờ còn kiếm làm sao được nữa. Tôi bảo có những nhà nghèo họ vẫn dùng cái nhà đấy đấy. Tôi biết mà. Tôi đến có nhà tôi vẫn thấy có cái nhà vệ sinh như thế. Tức là nhà họ rất nghèo, không có tiền để xây nhà vệ sinh tự hoại. Cái thứ nhất, cái thứ hai họ muốn dùng phân để đi bón cho cây, cho lúa. Họ dùng như thế. Thế là tìm mãi thì cũng gặp một nhà, thế là đổ cái bát giòi vào đấy. Hết ngày thứ 5, sang ngày thứ 6, bao nhiêu cái hơi hôi, hơi thối của cái người bị bệnh, bị giòi đục đó, không còn nữa. Sang ngày thứ 7, ông ấy tươi cười bình thường và tụng hết bộ kinh thứ 3 của ngày thứ 7 đó. Thì ông ấy dặn dò mọi người là thôi ở phải con cháu ở nhà thế này thế khác. Thôi cảm ơn sư cô đã, sư thầy đã giúp cho gì, cho tôi tụng kinh này. Thế là ông ra đi một cách gì? Nhẹ nhàng. Thế xong công việc thầy gọi điện thầy bảo cái ông lão này tưởng là dân tộc nó lờ đờ mà nó gì, nó tinh vi ra phết đấy. Đó. Cái gì nó cũng biết. Thế và thôi cái này là cái kinh nghiệm của cái duyên của mỗi người thôi, chứ không phải cứ bảo là dân tộc là đơ đơ đâu nhá. Đó. Ngày xưa cụ Tứ, hòa thượng Thanh Tứ, cụ phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ bảo gì một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh đấy, đừng có khinh thường. Đó. Các cụ ấy nói thế, tôi thì không dám nhận mình là như thế. Nhưng mà cụ cứ gặp đâu cụ ấy cứ trêu mấy thầy cùng học ấy, đừng có quay thường nó, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Đó. Một Phật tử nó hỏi quan kính bạch thầy, cho con hỏi, con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, chắc hôm nay mới lên lần đầu. Từ ngày 16 đến hôm nay con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng khỉ gió, nghe từ ngày 16 đến giờ mà bảo chưa được nghe bao giờ. Đúng cái này là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Nghe từ ngày 16 mà dám viết là con chưa được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bao giờ, thế mà đúng là chán chết ra được. Tôi tưởng nay mới đến lần đầu, hóa ra đến từ hôm 18 nghe giảng rồi, thế mà vẫn bảo là chưa được nghe bao giờ. Có nghĩa là gì? Con vừa được nghe, phải biết là con vừa được nghe thầy giảng mấy hôm nay, cho nên chưa hiểu được nhiều, xin thầy từ bi chỉ giáo cho con biết được vân vân ABC này nọ. Thế đấy, biết câu hỏi chả biết biết đường viết, thế này thì đúng là thằng thổ nó mổ chết rồi đấy. Con được nghe thầy giảng kinh và tụng kinh Địa Tạng 2 đêm liền, con nằm mơ nhìn thấy thấy ngục, quỷ và người sinh nơi bị mất, như vậy là điềm lành hay dữ? Không sao, thấy như vậy là tốt đấy, đừng có sợ. Thấy như vậy để chúng ta biết rằng là gì? Trong kinh Địa Tạng nói là thật có địa ngục, thật có gì? Ngạ quỷ, thật có súng sinh, thật có quái người, thật có quái Atula, thật có quái trời và thật có quái gì? Tình độ của 10 phương chư Phật đấy. Hay ráng để mà tu, tu một thời gian nữa mà làm sao á, thấy người thân của mình như trong kinh Địa Tạng báo là gì? Về báo và cảm ơn là gì? Cảm ơn con, cảm ơn cháu đã vì các cụ mà, vì tôi mà, các ông các bà mà tụng kinh. Giờ các cụ về với Phật hay về với quái trời đây. Cảm ơn con, hẹn nhau gặp ở quái trời Đao Lợi hay gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé. Và với tay chào này này thì tạm biệt, bye bye này. Đấy, thế là tốt. Cố gắng vào. Còn Phật tử này về nên nghe, thỉnh lên cái đài có giảng kinh Địa Tạng mà nghe đi nghe lại. Mỗi lần nghe